chương 616 kinh sợ thối lui. Mũi tên này lựa thời điểm thích hợp bay tới. Trên tháp canh cửa sau trại, đan tăng đa cắt cùng sư đệ của mình đan châu, trong tay đang giữ cây cung lớn màu đen chưa buông xuống, với tay ra phía sau rút ra một mũi tên màu nâu đen, đặt trên dây cung. Cánh tay đan châu dài một cách kỳ lạ, thậm chí cánh tay trái còn dài hơn so với cánh tay phải của mình trên hai tấc. Đây là kết quả khổ luyện bắn cung trong thời gian dài mà thành như vậy một người tinh thông tiến thuật sẽ tự nhiên biết thế nào là thời cơ tốt nhất để ra tay. Con quái vật khi phát hiện ra có điều khác thường, thì mũi tên đã xuất hiện gần trong gang tấc, không kịp chống đỡ. Mũi tên lao xước qua mặt nó, một vết đen lập tức hiện rõ trên mặt giống như bị lửa làm bỏng. Mũi tên này đã làm nó bị thương. Tiêu phàm cũng phản kích lại con quái vật, tay phải dơ lên bắn ra ba tấm bùa chú, tay trái nắn quyết, càn khôn đỉnh vừa xoay tròn di chuyển trên nửa khoảng không, hỗn độn đồ án không ngừng xoay tròn trên miệng đỉnh. Quả nhiên, tuyết yêu vừa thấy bùa chú chân áp bay đến, không cần suy nghĩ, cái miệng rộng lại mở ra, phun ra một làn hơi trắng, hướng về bùa chú nghênh chiến tạo thành một mớ hỗn độn. Ngay lúc này, hỗn độn đồ án trên miệng đỉnh càn khôn đỉnh phát triển lớn hơn, điểm trung tâm lõm xuống, lập tức hình thành một lốc xoáy, bao trùm xuống quang trụ phun ra từ trong miệng tuyết yêu ngàn năm, rất nhanh hút hơn một nửa quang trụ. Quang trụ lập tức trở nên rất loãng, sức mạnh giảm đi, ba tấm bùa chú chợt lóe sáng dán trúng lồng ngực con quái thú. Trong phút chốc hồng quang chói mắt, tuyết hiêu hét lớn, bộ lông trắng trước ngực nháy mắt biến thành màu đen thui. Tuy nhiên ngay sau đó, con tuyết hiêu không quan tâm đến điều đã xảy ra, vươn bàn tay khổng lồ, nhanh như chớp, chộp tới càn khôn đỉnh cách đó không xa. Dễ dàng nhận thấy, càn khôn đỉnh không ngờ có thể lấy đi luồng hàn khí mà nó vừa phun ra. Đây mới là pháp bảo uy hát ta ép lớn nhất đối với nó luồng hàn khí bị phá, nó sẽ rất khó ngăn cản tiêu phàm không ngừng dùng bùa chú công kích. Tuy nhiên, suy luận từ lẽ thường, phù lục sắc bén có sức công kích hùng mạnh này, hẳn là tiêu phàm cũng không có nhiều mới đúng, nhưng chung quy chỉ là phỏng đoán, chỉ có hủy diệt cái đỉnh màu đỏ kia mới là phương pháp xử lý an toàn nhất. Audio điện tử võ tấn bền Có điều tiêu phàm sao có thể cho nó cơ hội đó chứ? Mắt thấy cự chảo ngay trước mặt, tiêu phàm khẽ vẫy tay, nhanh như chấp càn khôn đỉnh trở về bàn tay của hắn, móng vuốt con quái vật đánh vào không trung. Vào lúc này, tiếng xé gió mãnh liệt, mũi tên thứ hai được bắn nhanh đến. Liên tiếp thất thủ, tuyệt hiêu phẫn nộ điên cuồng không ngừng vung cự chảo lên, đánh mạnh tới. Bỗng nhiên phần hông bị cơ khinh xa đánh trúng hiện lên năm vết màu đỏ thấm nhưng rất nhanh đã còn vết tích. Con quái vật khổng lồ dừng như cảm nhận được sự đau đớn vô cùng. Khuôn mặt xấu xí đầy lông tơ, nháy mắt bắt đầu vặn vẹo, cự chảo đang vung lên thoáng cái mất đi sự chính xác, đánh vào không chung, mũi tên màu đen đâm trúng giữa cánh tay phải con quái vật. Qua, wow, qua, wow. con tuyết yêu lảo đảo một cái, lùi lại vài bước, sau nhe răng nhếch mép. Trong lỗ mũi thở ra luồng khí đục, đôi mắt nhỏ nhấp nháy ánh sáng màu đỏ. Bóng người chấp liên tục, đan tăng đa cát, cam pốt từ bên trong trại đi ra, sóng vai đứng cùng tiêu phàm, cơ khinh xa. Đan tăng đa cát cầm trên tay thanh trường đao, tất nhiên cái gọi là thanh trường đao đó, so sánh với cây đao ông thường dùng mà nói, lưỡi đao này dài hai thước, đen kịt, nhìn qua không hề có cảm giác sắc bén. Cam Pốt phóc dáng cường tráng, hai tay nắm lấy cây lôi kích, cũng giống như cây trường đao mà đan tăng đa cát đang cầm, lưỡi búa cũng đen kịt, không có chút oai phong. Phía xa ở trên tháp, đan châu lần thứ ba kéo cây cung lớn, đặt trên dây cung là mũi tên màu đen nhắm vào mặt con tuyết yêu. Một tiếng kêu răng rắc, Tuyệt hiêu giờ móng vuốt bên cánh tay trái lên, mũi tên đã bị bẻ gãy làm đôi. Tuy nhiên trên cánh tay phải đã xuất hiện các lớp cháy đen, vết thương trên tay và trên mặt giống nhau như đúc. Giây phút này, con quái thú không chịu đựng nổi, trên mặt, ngực và cánh tay đầy dẫy vết thương. Lũ người ngu xuẩn, các người hoàn toàn đã chọc giận đến ta. Quái thú chừng mắt liếc nhìn cánh tay phải đang bị thương của mình một cái, lập tức chừng mắt nhìn tiêu phàm, cơ khinh xa, đan tăng đa cát và cam cốt, từng người từng người một lạnh lùng nói. Chiếc răng nanh trắng nghiến ken két, từ từ nâng bàn tay của mình lên, dương chiếc móng vuốt sắc bén lấp lánh như màu kim loại dưới ánh hoàng hôn. Đan tăng đa cát trong lòng dùng mình, không tự chủ được nắm chặt binh khí trong tay, mắt không di chuyển nhìn thẳng con quái vật khổng lồ đối diện. Tay trái cơ khinh xa hiện ra một món pháp khí tựa như một thanh kiếm, giống thanh kiếm tô nam từng sử dụng, trên năm ngón tay phải hiện ra huyết quang mờ mờ ảo ảo. Các người nghĩ, dựa vào đống sắt vụn này có thể đối phó được ta sao? Đúng là mơ mộng hão huyền. Tuyết yêu ngàn năm nấc lên tiếng thét điên cuồng, khí tức cuồn cuộn hướng về phía mọi người. Xem ra đã thật sự chọc giận con tuyết yêu, trận đấu tiếp theo nhất định long trời lở đất. Tiêu phàm nhấc tay phải của mình, trong tay hắn là một thanh đao màu đỏ sẫm. Phía xa xa đan tăng đa cắt cầm thanh trường đao. Đôi mắt màu đỏ của tuyết yêu bất ngờ nhìn chăm chăm vào cây đao tiêu phàm cầm trên tay, trên mặt lập tức hiện ra trạng thái hoài nghi, trong đôi mắt xuất hiện vẻ hoang mang, khí tức cuồng bạo cuồn cuộn tới bỗng nhiên dừng lại. Tiêu phàm hai tay cầm đao, chậm rãi chỉa mũi đao ra phía trước, lưỡi đao màu đỏ sậm dần dần sáng lên đỏ rực như lửa. Giống, bỗng nhiên con quái thú đối diện thốt lên tiếng giống, từng bước từng bước lui về phía sau, sau đó xoay mạnh người, tứ chi chạm đất, chạy như điên, băng tuyết nhất thời bị bắn tung tóe xương trắng bốc lên. Không ổn, nó muốn chạy trốn, Đan Tăng Đa Cát nhanh chóng phục hồi tinh thần, lớn tiếng kêu lên. Tuyết Yêu tăng tốc chạy nhanh, Đan Tăng Đa Cát vừa mới tỉnh ngộ, còn chưa kịp quyết định có truy kích hay không, trong nháy mắt, con quái vật khổng lồ kia đã đi qua sườn núi trước mặt, không thấy bóng dáng. Chỉ lưu lại trên mặt tuyết những vết chân lớn. Bầu không khí yên lặng trong giây lát, phía sau trải phút chốc phát ra âm thanh hoan hô kinh động. Tộc trưởng A Chát đang đang trên tháp xem cuộc chiến, thậm chí ngồi bệt xuống đất, trên chán mồ hôi lạnh tuôn ra như nước chảy tiêu tiên sinh đan tăng đa cắt quay đầu nhìn phía tiêu phàm trên mặt lộ ra ý kính nể một cuộc hỗn chiến tuyết yêu bị thương trốn thoát tuy công lao là của mọi người nhưng không còn nghi ngờ tiêu phàm mới là người lực chiến đấu chủ yếu không có tiêu phàm đối mặt trực tiếp với tuyết yêu làm phân tán sự chú ý của nó bất kể thiên biến thủ của cơ khinh xa hay là mũi tên của đan châu đều khó tạo ra sát thương đối với nó cuối cùng tuyết yêu kinh hãi bỏ chạy cũng bởi vì cảm nhận được sát khí trên thanh đao của tiêu phàm. Như lẽ tự nhiên, đan tăng đa cắt bèn phụng tiêu phàm làm chủ. Huống chi, tiêu phàm vừa rồi đã cứu mạng ông. Hán tử đa ba thuần phát, ân oán phân minh. Bỗng chốc thanh trường đao màu đỏ trong tay tiêu phàm biến mất, không biết cất giấu ở nơi nào. Tu chân giả trong truyền thuyết, sở hữu một bảo vật không gian loại nhỏ như vòng tay chữ vật, nhẫn chữ vật đã rất ghê gớm, tiêu chân nhân có nguyên một bảo vật tu di gọi là chữ vật đỉnh quả thật quá hoành tráng. đương nhiên, chữ vật đỉnh này tiêu chân nhân tạm thời chỉ có thể mở một không gian nhỏ cung cấp cho chính hắn sử dụng, nhiều nhất chỉ đặt hạ vài món binh khí, dung lượng còn thua xa nhẫn chữ vật và vòng tay chữ vật thực sự. chẳng qua tiềm lực càn khôn đỉnh vô cùng chữ vật đỉnh của tiêu chân nhân khẳng định là không gian riêng tuyệt vời nhất. trời đã tối, chúng ta về trại rồi nói sau. con thú này bị thương, dự đoán trong thời gian ngắn sẽ không đến quấy rầy bộ tộc các vị. Tiêu phàm nhìn dấu chân rất dài phía sườn núi phủ chậm rãi nói. Cam miệng thở dốc, không nói gì. Hiển nhiên y cho rằng thừa cơ hội này, tiếp tục truy sát con quái vật. Mũi tên của Đan Châu hai lần kiến công, trong tay y là cây lôi kích một thần khí thở phụng trong tổ miếu, nhưng không có may mắn đoạt công, không tránh khỏi trong lòng có chút dai dứt. Nhưng Cam cũng biết, tiêu phàm nói đúng, chẳng bao lâu trời tối, tuyết ngập đầy trời, chính là chiến trường chính của con tuyết yêu ở trong sâu đại tuyết sơn giao đấu với tuyết yêu, thật là tự chuốc lấy phiền toái. Tiêu tiên sinh, cơ tổng, mời hai vị. Đan tăng đa cắt hơi cúi người, đưa tay ra phía trước nhường tiêu phàm và cơ khinh xa đi trước. Cổng sau cửa trại từ từ mở ra, mười mấy người xếp thành hai hàng đứng hai bên cánh cổng, đằng trước có mấy người đồng loạt giơ chiếc kèn đồng rất dài thổi vang tiếng, ô, ô. Tộc trưởng A chát cùng con của mình áo đa, phía sau có vài lão nhân đi theo, nhanh chân nghênh đón đoàn người đều nắm trong tay chiếc khăn ha đa trắng tinh. Vừa mới trải qua một trận đại chiến, bên ngoài cổng sau một vài thi thể tộc nhân bị nạn vẫn còn nằm đó. A chát trong thời gian ngắn tổ chức nghi thức nghênh đón cùng toàn bộ người trong tộc để tri ân vị ân nhân cứu mạng. Nếu không phải tiêu phàm, cơ khinh xa đến kịp lúc, bộ tộc Đa Ba sinh sống hơn một ngàn năm ở sâu trong tuyết sơn, chỉ sợ tối nay sẽ trở thành quá khứ, căn bản không tồn tại trên đời già trẻ trong tộc đã trở thành miếng mồi trong bụng con quái thú kia a chát hướng về phía tiêu phàm cung kính cúi đầu liên tiếp nói lời cảm kích đan tăng đa cắt đứng một bên đảm nhiệm vai trò phiên dịch quả thật cho dù không có phiên dịch đơn giản nhìn qua nét mặt của a chát cũng có thể nhìn ra tràn đầy lòng cảm kích đối với tiêu phàm và cơ khinh xa tộc trưởng a chát không cần phải khách khí mọi người đều là bằng hiếu nên trợ giúp lẫn nhau tiêu phàm mỉm cười nói bằng hữu bằng hữu a chát liên tục gật đầu hướng về phía các khách quý tiêu phàm cơ khinh xa cam cốt kính hiến khăn Hada, đa không người mời bọn họ tiến vào trại nghỉ ngơi ô ô tiếng kèn lại vang lên chương 617, truyền thuyết viễn cổ đan tăng đa cát nói với tiêu phàm rằng a chát muốn tổ chức yến hội hoan nghênh long trọng cho bọn họ nhưng bị tiêu phàm khéo léo từ chối bên ngoài trại máu nhuộm núi tuyết thi thể ngang dọc trong trại lại lần lượt thay cốc uống rượu, rượu thịt thổi thơm mát, rõ ràng không thích hợp, đó là không tôn trọng đối với người chết. Hơn nữa, tiêu phàm rất rõ ràng người đa ba, một bộ lạc nguyên thủy chuẩn như vậy, lương thực dự trữ để dùng qua mùa đông vô cùng hữu hạn. Hiện tại vừa mới đầu xuân, trải qua sự tiêu hao của mùa đông, lương thực của bọn họ lại càng khẩn cấp. Nếu không bởi như thế, người bộ tộc cũng sẽ không trong khí trời xuân hàn xe lạnh mà đi ra ngoài săn thú, đến nỗi bị tuyết yêu ngàn năm phục kích. Tiêu Phàm cũng không muốn lại đi tiêu hao lương thực dự trữ hữu hạn của toàn bộ bộ lạc. Mắt thấy Tiêu Phàm thái độ kiên quyết, đan tăng đa cát cũng hiểu được không thể cưỡng cầu, liền thuật lại ý kiến của Tiêu Phàm với A chát A chát tuy rằng cảm thấy như vậy không khỏi thất lễ với ân nhân cứu mạng, nhưng cũng chỉ có thể từ bỏ, ở trụ sở của mình đơn giản thiết hiến, tiếp đãi quý khách. Bộ lạc Đa Ba và dân tộc Du Mục bình thường có sự khác biệt, không di chuyển theo mùa, lập trại đã nhiều năm cho nên trong trại phổ biến đều là xây dựng bằng đá, không phải lều trại thông thường giống như dân tộc du mục. trong phòng đá có thêm một chậu than ấm áp mà khô ráo. khách nhân và chủ nhân đều vây quanh chậu than mà ngồi uống trà bơ thơm mát, nghe một vị lão nhân đầu bạc tự thuật về truyền thuyết cổ xưa có liên quan tới tuyết yêu. đan tăng đa cát đảm nhiệm phiên dịch, một bên nghe một bên giải thích cho tiêu phàm và cơ khinh xa. trên thực tế truyền thuyết lâu đời này ngay cả đan tăng đa cát cũng là lần đầu nghe nghiêm túc trước kia y chỉ là rất vô tình nghe một nửa, nghe qua liền quên. Thật sự chưa từng nghĩ đến, hôm nay không ngờ mặt đối mặt gặp được tuyết yêu, còn giao thủ với nó, thiếu chút nữa đã bỏ tính mạng. Lặng lặng nghe xong lão nhân tự thuật, tiêu phàm hơi trầm ngâm, quay đầu nói với đan tăng đa cát. Đa cát thượng sư, có thể lấy binh khí mà các anh cung phụng ở tổ miếu cho tôi xem không? Theo lão nhân nói, ba binh khí này là năm đó tổ tiên chiến đấu với tuyết yêu ngàn năm lưu lại, trong đó một vị tổ tiên còn để lại lời chăn chối, lời tiên đoán ở hậu thế. Tuyết yêu ngàn năm sẽ sống lại, lại xuất hiện hại thế nhân, hy vọng con cháu đời sau có thể lấy thần binh lợi khí còn sót lại, tiêu diệt tuyết yêu. Tuyết yêu da dày thịt béo, binh khí tầm thường rất khó làm thương nó. Hai mũi tên liên tiếp của Đan Châu đã tạo thành thương tổn cho tuyết yêu, binh khí tổ tiên lưu lại này, quả nhiên dùng được. Đan Tăng đa cắt liền vội vàng lấy con dao đeo ở bên hông xuống, hai tay đưa cho tiêu phàm trường đao vẫn là cái loại màu sắc đen kịt này tiêu phàm từ trong cảm nhận được dao động của pháp lực xem ra binh khí cổ xưa này từng được cao nhân hiểu được thuật pháp gia trì qua tuy nhiên dựa theo thời gian đê suy đoán hơn một nghìn năm trước thủy tổ sáng lập ra môn phái phật giáo cao nguyên chưa đến thế gian gia trì cho binh khí cổ xưa này hẳn không phải là pháp thuật phật giáo cao nguyên có lẽ tại niên đại đó có người tu chân đến từ Trung Nguyên từng chiến đấu với tuyết yêu ở tuyết vực. Tiêu phàm sau khi cẩn thận xem trường đao, liền trả lại cho đan tăng đa cát. Thủ lĩnh, tiêu tiên sinh là vì tuyết liên hoa mà đến, trong trại chúng ta có tuyết liên hoa ngàn năm không? Đan tăng đa cát nhớ tới ý đồ đến núi tuyết lần này của tiêu phàm, vội vàng nói với A chát. A chát hoảng sợ, nói. Tuyết liên hoa ngàn năm ư, đa cát, trong trại chúng ta, tuyết liên hoa vẫn còn có chút chữ hàng nhưng nhiều nhất là hơn 100 năm, tuyết liên hoa ngàn năm thật sự rất hiếm. Ta sống nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng gặp qua. Chỉ nghe nói, ở rất nhiều năm trước kia, từng hái được thuốc tiên như vậy, sau đó lại kính hiến cho cao tăng thượng sư núi đại tuyết rồi. Đan tăng đa cát liền nhìn về phía tiêu phàm, tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu. Viêm linh chi đao ẩn chứa khí thế hung bạo, dược vật bình thường căn bản không có khả năng loại trừ. Nếu dược hiệu của tuyết liên hoa chỉ thua kém một 200 trăm năm, như vậy phối với các dược vật khác của hắn để cùng tế, thật ra còn có thể chấp nhận. Nếu kém quá xa, vậy không dùng được rồi." A chát lập tức nói, "Tiêu Tiên Sinh là ân nhân cứu mạng của toàn tộc chúng tôi, tôi ngày mai sẽ phái tất cả những người hái thuốc cực kỳ có kinh nghiệm đi ra. Mặc kệ gian nan cỡ nào, đều phải tìm cách tìm được Tuyết Liên Hoa ngàn năm cho Tiêu Tiên Sinh." Thần sắc cực kỳ kiên định. Nghe xong Đan Tăng Đa Cát phiên dịch, Tiêu Phàm khoát tay áo, nói: cảm ơn thịnh tình của thủ lĩnh A chat tuyết yêu còn chưa tiêu diệt được, chỉ là bị thương chạy trốn. Lúc này phái người hái thuốc đi ra, quá nguy hiểm. Con yêu thú này nếu không diệt, trước sau sẽ luôn một uy hát yêu ta ép lớn của quý tộc. Chúng ta ngày mai sẽ xuất phát, tiến vào chỗ sâu của núi tuyết, tìm kiếm con yêu thú này, tiêu diệt nó. Giọng điệu bình tĩnh, lại mang theo ý tứ hàm xúc không thể nghi ngờ. Đan tăng đa cát giật mình kinh hãi, vội vàng nói tiêu tiên sinh, tiến vào chỗ sâu trong núi tuyết tìm yêu thú, thế này quá mạo hiểm rồi. Ở chỗ sâu trong núi đại tuyết là hang ổ của tuyết yêu, ai cũng khó có thể phát hiện, nó rốt cuộc trốn ở nơi nào. Bất cứ lúc nào cũng đều có thể từ chỗ không tưởng được xuất hiện, làm cho người ta một kích chí mạng. Hơn nữa, núi tuyết lớn như vậy, đi nơi nào tìm yêu thú chứ? Campos cũng phụ họa đan tăng đa cắt nói. Cơ khinh xa nhẹ giọng nói ra. Yêu thú này đã trúng thiên biến thủ của tôi, tôi đã để lại một ít ký hiệu trên người của nó. Có lẽ, chúng ta có thể truy tung ra nó. Kỳ thật thực sự có thể lưu lại ký hiệu truy tung, đấy là huyết hàng thuật, loại kỹ xảo truy tung này, là thỉnh giáo từ chỗ Tô Nam Đại Quốc Sư. Ở trong một thời gian nhất định, chỉ cần người bị trúng hàng đầu ở trong phạm vi nhất định, liền có tỷ lệ bị khóa định rất lớn. Tiêu phàm cười cười, không lên tiếng. Vô cực môn cũng có cùng loại kỹ xảo. Thật sự ư, vậy thì thật tốt quá, Đan Tăng Đa Cát vừa mừng vừa sợ. Đối thoại giữa bọn họ, áo đa không ngừng phiên dịch cho mọi người đang ngồi nghe, nơi này người biết thêm hán ngữ chỉ có cậu ta và Đan Tăng Đa Cát. Vị lão nhân đầu bạc kia bỗng nhiên nói. Ở trong truyền thuyết, tuyết yêu và tuyết liên hoa giống nhau, đều là tinh linh của núi tuyết. Chỗ tuyết yêu hàng năm sinh sống nhất định sẽ có tuyết liên hoa. Áo đa giật mình kinh hãi, liền vội vàng phiên dịch những lời này ra. Cơ khinh xa không khỏi mừng rỡ, nói nói như vậy bọn chúng là quan hệ cộng sinh áo đa vội tức nói tôi đây cũng không rõ thúc công nói cũng chỉ là một truyền thuyết ở trong một số truyền thuyết thần thoại cổ xưa gần linh dược thiên địa bình thường đều sẽ có sinh linh thủ hộ hùng mạnh lời này của lão nhân đa ba thật ra với rất nhiều thần thoại truyền thuyết không bàn mà hợp ý nhau cho dù là truyền thuyết truyền thuyết của người đa ba cũng có thể là tiếp cận sự thật nhất tiêu phàm khẳng định nói lập tức từ trong túi áo lấy ra tấm bản đồ mà Ra cắt ánh huy giao cho hắn giao vào tay thủ lĩnh A chat hỏi thủ lĩnh A chat các ngài có ai biết nơi này trên bản đồ không A chat nhìn kỹ bản đồ lắc lắc đầu giao cho vị lão nhân đầu bạc giảng thuật thần thoại truyền thuyết kia lão nhân đầu bạc là thúc phụ của A chat cũng là tộc nhân nam tính nhiều tuổi nhất trong trại hiện giờ là người hái thuốc mà cả bộ lạc đều công nhận là người cực kỳ có kinh nghiệm ở trong chỗ sâu núi đại tuyết số lần ông lão ra vào nhiều nhất lão nhân đầu bạc tiếp nhận bản đồ nhìn kỹ một chút hai hàng lông mày nhẹ nhàng nhào lên vuốt vuốt tròm dâu hoa dâm trầm ngâm nói nơi này tôi chưa từng thấy nhiều năm trước kia ở trên đỉnh núi lạc cống xa xa từng thấy một ngọn núi cao vút trong mây giống như ngọn núi trên bản đồ này hơi giống tiêu phàm vội vàng hỏi núi lạc cống đó là nơi nào áo đa vội tức đáp núi lạc cống cực xa, ở bên kia của sông băng, cho dù là bộ lạc đa ba chúng tôi, cũng chỉ có người hái thuốc cực kỳ có kinh nghiệm và dũng cảm nhất mới đi tới nơi đó. Tiêu phàm gật gật đầu, không có nói cái gì nữa. Cuối cùng cũng phải giải quyết hết chuyện của tuyệt yêu ngàn năm mới có thể tìm kiếm trên nơi đã vẽ trên bản đồ. Thương nghị lập tức đã định, tàn yến hội, phân công nhau nghỉ ngơi. Thủ lĩnh A chát thu thập phòng ngủ của mình sạch sẽ, cung thỉnh tiêu tiên sinh và cơ tiểu thư vào ở. Mặc dù đan tăng đa cát không có rõ ràng khẳng định quan hệ, nhưng A chát cũng có thể suy đoán cho ra, bằng hữu bình thường, có thể cô nam quả nữ đồng hành ngàn dặm như vậy sao? Cho dù trước đây là bằng hữu bình thường, sau một chuyến đi như vậy, chỉ sợ quan hệ cũng sẽ phát sinh biến hóa về chất. Tiêu phàm và cơ khinh xa đều không có tỏ vẻ dị nghị. Mặc dù tiêu phàm hơi lo lắng, từ lúc bị khí thế hung bạo của viêm linh chi đao ăn mòn, định lực của tiêu chân nhân không lớn bằng lúc trước rồi ở cùng với một vị đại mỹ nữ thiên kiều bá mị như vậy trong một phòng, khó bảo toàn không phát sinh, không ngờ. Tuy nhiên, sự thật chứng minh tiêu chân nhân lo lắng là dư thừa, đêm nay, bình yên, vượt qua. Cho dù tiêu chân nhân thật sự kìm chế không được, cơ khinh xa cũng không phải là cô gái không biết nặng nhẹ như vậy. Sắp phải xâm nhập núi tuyết, đuổi gờ yêu ta ít tuyết yêu ngàn năm, thời điểm quan trọng như vậy, vẫn là phải tận lực duy trì tràn đầy thể lực mới tốt. Sáng sớm ngày kế, một hàng năm người dưới cái nhìn chăm chú của ở toàn thể tộc nhân Đa Ba, rời khỏi trại, xuất phát về phía chỗ sâu trong núi Đại Tuyết. Đan Tăng Đa Cát đi ở trước nhất, tiêu phàm cơ khinh xa ở giữa, Đan Châu và Cam Cốt đi ở sau. Dù sao Đan Tăng Đa Cát là người Đa Ba chính quy, cũng từng đi vào núi tuyết săn thú hái thuốc, đối với tình hình của núi tuyết là quen thuộc nhất. Tiêu phàm thực lực mạnh nhất, ở giữa phối hợp tác chiến. Suy xét đến Đan Tăng Đa Cát mấy năm nay đều ở bên ngoài, đã rất lâu không có đi vào núi Đại Tuyết, A Chát muốn phái hai gã dũng sĩ dũng mãnh nhất trong tộc làm dẫn đường cho bọn hắn, liền bị tiêu phàm bác bỏ. Bọn họ lúc này là đi đuổi gờ yêu ta ết tuyết yêu ngàn năm, người thường cho dù là cường tráng, lại hoàn toàn là cái liên lụy. Đối mặt với mãnh thú như vậy, không có chút lực chống đỡ nào. Nếu không phải là bởi vì người đa ba có thần binh mà tổ tiên để lại, đến ba sư huynh đệ đan tăng đa cát, tiêu phàm đều sẽ không đồng ý cho bọn họ cùng vào núi, đến lúc đó chẳng những không giúp được gì, còn phải khiến tiêu phàm phân thần tới chiếu cố bọn họ. Rất nhanh, năm người liền băng qua sườn dốc phủ tuyết phía sau trại, nhìn không thấy bóng dáng. Mùa xuân núi đại tuyết, thời tiết vô cùng, biến ảo, không lâu đã rơi đại tuyết, đầy trời bông tuyết bay lả tả. Bên ngoài hơn 10 mét, liền một mảnh mơ hồ, cái gì đều nhìn không rõ. Đan tăng đa cát dừng bước, đang chuẩn bị thương lượng với tiêu phàm, trước tiên tìm nơi cản gió dựng lều trại, tránh trận đại tuyết này rồi tính sau. Bằng không, ở trong gió tuyết lớn như vậy, rất dễ lạc đường. Lại chỉ thấy bóng người bên cạnh nhoáng lên một cái, tiêu phàm đã từ sau chạy tới, trong tay hiện ra một mai rùa tuyết trắng. Đi bên kia, một lát, tiêu phàm giơ tay chỉ ra phía bên phải, đạp ngược tuyết, đi nhanh về phía trước. Bước đi của tiêu phàm vô cùng nhẹ nhàng, cho dù là đang đi trên tuyết động bồng bềnh, cũng chỉ để lại dấu chân rất mờ. Đan Tăng Đa Cát nhìn thấy không khỏi âm thầm líu lưỡi. chương 618, Cầu Trường Sinh Mạo hiểm gió tuyết lớn như vậy, bồn ba trong chỗ sâu núi tuyết, tiêu phàm có lẽ không cảm giác được trở ngại quá lớn, nhưng toàn bộ đội ngũ ngày hôm đó vẫn chỉ tiến về phía trước không đến 30 dặm, liền nghỉ ngơi trong một chiếc lều ở nơi cản gió. Đám người Đan Tăng Đa Cát, Cam Đan Châu cố nhiên cũng là cao thủ lợi hại, hơn nữa bản thân sinh sống lâu dài ở cao nguyên tuyết vực, dù sao cũng không thể đánh đồng với tiêu phàm. Từ sau khi tiêu phàm chuyển hóa đại bộ phận hạo nhiên chính khí trong cơ thể làm pháp lực, cũng đã xem như nửa chân đạp đến vào đến hàng ngũ người tu chân, rất nhiều phương diện năng lực mạnh mẽ, sớm vượt ra khỏi cực hạn của nhân loại. Trên thực tế, tốc độ tiến lên của bọn họ như vậy, không cần nói là ở trong mắt người bình thường, cho dù ở trong mắt đội viên chuyên nghiệp, cũng đã cực kỳ khủng bố. Đội viên chuyên nghiệp gặp phải thời tiết khắc liệt như vậy, bình thường cũng chọn một nơi tốt để cắm trại, trốn vào tránh gió tuyết rồi tính sau. Trong lều vải nho nhỏ, tiêu phàm và cơ khinh xa ôm nhau, chui vào trong túi. Cơ khinh xa kéo cánh tay của tiêu phàm làm gối đầu, tựa vào ở trong ngực của hắn, cảm nhận được tiêu phàm nhịp tim đập hữu lực và cơ thể ấm áp, rất thỏa mãn khe khẽ thở dài. Nhiều năm như vậy, cơ khinh xa thật sự có chút mệt. Sở dĩ vẫn luôn dựa vào hình tượng nữ cường nhân, ngoại trừ trọng trách trên vai quá nặng, còn có một nguyên nhân rất lớn, là không tìm được một cánh tay hữu lực có thể cho cô yên tâm dựa vào. Hiện tại, rốt cuộc tìm được rồi, trong lòng cơ khinh xa vô cùng bình yên. Tiêu Phàm ôm lấy thân thể mềm mại của cơ khinh xa, ngược cùng lúc cảm nhận được cái loại non mềm kinh người này, lập tức còn có chút miệng đắng lưỡi khô. Cơ khinh xa tự nhiên cười, dứt khoát ôm hắn càng chặt hơn, cái chán trơn bóng dán trên gương mặt hắn. Bộ ngực đầy đặn ép ở dưới ngực tiêu phàm có chút biến hình, một chiếc đùi thon dài mà co giãn ở trong túi ngủ nghịch ngợm đặt ở giữa chân của tiêu phàm. Tiêu phàm không kìm lòng nổi nâng tay lên, đặt lên bộ ngực của cơ khinh xa đang ép chặt trong lòng mình. Đặt tay vào là mềm mại kinh người, đây hoàn toàn là một động tác theo bản năng, đều không có qua suy nghĩ. Đổi lại bất kỳ một nam nhân nào, ở trong loại tình hình này, chỉ sợ đều có phản ứng tự nhiên như vậy. Cơ khinh xa khuôn mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, khẽ cắn cắn môi, bất động thanh sắc điều chỉnh một chút tư thế, để bàn tay của tiêu phàm có thể hoàn toàn bao trùm lên trên nhũ đỉnh cao ngất của mình. Nam nhân đều thích loại tư vị một tay nắm trong tay này. Cơ khinh xa mặc dù là lần đầu tiếp xúc thân mật với thân thể người khác phái, căn bản chưa nói tới có kinh nghiệm gì. Nhưng con gái ở chuyện như vậy, thiên phú và ngộ tính cao, quả thực không gì sánh kịp. Cho dù có là cô nàng ngây thơ đến mức nào, đều biết làm thế nào để khiến cho nam nhân mình yêu thương càng thêm xâm nhập cảm nhận được một mặt tốt đẹp nhất của mình bàn tay nắm chặt đính núi mềm mại kia, tiêu phàm lập tức liền ý thức được không đúng, giống như giật điện rút lui về sau một chút, trong lúc nhất thời chân tay có chút luống cuống. Cơ khinh xa cười, khanh khách, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đôi môi kiểu diễm hôn nhẹ lên mặt tiêu phàm. Cực kỳ nhanh rủ đầu xuống, tóc đen thơm ngào ngạt lất phất ở cầm tiêu phàm. Tiêu phàm nét mặt già nua, lập tức đỏ tới mang tai, nóng hừng hực, liên tục ho khan. Cơ khinh xa thoải mái rúc vào trong lòng ngực của hắn, trái lại không có tiến thêm một bước, dị động, một lát hạ giọng nói. Tiêu phàm, qua một thời gian ngắn nữa, phạm nhạc chuyện bên kia trên cơ bản liền xử lý xong. Anh ta đã liên hệ với tôi, vẫn là muốn đến thiết môn tìm tôi. Tôi có ý tưởng như vậy, anh giúp tôi suy nghĩ một chút, đưa ra chủ ý. Cơ khinh xa thông minh sắc sảo, cũng biết lúc này nơi đây không phải là thời cơ tốt nhất để tiến thêm một bước. Dù sao đám người đan tăng đa cát đang ở bên cạnh trong lều vải, cũng không nên gây ra động tính quá lớn. Trong lúc này, chỉ có thể nghĩ biện pháp nói sang chuyện khác, khiến lửa giận nam nhân kia ở trong cơ thể tiêu phàm dần dần chìm xuống. Ừ, cô nói. Tiêu phàm vẫn có chút không yên lòng. Tôi định đem toàn bộ tập đoàn cơ thị giao cho anh ta xử lý dùm, bao gồm tất cả những chuyện khác, đều nhất định chuyển giao cho anh ta. Vì vì sau, tôi không quản những việc này nữa. Tôi muốn tập trung tinh lực, hết sức chuyên chú nghiên cứu truyền thừa hà lạc phái chúng tôi một chút. Cơ khinh xa nhấc người dậy, nghiêng đầu nhìn về phía tiêu phàm, nói rất nghiêm túc. Tóc đen như thác nước chiếu nghiêng xuống, lướt qua trên mặt của tiêu phàm, trên cổ nhẹ nhàng lay động, ngứa ngay, cơ khinh xa vội vàng tay dơ lên sửa lại một chút. Lời nói này, nghe vào bình thường, vô cùng tầm thường, giống như đang thương lượng một việc nhỏ không đáng kể. Trên thực tế, đây là một quyết định trọng đại dị thường. Cơ khinh xa đây là muốn vứt bỏ thế tục, nhất tâm hướng đạo. Tiêu phàm vừa nghe, thần sắc cũng trịnh trọng lên hỏi từ khi nào có ý tưởng này không lâu trước đó ở ma cưu trang viên anh đã nói với tôi thế gian thật sự có đạo trường sinh kỳ thật cơ khinh xa cho tới nay liền say mê nghiên cứu thuật pháp chi đạo đối với tiền vàng quyền lực thế tục liền phất lờ lúc trước nếu không phải cha cô bỗng nhiên gặp chuyện không may cô cũng sẽ không gấp trở về mang gánh nặng mấy năm nay đại thù của cha sớm được báo tập đoàn cơ thị cũng phát triển không ngừng quy mô thực lực vượt xa. Thân tộc cơ thị và lão huynh đệ năm đó đi theo cha cùng nhau khơi dựng sự nghiệp, đều đã có an trí thích đáng. Cơ khinh xa cho rằng, đại sự đã xong, về phần sản nghiệp khổng lồ của tập đoàn cơ thị, đạo giang hồ của thành phố Thiết Môn thậm chí toàn bộ Yến Bắc tỉnh, ở trong mắt cơ khinh xa, còn xa mới bằng mấy bản điển tịch trọng yếu mà tiêu phàm đã giao cho cô. Hơn nữa, mắt nhìn tiêu phàm một ngày ngày càng hùng mạnh hơn, ở sâu trong nội tâm cơ khinh xa, sinh ra một loại cảm giác nguy cơ sâu nặng. Cô sợ hãi một ngày kia, sẽ hoàn toàn không theo kịp cước bộ của tiêu phàm, từ đó về sau, với tiêu phàm biến thành người của hai thế giới khác nhau. Đó mới là điểm chết người. Không thể phủ nhận, cơ khinh xa đã rất yêu tiêu phàm, từ sau khi ý thức được điểm này, tiêu phàm sớm đã thâm nhập đến nội tâm của cô, xâm nhập đến của cốt tủy của cô, khó có thể xóa nhòa. Càng như vậy, cô càng sợ hãi mình sẽ bị tiêu phàm kéo khoảng cách quá xa, hoàn toàn trở thành vướng víu của tiêu phàm. Hơn nữa, đạo trường sinh là mê người bực nào. Nếu có thể cùng tiêu phàm đồng tiến, cùng nhau bước lên đại đạo trường sinh, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không chia lìa. Trên thế giới còn có cái gì tốt đẹp hơn so với chuyện này chứ? Anh đã đáp ứng cùng tôi chia sẻ đạo trường sinh đấy. Cơ khinh xa lại gục thân thể mềm mại xuống, hạ giọng nói nói, giống như thì thảo tự nói vậy. Tiêu phàm ôm lấy bờ vai bên phải của cô, ôm chặt vào, tay trái nhấc lên, nhẹ nhàng đặt trên gương mặt mềm mại của cô, vuốt ve âu yếm. Cơ khinh xa liền nhắm mắt lại, lại thỏa mãn thở dài, trên mặt tuyệt mỹ tất cả đều là nụ cười hạnh phúc. Đại tuyết rơi cả một buổi tối cũng không dừng lại, sáng sớm ngày kế tiếp, năm người thu thập xong lều trại, đạp ngược tuyết, tiếp tục đi. Tuy nhiên lần này phương thức tiến lên, có chút điều chỉnh. Không dọc theo hơi thở mà tuyết yêu ngàn năm lưu lại để truy tung nữa, làm như vậy khó khăn quá lớn. Tuyết yêu ngàn năm vốn là tinh linh của núi tuyết, ở trên vách đá dựng đứng của núi đại tuyết, đi lại như bay, rất nhiều địa hình kỳ hiểm kỳ tuyệt, nhân loại căn bản không thể đặt chân. Đối với tuyết yêu ngàn năm mà nói, chỉ là bình thường thôi. Một bước không rời đi theo hơi thở của tuyết yêu ngàn năm, có nhiều chỗ hoàn toàn không thể đi qua. Tiêu phàm để đan tăng đa cắt chọn một lối đi tương đối an toàn, chỉ cần phương hướng đại khái là được. Hắn và cơ khinh xa hợp lực, dưới tình hình tuyết yêu ngàn năm không biết mình bị theo dõi, chỉ cần phương hướng không lệch khỏi quỹ đạo quá xa, cũng sẽ không từ bỏ mục tiêu. Đi lần này chính là suốt ba ngày. Suốt cục, đoàn người từ trong núi tuyết đi ra, thấy được một chút màu xanh. Ba ngày nay, trong tầm nhìn, ngoại trừ tuyết chính là băng, ngoại trừ màu trắng vẫn là màu trắng, trói mắt lóe sáng. Chợt nhìn thấy một chút màu xanh này, quả thực cảnh đẹp tuyệt thế, sướng đến không gì sánh kịp, phía trước chính là chùa Gia Nguyên. Đan Tăng Đa Cát âm thầm thở ra, có chút hưng phấn mà nói. Tuyết vực đao vương luôn luôn chất phác bản khắc, có thể làm cho y hưng phấn lên, thực tại không dễ dàng. Tuy nhiên những lời y nói ra, lại làm cho cơ khinh xa chấn động, không dám tin. Chùa Gia Nguyên, ở chỗ như thế, còn có chùa sao? Cũng khó trách cơ khinh xa cây ếch yêu ta ép sợ. Bộ lạc Đa Ba được xưng là con trai của núi tuyết, ngay cả bộ lạc của bọn họ cũng chưa từng vào sâu trong lòng núi đại tuyết như vậy. Tại đây hàng năm băng tuyết bao trùm, ở trong chỗ sâu núi đại tuyết vô cùng kỳ hàn, làm sao còn có thể xây dựng chùa. Tăng chúng gì, có thể tu hành trong chùa như vậy chứ? Quả nhiên là không thể tin nổi. Đan tăng đa cát vẻ mặt nghiêm túc nói. Cơ tổng, cao nguyên chúng tôi có rất nhiều cao tăng đại đức, ẩn cư thế ngoại khổ tu, tuyệt ít hỏi đến việc trần thế. Những đạo sĩ được dân du mục kính trọng và ngưỡng mộ nhất, chùa miếu của bọn họ đều xây dựng ở chỗ sâu trong núi Đại Tuyết. Chùa Gia Nguyên là danh khí lớn nhất trong số đó, cũng là nơi thanh tu của Lạc Cát Đại Thượng Sư. Lạc Cát Đại Thượng Sư. Cơ khinh xa càng thêm giật mình, không kìm nổi quay đầu liếc mắt nhìn tiêu phàm một cái. Vị Lạc Cát Đại Thượng Sư này, bọn họ trước đó vài ngày vừa nghe ra Cát Ánh Huy nhắc tới. Ngay tại 2-3 năm trước, Lạc Cát Đại Thượng Sư từng rời khỏi cao nguyên, xa phó dị quốc tha hương, bí mật gặp gỡ với Đại Hòa Thượng Thủ Lĩnh, đàm luận đến chân kinh tự viết của tổ sư sáng lập ra môn phái, dường như cất giấu tuyệt đại bí mật nào đó mà không muốn người ta biết. Mà tấm bản đồ ra các ánh huy tìm được trong quyển chân kinh thượng đó, lúc này vẫn cất ở trên người của tiêu phàm. Không nghĩ tới, ngôi chùa là các đại thượng sư dừng chân lại ở ngay phía trước cách đó không xa. Tiêu phàm thần sắc trên mặt bất động. Đan tăng đa cát nói. Tiêu tiên sinh, chúng ta đến chùa gia nguyên nghỉ ngơi một chút đi, bổ sung một chút lương thực, trải qua ba ngày gian nan bôn ba, lương khô mà bọn họ mang theo tiêu hao không ít. Thời tiết như vậy bôn ba ở trong núi tuyết, tiêu hao năng lượng đặc biệt lớn, nhu cầu lương thực cũng càng nhiều một ít. Cũng may không cần mang theo nước uống, bằng không gánh nặng liền quá lớn. Tiêu phàm hỏi, như vậy sẽ không quá đường đột sao, các đại hòa thượng trong chùa có thể sẽ không thích bị người quấy dày. Đan Tăng Đa Cát nói, đừng lo, các thượng sư trong chùa đều là cao tăng giảng đạo, lòng dạ bao la như biển cả, rất thích giúp đỡ người khác. Nếu như vậy, vậy đi thăm hỏi một chút đi. Tiêu phàm mỉm cười nói, chương 619, chùa trong núi tuyết. Giống như nghe thấy ở đây có chùa, làm cho người ta giật mình. Quy mô của chùa gia nguyên lại lần nữa khiến cho tiêu phàm và cơ khinh xa giật mình kinh hãi. Ở nơi cản gió của triền núi, một nơi có chút bằng phẳng, một đám vật kiến trúc tường đỏ ngói xanh lộ ra tướng mạo vốn có. Bước đầu nhìn ra, chùa gia nguyên này là xây tựa vào núi ít nhất là đại viện ba vào ba gia chùa quy mô như vậy ở nội địa cũng không coi vào đâu chỉ là miếu nhỏ mà thôi nhưng nơi này là ở chỗ sâu trong núi đại tuyết thậm chí từ bộ lạc đa ba đi đến nơi đây đều mất ba bốn ngày trời cho dù ở trong này xây dựng một căn nhà gạch cũng đã xem như tương đối giỏi rồi đại viện ba vào ba a như vậy tường đỏ ngói xanh trang trí tỉ mỉ kim đỉnh chùa miếu xanh vàng rực rỡ không một cái nào không biểu hiện ra sự tinh xảo và xa hoa của chùa Gia Nguyên, thật không biết ban đầu là xây dựng như thế nào. Tiêu phàm và cơ khinh xa còn tưởng rằng, ở chỗ này sẽ nhìn thấy mấy căn nhà đá thô giáp. Nếu là chi sĩ khổ tu, các thượng sư trong trong miếu chắc hẳn ai cũng sẽ không để ý đến những thứ bên ngoài này. Ai ngờ lầm to, thậm chí ngay cả tiêu phàm đều bị ngôi chùa ở chỗ sâu trong núi đại tuyết này khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Tiêu tiên sinh nhất định cảm thấy có chút kỳ quái nhỉ. Đan Tăng Đa cắt một bên đi nhanh về phía trước, một bên nói với Tiêu Phàm, trong giọng nói mang theo ý kiêu ngạo không nói ra được. Bất kể nói thế nào, kỳ tích này là xuất hiện tại núi Đại Tuyết, xuất hiện tại cố hương của y. Tiêu Phàm cười cười, nói. Quả thật có chút, lúc trước muốn xây dựng lên một ngôi chùa như vậy, không biết phải phí bao nhiêu nhân lực vật lực. Đan Tăng Đa Cát lập tức nói. Tiêu Tiên Sinh, kỳ thật, chùa Gia Nguyên đã có hơn một nghìn năm lịch sử so với lịch sử của cung điện thủ phủ lớn còn sớm hơn. Hả? Tiêu phàm hai hàng lông mày bỗng nhiên dương lên. Lần này, tiêu phàm là sự thật có chút kinh ngạc rồi. Hơn một nghìn năm trước, khi đó, đến tổ sư sáng lập ra môn phái Phật giáo cao nguyên đều chưa xuất thế. Cao nguyên của lúc đó và cao nguyên trong nhận thức của các hậu nhân có khác nhau rất lớn. Nhưng tiêu phàm tin rằng, địa lý khí hậu chắc sẽ không có biến hóa quá lớn. Khi đó khoa học kỹ thuật, So sánh với hiện tại càng thêm lạc hậu, muốn ở chỗ sâu trong núi Đại Tuyết kiến tạo ra một ngôi chùa như vậy, lẽ nào có thể lớn hơn? Đúng vậy a, à, Gia chùa Gia Nguyên trước mắt là một trong những ngôi chùa cổ xưa nhất Cao Nguyên. Năm đó trình độ kiến tạo cực cao, sau khi kiến thành, trên cơ bản vốn không có trải qua sửa chữa quy mô lớn, mãi cho đến hiện tại chỉ tu bổ một chút thôi. Tiêu Phàm gật gật đầu, không nói gì thêm. T R U E N C U A T U I N E T một hàng năm người tới bên ngoài chùa Gia Nguyên, cửa sân khép. Bốn phía yên tĩnh, chỉ có tiếng thét của gió núi lạnh lẽo thổi đến từ một bên trong sơn cốc, lại hoàn toàn không liên can với bên này. Cơ khinh xa thở dài nói, đúng là một chốn bồng lai. Khó trách các thượng sư này muốn chọn khổ tu ở chùa Gia Nguyên. Nơi này là một nơi thanh tĩnh thực sự, ngoại trừ âm thanh tự nhiên, không có tiếng ồn ào ẩm ĩ khác. Khác với chùa miếu bình thường, chùa gia nguyên cũng không có, gác cửa, đoàn người đẩy cửa đi vào. Trong chùa lại càng an tĩnh đến kỳ lạ, đến tiếng gió núi đang gào thét đều không nghe thấy. Thậm chí làm cho người ta hoài nghi, trong chùa này có thật sự có người sống hay không. Cũng may đàn tăng đa cát tựa hồ đối với chùa gia nguyên rất quen thuộc. Dẫn theo đám người tiêu phàm đi vào trong chùa, rất nhanh ngay tại một tăng phòng thanh tĩnh tìm được một tăng nhân trung niên. Người tăng nhân này mặc tăng y đơn bạc, tóc dài đen thùi hơn một tấc sáng bóng, không có chút hoa dâm nào, nhìn qua chỉ khoảng 40 tuổi. Trong tăng phòng, đồ dùng cực kỳ đơn sơ, thậm chí ngay cả chậu than đều không có, nhiệt độ trong phòng và bên ngoài không khác nhau là bao. Tuy nhiên nhìn vẻ mặt của tăng nhân, cũng là không thèm để ý chút nào. Cũng không biết là tu vi tinh thâm hay là thói quen thành tự nhiên, có lẽ hai cái cùng có đủ cả. Đan Tăng Đa cát đối với vị tăng nhân trung niên vô cùng tôn kính, quy củ tạo thành hình chữ thập thi lễ, xoay người thật sâu, kính cẩn nói: gia thố thượng sư. Tăng nhân trung niên mặt mang mỉm cười, gật gật đầu, ánh mắt cực kỳ nhanh xẹt qua trên mặt mọi người, lập tức định trên người của tiêu phàm. Hai tròng mắt hơi híp lại một chút, hiển nhiên bộ dạng so với y càng thêm, mát mẻ kia của tiêu phàm khiến vị gia thố thượng sư này cũng rất là kinh ngạc. Trong chùa mặc dù rét lạnh, nhưng dù sao cũng là xây dựng ở nơi cản gió, so với bên ngoài băng tuyết ngập trời, là hai hoàn cảnh hoàn toàn bất đồng. Cho dù ông ta cao tăng tu hành nhiều năm ở chỗ sâu trong núi Đại Thuyết như vậy, cũng không dám ăn mặc mỏng manh như thế đi ra cửa, đi bộ, đó là thực sự muốn lấy mạng người đấy. Trang phục của Tiêu Phàm như vậy, chỉ thuyết minh một điều, người này nội công chi thâm hậu đã đến mức không thể tưởng tượng nổi. Uy lực của thiên nhiên đối với hắn ảnh hưởng đã rất nhỏ, thậm chí đa số thời điểm đã nhỏ đến không đáng kể. Một vị cao nhân như vậy, hơn nữa là cao nhân hán tộc, chợt giá Lâm chùa Gia Nguyên, không biết đã xảy ra loại sự kiện trọng đại nào. Huống chi, còn là do đan tăng đa Cát vị đao vương tuyết vực chứ danh này dẫn đến. Đối với gia thố thượng sư mà nói, danh hiệu, dũng sĩ đệ nhất cao nguyên của đan tăng đa cát có lẽ không coi vào đâu. Đây là danh hiệu mà người thế tục ban tặng, cao nhân ẩn sĩ cũng chỉ là cười trừ, lơ đánh. Nhưng mà một thân phận khác của đan tăng đa cát lại là ngay cả là cát đại thượng sư cũng không thể coi thường. Đan Tăng Đa Cát chính là vệ sĩ trưởng của Đại Hòa Thượng Thủ Lĩnh. Gia Thố Thượng Sư thậm chí hoài nghi, vị cao nhân hán tộc này là đặc sứ mà Đại Hòa Thượng Thủ Lĩnh phái tới. Đa Cát, vị này chính là... Đan Tăng Đa Cát vội tức nói. Gia Thố Thượng Sư, vị này chính là Tiêu Tiên Sinh, là Đại Thuật Sư tới từ Trung Nguyên. Gia Thố Thượng Sư vội vàng tiến lên chào Tiêu Phàm, khi Hàn Nguyên lựa chọn tìm từ, cẩn thận hỏi han không biết tiêu tiên sinh đại giá quang lâm tới chùa gia nguyên hẻo lánh này của chúng tôi có gì chỉ giáo. Tiêu phàm cười cười, nói. Chúng tôi tới quá đường đột, quấy dày thượng sư rồi. Kỳ thật chúng tôi chỉ là đang truy tung một con tuyết yêu ngàn năm, trên đường đi ngang qua quý tự mà thôi. Muốn hướng chư vị thượng sư cầu khẩn, bổ sung một ít lương thực. Xin thượng sư yên tâm, chúng tôi sẽ không quấy dày quá lâu, nghỉ ngơi một chút, sẽ lập tức rời đi. Cách đại chiến với tuyết yêu lần trước, đã qua 3-4 ngày, theo thời gian dần dần trôi đi, bất kể là hàng đầu của cơ khinh xa truy tung hay là của thuật pháp tiêu phàm truy tung, đều càng ngày càng khó khăn. Cho nên tiêu phàm quả thật không có ý định lưu lại ở chùa Gia Nguyên quá lâu. Tuyết yêu ngàn năm, gia thố thượng sư vốn bình tĩnh chợt biến sắc, kinh hô thốt lên. Điều này sao có thể, tuyết yêu loại vật này, chỉ là yêu linh trong truyền thuyết mà thôi, chẳng lẽ thật sự tồn tại ở trong hiện thực sao? đan tăng đa cát cười khổ một tiếng nói gia thố thượng sư tôi ban đầu cũng không tin nhưng ngay tại bốn ngày trước tôi tận mắt nhìn thấy quá vật kia còn giao thủ với nó nếu không phải tiêu tiên sinh ra tay kịp thời tôi đã chết dưới móng vuốt sắc bén của quái vật kia rồi ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép gia thố thượng sư lập tức ngây ngẩn cả người nhìn đan tăng đa cát sau một lúc lâu nói không ra lời ông ta không phải lần đầu giao tiếp với đan tăng đa cát biết vị vệ sĩ trưởng bên người đại hòa thượng thủ lĩnh này, xưa nay nhất quán cẩn thận ít lời, cũng không phải hạng người ăn nói lung tung. Cuống hồ, trong đầu mùa xuân gió tuyết này, y dẫn theo hai người Hán tới từ Trung Nguyên xuyên qua núi Đại Tuyết, đi vào chùa Gia Nguyên, vốn đã chứng minh rất rõ vấn đề. Không có nguyên nhân đặc biệt trọng đại, ai muốn mạo hiểm tới tính mạng làm ra chuyện nhàm chán như vậy. Đan Tăng Đa Cát liền đơn giản rõ ràng nói tóm tắt tình huống phát sinh ở bộ lạc Đa Ba cho gia thố thượng sư nghe, không ngờ thực có chuyện như vậy. Đa Cát, Tiêu Tiên Sinh, mời các ngài chờ một chút, chuyện này, ta phải lập tức bẩm báo với Lạc Cát Đại Thượng Sư. Gia Thố Thượng Sư cuối cùng từ trong cây ếch yêu ta ép sợ phục hồi tinh thần, lập tức nói. Cũng không đợi đám người tiêu phàm đáp lại, liền vội vã đi ra cửa, tay áo tăng bào run nhẹ nhẹ, có thể thấy được ở sâu trong nội tâm vị Đại Hòa Thượng này đang khẩn trương. Cũng khó trách ông ta khẩn trương như vậy. Chùa Gia Nguyên tọa ở chỗ sâu trong núi tuyết, so với vị trí của bộ lạc Đa Ba còn sâu hơn nhiều. Nếu hết thảy mà Đan Tăng Đa Cát nói đều là sự thật, tuyết yêu ngàn năm loại yêu vật này lại xuất hiện ở tuyết vực, như vậy chùa Gia Nguyên vô cùng có khả năng trở thành mục tiêu tập kích kế tiếp của yêu vật. Đó là tai họa ngập đầu thực sự. Dù là gia thố thượng sư chính là chi sĩ khổ tu tâm trí cực kiên, giờ phút này cũng khó có thể áp chế sợ hãi trong lòng. Rất nhanh, gia thố thượng sư liền vội vã quay lại, cúi đầu thi lễ với tiêu phàm, kính cẩn nói tiêu tiên sinh, là các đại thượng sư mời mấy vị quý khách đi tới tăng phòng của ngài một chuyến. Được, vậy quấy giày đại thượng sư rồi, làm phiền gia thố thượng sư. Tiêu tiên sinh khách khí, mấy vị, xin mời đi theo ta. Gia thố thượng sư vung tay áo tăng bào, liền dẫn đám người tiêu phàm ra cửa phòng, dọc theo hành lang dài trong chùa, đi vào trong. Xuyên qua hai cánh cửa, vượt qua ba khúc cong, đoàn người dừng lại ở trước một tiểu viện đơn độc. Cái tiểu viện này hoàn toàn xây bằng đá, không tương liên với các vật kiến trúc khác trong chùa, cửa đơn cột độc, tự thành một thiên địa nhỏ. Gia thố thượng sư ở trước tiểu viện kho người thi lễ, trầm giọng nói, khởi bẩm sư tôn, tiêu tiên sinh và những người khách đều tới rồi. Mời vào. Một lát, trong sân truyền tới một thanh âm cực kỳ già nua, nhưng trung khí lại dư thừa. Âm điệu không cao, nhưng mỗi người đều nghe được rõ ràng. Vâng, sư tôn, tiêu tiên sinh, mời các vị quý khách, mời. Lập tức ra thố thượng sư dẫn đám người tiêu phàm vào tiểu viện đá. Đại sảnh của tiểu viện, cửa phòng mở rộng ra, một vị lão hòa thượng mặc tăng bào màu vàng, đứng ở ngoài cửa, bày ra tư thế nghênh đón khách quý, vẻ mặt nghiêm nghị. Vừa thấy vị lão hòa thượng này, tiêu phàm và cơ khinh sa đều thầm cả kinh. Là các đại thượng sư dâu tóc trắng phao, đầu bạc dài hơn hai tấc, giống như ngọn lửa nhiệt độ cực cao đang nhẹ bay múa ở trong gió. Phật giáo cao nguyên và Phật giáo nội địa có chút khác nhau, các thượng sư không nhất định phải cạo chọc tóc. Dưới tóc trắng là một khuôn mặt đầy nếp nhăn, trên mặt đại thượng sư khắc đầy tang thương và sự vô tình của năm tháng. Nhưng đôi mắt lão hòa thượng lại vẫn là tinh quang bắn ra bốn phía, không có nửa điểm mờ nhạt không sạch sẽ. Vị ẩn giả đệ nhất danh chấn cao nguyên này, dáng người cũng không cao lớn. Bởi vì tuổi quá già, thậm chí còn rất nhỏ gầy, trên cánh tay lộ ở bên ngoài, làn da vô cùng nhão, tràn đầy nếp nhăn. Với đại đa số lão nhân tuổi cao trên 80 không có bất kỳ khác nhau, nhưng so với văn nhị thái da tóc bạc da rẻ hồng hào lại hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng vị lão hòa thượng còm nhom này vừa đứng trên bậc thang, khí độ nghiêm nghị này lập tức đập vào mặt, làm người ta không dám nhìn gần. chương 620, Đại Thượng Sư Là các đại thượng sư đối với những người khác hoàn toàn như không thấy, ánh mắt lạnh như điện rơi thẳng lên trên mặt của tiêu phàm đương nhiên làm như vậy rất là vô lễ. tuy nhiên tuổi của lạc cát đại thượng sư khiến cho ông có tư cách làm như vậy. hơn nữa ẩn sĩ chân chính đối với lễ tiết thế tục vốn không quá để ý như vậy. bọn họ thường thường có thể bỏ qua biểu tượng ở bên ngoài của sự vật trực tiếp nhìn vào bản chất. lạc cát đại thượng sư tiêu phàm ở dưới bậc thang đứng lại khẽ khom người, vẻ tươi cười nở ra trên mặt dày như vỏ quýt hong gió của lão hòa thượng như gió xuân thổi ngày đông giá rét. Tiêu tiên sinh khách khí, mời vào. Bên trong viện tử của lạc cát đại thượng sư bảy biện khá đơn sơ. Chi sĩ khổ tu đối với hưởng thụ ngoài thân này, không thèm để ý chút nào. Ở chùa gia nguyên loại nơi tu luyện này, đó là không làm được thanh tú. Quanh năm suốt tháng, đến người ngoài đều không thấy được mấy người, thể hiện cho ai xem. Chỉ có cao tăng đại đức chân chính, mới chọn tới nơi khổ tu này, mà luyện tâm trí. Mọi người ở trong sân phân chủ khách ngồi vào chỗ của mình, đến ghế dựa đều không có, mỗi người một cái bổ đoàn. Gia thố thượng sư tự mình động thủ, dâng cho những người khách một ly nước chè xanh. Là nước chè xanh, không phải bơ trà. Tác dụng chủ yếu của bơ trà là gia tăng nhiệt lượng cơ thể, chống đỡ giá lạnh cao nguyên, trợ giúp tiêu trừ phản ứng cao nguyên. Nói đến hương thuần, đương nhiên vẫn là không sánh kịp trà xanh thực sự. Tiêu tiên sinh là người đến từ trường phái thuật pháp trung thổ nào là các đại thượng sư mỉm cười hỏi, giữa hai mắt vẫn lạnh như điện. Cơ khinh xa có chút không quen, đối với một vị tuổi lão hòa thượng tuổi cao như thế này mà nói, tất cả trên vốn đều là phai nhạt. Ánh mắt lạnh lẽo như thế, với thân phận cao tăng đại đức của lạc các đại thượng sư, dường như có chút không xứng. Đương nhiên, điều này cũng chỉ làm cảm giác của cá nhân cơ khinh xa. Có lẽ, mục tiêu khổ tu của thượng sư cao nguyên tuyết vực và hòa thượng Phật giáo trung thổ vốn cũng không giống nhau. Đại thượng sư, ta là là truyền nhân vô cực môn. Truyền nhân vô cực, là các đại thượng sư biến sắc rợn ra gà. Như vậy, tiêu tiên sinh và chỉ thủy chân nhân là loại quan hệ nào? Tiêu phàm vội vàng khom, kính cẩn nói. Chính là gia sư, là các đại thượng sư lại chấn động, kinh ngạc nhìn tiêu phàm từ trên xuống dưới, dường như có chút không dám tin. Tiêu tiên sinh là đệ tử thân truyền của chỉ thủy chân nhân. Nhưng, nếu lão tăng không nhìn lầm, tiêu tiên sinh rất trẻ a à. Ta tuy rằng với chỉ thủy chân nhân duyên thương nhất diện, nhưng rất sớm trước kia, khi ta còn rất trẻ, lúc đi trung nguyên du ngoạn, liền từng nghe nói tới uy danh hiển hách của chỉ thủy chân nhân. Người trẻ tuổi như vậy, tại sao có thể là đệ tử thân truyền của chỉ thủy chân nhân? Là các đại thượng sư mặc dù tuổi đã trên 80, nhưng so sánh với chỉ thủy tổ sư mà nói, lại là một người trẻ tuổi rồi. Nếu năm đó may mắn gặp được chỉ thủy chân nhân, Lạc các đại thượng sư hơn phân nửa phải làm lễ tiết của một đệ tử. Ví như gia thố thượng sư chính là đệ tử của lạc các đại thượng sư, nhìn qua tuổi rất trẻ, kỳ thực tuổi cũng đã gần 50 rồi. Cơ khinh xa ở một bên mỉm cười nói. Đại thượng sư, tiêu tiên sinh chẳng những là đệ tử thân truyền của chỉ thủy tổ sư, mà còn là trưởng giáo chân nhân đương đại vô cực môn. Lạc các đại thượng sư lại kinh ngạc, lại hướng về tiêu phàm làm lễ, nói. Hóa ra là tiêu chân nhân. Thất kính, nghe ra thố nói, tiêu chân nhân trợ giúp bộ lạc đa ba đánh đuổi tuyết yêu ngàn năm. Hóa ra là trưởng giáo chân nhân đương đại vô cực môn, chẳng trách. Tiêu phàm khiêm tốn hai câu. Đối với lạc các đại thượng sư cao tăng đại đức tuổi cao như vậy, sự kính trọng của tiêu phàm là phát ra từ nội tâm. Nghe ra thố nói, tiêu chân nhân đang chuẩn bị xâm nhập núi tuyết đi truy tìm sào huyệt của tuyết yêu ngàn năm. Đây là định gỡ yêu ta ít chết yêu thú này sao? Quả thực có ý đó thân sắc của lạc cát đại thượng sư, lập tức liền trở nên ác liệt, trầm giọng nói. Tiêu chân nhân, trong truyền thuyết, tuyết yêu ngàn năm này là yêu linh trong tuyết, lực lớn vô cùng. Xin thứ cho tôi nói thẳng, các ngài ở bộ lạc đa ba có thể đả thương nó, thậm chí đuổi đi, hẳn là đánh nó trở tay không kịp. Nhưng các ngài cũng phải rõ ràng, ở chỗ sâu trong núi tuyết, tuyết yêu mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Mà nhân loại chúng ta lại sẽ phải chịu ảnh hưởng của khí trời ác liệt, thực lực thực sự rất khó phát huy được. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói. Đại Thượng Sư nói đúng. Thấy Tiêu Phàm cũng không có ý muốn thay đổi chủ ý, là các Đại Thượng Sư lại hỏi. Tiêu chân Nhân, xin hỏi ở bên trong băng tuyết ngập trời này, các ngài làm thế nào truy tung tung tích của tuyết yêu ngàn năm kia chứ? Tiêu Phàm nói. Lúc chúng tôi giao thủ với tuyết yêu, đã thừa dịp bất ngờ, để lại trên người của nó một chút hậu thủ. Chỉ cần tuyết yêu này không có rời ra ngoài ngàn dặm, liền có thể tìm ra tung tích của nó." Lạc Các đại thượng sư kinh ngạc nói, "Không thể tưởng được Tiêu chân nhân còn có thủ đoạn như vậy, thật không hổ là đại phái trung thổ." Nguyên tưởng, mà chi sĩ khổ tu cao nguyên tu luyện, cũng có cùng loại thủ đoạn truy tung. Nhưng đó chỉ là đối với người bình thường mà nói, muốn truy tung loại yêu thú trong tuyết này, dĩ nhiên là xa xa không đủ." Tiêu Phàm cười cười, lại khiêm tốn hai câu. Lạc Các đại thượng sư trầm ngâm một chút, trầm giọng nói, như vậy đi, tiêu chân nhân, mấy vị ở chùa Gia Nguyên nghỉ ngơi một buổi tối, sáng mai, tôi bồi chư vị cùng nhau vào núi, đi tìm tuyết yêu ngàn năm kia. Mọi người lập tức đều thất kinh. Đan tăng đa cát gần như nhảy dựng lên, vội kêu lên. Đại thượng sư, sao có thể? Không phải chứ, lão hòa thượng, lão nhân gia ngài cho dù chưa đến 100 tuổi, cũng đã 90 mấy rồi. Trong thời tiết gió tuyết này xâm nhập vào núi đại tuyết, là nói giỡn với chúng tôi sao? ngài bảo đảm ra khỏi cửa chính chùa còn có thể đi được một dặm ư bình thường lão nhân chín mươi mấy tuổi có thể ở trong thời tiết nắng ấm không cần người nâng đỡ chậm rãi tự đi được mấy trăm mét đã rất khó lường rồi cho dù là các đại thượng sư tu vi cao thâm nội công thâm hậu là ẩn sĩ thanh danh vang dội nhất cao nguyên tuyết vực mọi người cũng tuyệt không tin ông ta còn có thể lực như vậy gia thố thượng sư cũng liên tục nói sư tôn tuyệt đối không được mắt thấy tiêu phàm và cơ khinh xa đều muốn mở miệng khuyên bảo, là các đại thượng sư khoát tay áo, ngăn bọn họ lại, mỉm cười nói. Tiêu chân nhân, lệnh sư hơn trăm tuổi còn có thể thu đồ đệ thụ nghiệp, chẳng lẽ cứ như vậy khinh thường tôi bộ xương già này sao? Vô cực môn cố nhiên là đại phái trung thổ, truyền thừa ngàn năm, Phật giáo cao nguyên chúng tôi cũng là có bí mật độc đáo của riêng mình. Đến lúc đó nếu thật là vướng víu tới các ngài rồi, tiêu chân nhân chỉ cần vứt lão hòa thượng ta lại trên đường, không cần để ý tới là được. Tiêu phàm không khỏi cười khổ. Lão hòa thượng này thật sự chính là gừng quế chi tính, già di cay. Lời nói này cứng rắn nói ra, lập tức liền chặn tất cả những lời khuyên cảnh cáo của đám người tiêu phàm lại. Nói cái gì thêm nữa, chính là xem thường bí mật độc đáo của Phật giáo cao nguyên rồi. Cuống hồ, lão hòa thượng một khi đã tự tin như vậy, nghĩ đến cũng tuyệt không phải nhất thời kích động. Nếu thật là trong lòng không có chút thực lực nào, là các đại thượng sư cũng không sẽ lỗ máng, hấp tấp đề xuất yêu cầu như vậy. Cũng không phải là bởi vì người ta lớn tuổi, liền thật sự chán sống, muốn tự tìm cái chết. Sự tình cứ như vậy định xuống. Đêm đó, một hàng năm người nghỉ ngơi tại chùa Gia Nguyên, cơ khinh sa tắm nước nóng, lập tức cả người nhẹ nhàng khoan khoái. Mấy ngày mệt mỏi tựa hồ cũng trở thành hư không, trở nên nét mặt tỏa sáng, tinh thần chấn hưng. Sáng sớm ngày kế, đội ngũ đuổi gờ yêu ta rời khỏi chùa gia nguyên. Là các đại thượng sư rõ ràng ở trong đội ngũ. Lão hòa thượng cầm trong tay một cây quải trượng gỗ chắc, mặc áo bông, đầu đội mũ bông. Cũng giống với đám người đan tăng đa cát, bên hông đeo một một chiếc túi da dài, bên trong chứa lương khô. Tròm dâu tuyết trắng không ngừng bay múa trong gió lạnh gào thét, có vẻ vô cùng chói mắt. Chùa Gia Nguyên vẫn yên tĩnh, ngoại trừ gia thố thượng sư, không có người khổ tu khác hiện thân đưa tiến. Đan Tăng Đa Cát từng giải thích cho tiêu phàm, các thượng sư ẩn cư tu luyện ở chùa Gia Nguyên, vốn không lệ thuộc lẫn nhau. Là các đại thượng sư lớn tuổi Đức Huân, ngày bình thường trong chùa nếu có sự vụ gì, bình thường đều xin chỉ thị xử trí của ông. Nhưng không có nghĩa là, các thượng sư khác là đệ tử môn nhân của ông. Ở cao nguyên tuyết vực, đây là một loại hiện tượng rất bình thường. Nhưng phàm là tăng nhân khổ tu ẩn cư trong chùa núi, đều tương tự với tình huống của chùa Gia Nguyên, không khác nhau là mấy. Gia thố thượng sư là đệ tử đích truyền của lạc cát đại thượng sư, đương nhiên khác với người khác. Gia thố thượng sư vốn muốn đi theo sư tôn cùng nhau vào núi, bị lạc cát đại thượng sư ngăn cản. Lão hòa thượng cũng không nói lý do gì, chỉ là giọng điệu và vẻ mặt đều cực kỳ nghiêm túc. Gia thố thượng sư không dám cãi bẻ lệnh của sư phụ, chỉ đành nghe lời thôi. Gió tuyết to đã ngừng lại, trước mắt một mảnh trắng xóa, phân không rõ đông tây nam bắc. Lần này, cũng là lạc cát đại thượng sư đi ở phía trước đội ngũ. Lạc cát đại thượng sư nói rất rõ, đối với tình hình ở chỗ sâu trong núi đại tuyết, không có người nào quen thuộc hơn so với ông ta, thậm chí ngay cả người hái thuốc thâm niên nhất của bộ lạc Đa Ba cũng không bằng ông ta. Điểm này, thật ra không có ai nghi ngờ. Chi sĩ khổ tu của cao nguyên tuyết vực có chút giống với ẩn sĩ đạo môn trung nguyên, theo đuổi đạo trường sinh là đặc điểm chung của bọn họ. Chẳng qua ẩn sĩ đạo môn là đốt thủy ngân luyện đan, còn chi sĩ khổ tu cao nguyên lại là hái thuốc phối dược đại khái không sai biệt lắm để thu thập dược liệu là các đại thượng sư lúc tuổi còn trẻ khẳng định không chỉ một lần xâm nhập vào chỗ sâu trong núi đại tuyết tiêu phàm và cơ khinh xa theo sát ở phía sau thứ nhất bọn họ muốn truy tung hơi thở của tuyết yêu ngàn năm phải chỉ phương hướng cho người dẫn đầu thứ hai cũng là đối với là các đại thượng sư không yên tâm lắm nếu chẳng may lão hòa thượng thể lực chống đỡ hết nổi liền có thể kịp thời cứu viện nếu để lão hòa thượng đi ở cuối cùng đội ngũ, nói không chừng lúc nào bị gió to quét đi rồi, những người khác đều không hay biết. Nhưng sau một giờ, tiêu phàm và cơ khinh xa liền thay đổi ý tưởng lúc ban đầu. Lão hòa thượng thể lực dũng mãnh vượt xa dự liệu của bọn họ. Chống một cây quải trưởng, không vội vàng không hấp tấp mà đi ở phía trước nhất đội ngũ. Tuy rằng tốc độ chưa nói tới mau hơn, nhưng hơn một giờ, lại không có dừng chân, vẫn duy trì tốc độ đi đều đặn như vậy tiêu phàm cơ khinh xa vẫn tốt, đan tăng đa cát cũng có thể với bằng. Nhưng cam bốt và đan châu nội lực rõ ràng không bằng, đã có chút thở hồng hộc rồi. Nguyễn cưỡng lại đi được một giờ, thậm chí không thể không chủ động yêu cầu dừng lại nghỉ tạm một lát. Sư huynh đệ hai người sau khi ngồi xuống, liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra thần sắc vừa sợ vừa phục. Là các đại thượng sư danh chấn cao nguyên, đến đại hòa thượng thủ lĩnh đều dùng lễ tiết đệ tử để tham kiến, cũng không phải không có lý do. Lại đi được 7 ngày, một hàng sáu người bay qua sông băng lớn, đi lên một ngọn núi tuyết cao cao. Đây là núi Lạc Cống. Là các đại thượng sư trên lông mi và dâu kết một tầng băng xương mỏng, tinh thần lại vẫn chấn hưng, thản nhiên nói. Tiêu phàm và cơ khinh xa đứng song song ở bên người là các đại thượng sư dõi mắt trông về phía xa, đồng thời nhớn mày, lộ ra thần sắc vừa mừng vừa sợ. chương 621, nhà đá. Rất xa, một ngọn núi tuyết rất cao đập vào mắt đoàn người. Nhưng cái mà tiêu phàm và cơ khinh sa để ý, đầu tiên vẫn không phải là ngọn núi tuyết này, mà là toàn bộ địa hình đập vào mắt. Không cần lấy bản đồ trên người ra xem, tiêu phàm và cơ khinh sa đều có thể liếc thấy, đây là địa hình thực tế miêu tả trên bản đồ. Người hái thuốc nhiều tuổi nhất kia của bộ lạc Đa Ba nói không sai, ông ta nói, hình như là bên kia núi Lạc Cống. Hiện tại, bọn họ đang đứng ở trên đỉnh núi núi Lạc Cống nhưng bọn họ sở dĩ đặt chân lên ngọn núi tuyết không coi là quá cao địa hình lại tương đối hiểm trở này lại không phải là bởi vì theo bản đồ bởi vì trước khi lên đỉnh núi lạc cống tiêu phàm và cơ khinh xa cũng không biết phía trước chính là nơi miêu tả trên bản đồ bọn họ đi lên núi lạc cống là do hơi thở của tuyết yêu để lại ở nơi này cực kỳ mãnh liệt căn cứ suy đoán yêu linh trong tuyết ngàn năm kia từng lưu lại nơi này thời gian rất dài phía trước chính là núi tuyết ô tạp tiêu chân nhân cơ tiểu thư, hai vị có thể có cảm ứng. Lạc cát đại thượng sư vững vàng đứng ở đỉnh núi núi Lạc Cống, trông về ngọn núi tuyết rất cao, hùng vĩ hơn ở phía xa chân trời kia, trầm giọng nói. Đoạn đường đi này, lạc cát đại thượng sư đã biết, hai người tiêu phàm và cơ khinh xa đối với tuyết yêu ngàn năm bị thương, đều có thủ đoạn tự cảm ứng. Cơ khinh xa cũng không giấu giếm xuất thân lai lịch của mình với lạc cát đại thượng sư. Về phần dung hợp thuật pháp Hà Lạc Phái và hàng đầu Nam Dương, lại không cần phải nói cho biết người ngoài biết mấy ngày nay huyết hàng thuật hạ ở trên người tuyết yêu hơi thở vẫn chưa tiêu tan cũng đã chứng minh loại dung hợp cơ khinh sa tiến hành này rất hữu hiệu ít nhất yêu linh trong tuyết tu luyện ngàn năm này cũng không có cách nào khu trừ huyết hàng thuật ra khỏi cơ thể cơ khinh sa nói đại thượng sư tuyết yêu quả thật từng lưu lại nơi này một thời gian ngắn sau đó đi về phía núi tuyết ô tạp kia tiêu phàm cổ tay vừa lật một mai rùa tuyết trắng hiện lên nhìn thấy mai rùa này, là các đại thượng sư không khỏi hai mắt nhíu lại, trên mặt rất nhanh hiện lên một chút kinh ngạc. Hiển nhiên, trên huyền vũ giáp có cổ hơi thở đặc thù của riêng nó, khiến lão hòa thượng cảm thấy không giống bình thường. Trong thuật pháp cuối thời này, pháp khí có chứa hơi thở thượng cổ, thật sự rất hiếm thấy. Tiêu phàm cũng không kiêng rè, tay trái nâng huyền vũ giáp, tay phải nắn bí quyết, hai mắt khép hờ, miệng lẩm bẩm thần niệm lực thăm dò, bắt đầu kết nối với huyền vũ giáp. Một lát, Tiêu phàm dương đôi mắt, nhìn về phía trước, nói, hẳn là đang ở trên núi tuyết phía trước rồi. Lạc các đại thượng sư giật mình kinh hãi, nói, người có thể xác định sao? Tuy rằng từ nơi này xa xa có thể nhìn thấy núi tuyết ô tạp, nhưng khoảng cách có thể cũng không gần. Cái gọi là, nhìn núi làm ngựa chết, chính là cái ý tứ này. Cho đủ khoảng cách thẳng tắp, ít nhất cũng phải 10 cây em trở lên. Người có kinh nghiệm bôn ba trên núi tuyết rất rõ ràng, Khoảng cách như vậy đại diện cho loại gian nan nào? Đương nhiên, là các đại thượng sư kinh ngạc không phải cái này, mà là cách xa như vậy, đỉnh núi cuồng phong gào thét, Tiêu Phàm không ngờ có thể nói chắc chắn, Tuyết Yêu ở trên núi tuyết ô tạp phía trước. Truyền thừa vô cực quả nhiên phi phàm. Phòng trừng cái mai rùa tuyết trắng mang theo hơi thở thượng cổ kia, cũng nổi lên tác dụng rất trọng yếu. Tiêu Phàm khẽ vuốt cầm, nói: "Trên cơ bản có thể xác định. Tốt lắm, chúng ta đi." Lạc Cát Đại Thượng Sư vung tay lên, nói. Đại Thượng Sư, Đan Tăng Đa Cát bỗng nhiên kêu một tiếng. Lạc Cát Đại Thượng Sư quay đầu lại nhìn phía y, mang theo ý trưng cầu. Đại Thượng Sư, lương khô của chúng ta sắp ăn hết rồi. Từ nơi này đuổi tới núi tuyết ô tạp, ít nhất phải đi ba bốn ngày. Đến lúc đó, cho dù chúng ta gờ yêu ta chết được tuyết yêu kia, chỉ sợ cũng không có khí lực để trở về. Campos liếm liếm môi, khàn khàn cổ họng nói không sao, chỉ cần chúng ta gờ yêu ta ết chết tuyết yêu kia là có thể ăn thịt của nó. Campos, đây chính là việc không an toàn. Đan Tăng Đa Cát chừng mắt nhìn vị sư đệ này một cái, có chút không hài lòng nói. Tuy rằng tiêu phàm nói tuyết yêu ở ngay trên núi tuyết ô tạp ở phía trước, nhưng ai cũng không có biện pháp trăm phần trăm khẳng định. Nếu chẳng may tiêu phàm tính sai thì sao? Bọn họ chăm cay nhìn đắng đuổi tới núi tuyết ô tạp, lại gặp phải một khoảng không, Chẳng lẽ dựa vào ăn băng tuyết sinh tồn được sao? Hơn nữa, cho dù tiêu phàm suy tính chuẩn xác, đoàn người bọn họ nếu gợi yêu ta ít được tuyết yêu, ai biết thịt tuyết yêu có thể ăn được hay không? Hoặc là, tuyết yêu bị thương lần nữa mà chạy, bọn họ thế nào cũng sẽ chết đói ở chỗ sâu trong núi đại tuyết. Dù sao cũng phải nghĩ phương pháp lưỡng toàn. Là cát đại thượng sư cười cười, nói Đa cát, hóa ra ngươi lo lắng điều này, vậy thì không sao, chúng ta có thể tìm được thức ăn. Hả, đại thượng sư có thể tìm được thức ăn ở đâu? Đoàn người lập tức tinh thần tỉnh táo. Lạc các đại thượng sư giơ tay chỉ ra dưới chân núi, nói: Ngay tại giữa núi lạc cống và núi ô tạp có một chỗ có thể tạm thời nghỉ chân. Chỗ tạm thời cắm trại như vậy chỉ có người hái thuốc chúng ta biết, người khác là tuyệt đối tìm không thấy đâu. Đi thôi, nếu tốc độ nhanh, chúng ta tối nay còn có thể đi tới đó qua đêm. Nói chung so với bên ngoài ấm áp hơn một chút đan tăng đa cát không khỏi trợn mắt há hốc mồm ở chỗ sâu trong núi tuyết có chỗ tạm thời cắm trại của người hái thuốc điều này đan tăng đa cát cũng biết y cũng đã từng là một trong những người hái thuốc của bộ lạc đa ba chỗ cắm trại này bình thường đều là sơn động đào ra ở trên vách đá dựng đứng cản gió bên trong chẳng những có cất thức ăn còn có vật tư nhóm lửa bình thường vào mùa hè tuyết tan người hái thuốc sẽ đặc biệt bổ sung thức ăn cần thiết và cứt trâu làm vật nhóm lửa cho nơi cắm trại tạm thời này để vào thời điểm Đại Tuyết Phong núi, có thể cung cấp một điểm dừng chân tạm thời cho người hái thuốc. Thực sự khiến Đan Tăng Đa Cát không thể tưởng được chính là ở chỗ sâu trong núi Đại Tuyết như vậy, rõ ràng còn có chỗ cắm trại lâm thời. Người hái thuốc có thâm niên nhất của bộ lạc Đa Ba bọn họ dường như cũng chưa bao giờ đi vào chỗ sâu như vậy. Lạc Cát đại thượng sư lại rất rõ ràng, xem ra những chi sĩ khổ tu này còn chuyên nghiệp hơn so với người chuyên hái thuốc của bộ lạc bọn họ. Đương nhiên từ thể lực dũng mãnh mà lạc cát đại thượng sư mấy ngày nay biểu hiện ra ngoài, không cần nói người hái thuốc đa ba bình thường, cho dù là đan tăng đá các vị đại cao thủ được xưng là tuyết vực đao vương này, đều cảm thấy xấu hổ. Chi sĩ khổ tu đi xa hơn, thâm nhập hơn so với người hái thuốc đa ba, là chuyện đương nhiên. Lập tức đoàn người chuẩn bị tinh thần, dưới sự dẫn dắt của lạc cát đại thượng sư, đi nhanh về phía trước. Quả nhiên vào lúc trạng vạn tối, kịp thời tìm được chỗ cắm trại tạm thời mà lạc cát đại thượng sư nói kia bên trong treo thịt dê và thịt bò tây tạng hong gió trong một góc của hang động tồn một túi mì lúa mạch thậm chí còn có rượu lúa mạch khiến cho đám người đan tăng đa cát vui mừng quá đỗi cũng không đợi chỉ bảo liền lấy cứt trâu nổi lửa lên nấu mì lúa mạch và thịt bò thịt dê khô uống rượu lúa mạch đoàn người ăn no một chút ngon lành ngủ một giấc trong huyệt động sáng sớm hôm sau thể lực đều khôi phục không ít sau đó mọi người chất lương khô đầy túi tiếp tục xuất phát về phía núi tuyết ô tạp bọn họ lựa chọn vẫn là một phương cản gió của núi ô tạp Treo ngược lên núi đại tuyết cho dù dũng mãnh như tiêu phàm trừ phi vạn bất đắc dĩ nếu không cũng sẽ không làm ra quyết định như vậy xem đó là cái gì bỗng nhiên tiêu phàm cơ khinh xa đi ở phía sau rừng bước ở trên đường núi giơ tay chỉ về phía trước xuyên thấu qua băng xương mông lung mọi người nhìn thấy một căn nhà đá nho nhỏ ở phía trước. Ở trong này, ở nơi cực sâu của núi Đại Tuyết, thậm chí có người dựng lên một căn nhà đá. Đây quả thực không thể tin nổi. Tất cả mọi người há to miệng, cảm thấy không thể tưởng tượng. Chỉ có là các đại thượng sư sắc mặt như thường, hít mắt liếc về căn nhà đá ở phía trước một cái, thản nhiên nói, không có gì, đây chỉ là cư trú rất sớm trước kia, một vị ẩn sĩ để lại thôi. Đã bỏ hoang rất nhiều năm rồi. Ẩn sĩ. Đan Tăng Đa Cát không kìm nổi nuốt nước miếng một cái, sau một lúc lâu không khỏi thẫn thờ. Lại có ẩn sĩ từng sống ở nơi hoang vắng như vậy, ẩn cư khổ tu ở chỗ sâu trong núi tuyết rét lạnh như vậy, đó là một loại điên cuồng như thế nào? Tôi luyện như vậy, tuyệt không phải người bình thường có thể chịu được. Cặp mắt của Tiêu Phàm hơi hơi híp lại một chút. Căn nhà đá này, hắn cũng từng gặp qua, căn cứ phương vị để suy đoán, đây là một dấu hiệu trọng yếu trên bản đồ. Tìm được dấu hiệu này rồi, cách mục tiêu cuối cùng không còn xa nữa. Sau đó, một hàng sáu người anh dũng trèo lên, rốt cục đi tới phía trước căn nhà đá. Giống như là các đại thượng sư nói, đây là một căn nhà bỏ hoang, bên trong ngoại trừ một vài dụng cụ gia đình mộc chế đơn sơ, không còn vật gì khác. Bởi vì khí hậu quanh năm rét lạnh, những dụng cụ gia đình này trái lại vẫn duy trì sự hoàn hảo thật sự, không có bị hư hỏng gì. Chỉ cần căn nhà đá này không sụp đổ, những dụng cụ gia đình mộc chế này vẫn có thể tiếp tục tồn tại. Tuy nhiên rất nhanh, tâm tình vui sướng của mọi người liền biến mất không còn một mảnh. Campos xem xét trong ngoài một hồi, hai hàng lông mày nhíu chặt, nhìn về phía tiêu phàm. Tiêu chân nhân, kế tiếp, chúng ta làm thế nào? Bởi vì đến nơi đây, liền đã không có đường. Căn nhà đá này xây dựng ở một chỗ dưới vách núi cản gió. Đỉnh đầu là một khối nham thạch lớn thỏ ra vách núi, ngoại trừ con đường lúc đến kia, không còn đường khác đi thông nữa. Đi xuống là vách núi gập gành, hướng lên trên, cũng là vách núi cao và dốc. Đã tới đường cùng rồi. Đi xuống. Tiêu phàm cười cười, giơ tay chỉ xuống dưới chân vực sâu vạn trượng. Đi xuống. Sư huynh đệ ba người đan tăng đa cát đều thất kinh. Từ nơi này nhìn xuống, một mảnh xương minh mông, hoàn toàn nhìn không tới thung lũng nông cạn. Hơn nữa, trong sơn cốc gió lạnh gào thét, thổi vào mặt như cắt. Đúng, đi xuống." Tiêu Phàm gật gật đầu, lại khẳng định nói, "Căn cứ địa đồ biểu hiện, tìm được căn nhà đá này rồi, chính là đi xuống vuông góc." Theo địa hình trước mắt như vậy, cũng chỉ có thể chọn một trong hai con đường hai hoặc là đi xuống hoặc là đi lên, không có con đường thứ ba lựa chọn. Hơn nữa, cảm ứng mà Huyền Vũ Giáp truyền tới, cũng là trong sơn cốc ở dưới vách núi. Hơn nữa, cảm ứng vô cùng mãnh liệt, con tuyết yêu ngàn năm kia, hẳn là ở nơi cách đó không xa rồi. Bọn họ đã tiếp cận rất gần với mục tiêu rồi. Chính là đi xuống. Lúc này, cơ khinh xa cũng đứng dậy, ủng hộ ý kiến của tiêu phàm. Rất hiển nhiên, cô cũng có cảm ứng mãnh liệt giống như vậy. Chuẩn bị đi xuống. Là các đại thượng sư không chút nghi ngờ phán đoán của hai người, cởi dây thừng trên người lưng xuống, đầu dây thừng thắt một cái móc sắt. Đây là công cụ chuẩn bị vào núi hái thuốc. Mỗi một người hái thuốc đều mang theo bên người. Thấy là các đại thượng sư cũng không phản đối, sư huynh đệ Đan Tăng Đa Cát ba người liền không nhiều lời nữa, đều cởi dây thừng mang theo bên người ra. Chương 622: Sương mù trong thung lũng. Rất nhanh, một sợi dây thừng liền từ vách núi buông xuống, một đầu dây thừng cố định ở một chỗ tương đối chắc chắn trong nhà đá. Tôi trước, Đan Tăng Đa Cát tranh lên trước, cũng không đợi đám người Tiêu Phàm trả lời, bắt lấy dây thừng bắt đầu đi xuống vách núi. Là một người hái thuốc từng trải của bộ lạc Đa Ba, chuyện tương tự như vậy, gã đã làm không ít. Lần này, tất cả mọi người là vì an toàn của bộ lạc Đa Ba nên mới không để ý nguy hiểm, xâm nhập núi Đại Tuyết, gã nên là người xông vào trước nhất. Trong sơn cốc, cuồng phong gào thét, đan tăng đa cắt lấy móc sắt ở một đầu của dây thừng chốt ở bên hông mình, một tay nắm chặt dây thừng, một tay cầm một cái cuốc sắc bén, chậm rãi ẩn vào trong băng xương ngủ trắng xóa, nhìn không thấy bóng người người thứ nhất đi xuống dò đường luôn đặc biệt chú ý cẩn thận động tác cũng rất chậm khoảng chừng một giờ mới từ trong sơn cốc mơ hồ truyền đến tiếng kêu của đan tăng đa cát nói gã đã xuống phía dưới an toàn cũng may đan tăng đa cát nội lực thâm hậu trung khí dư thừa cho dù cuồng phong gào thét cũng không thể hoàn toàn che giấu tiếng hô của gã đương nhiên cũng muốn đám người tiêu phàm có thể nghe rõ lời của gã phương thức kết nối như vậy chỉ có bọn họ có thể sử dụng đổi lại là một đội người leo núi bình thường chỉ sợ la rách cổ hỏng cũng không được việc người leo núi khác bình thường đều là dùng súng báo hiệu để liên hệ tuy nhiên trong thâm cốc cuồng phong gào thét cho dù là súng báo hiệu có đôi khi cũng không chắc dễ điều khiển như vậy một trận gió lớn thổi qua đến đạn tín hiệu cũng có thể bị thổi không thấy tăm hơi chúng tôi biết rồi tiêu phàm thản nhiên đáp lại một câu giống như nói chuyện bình thường vậy giọng nói trầm thấp lại hoàn toàn không để ý tới cuồng phong trong thung lũng, xuyên thẳng tới đáy cốc. Phía dưới tiếng kêu gào lập tức ngừng lại, hiển nhiên, đan tăng đa cát đã nghe được câu trả lời của tiêu phàm. Là Cát đại thượng sư là người thứ hai đi xuống, tiêu phàm là người thứ ba. Vách núi vô cùng dốc đứng, rất nhiều nơi hoàn toàn thành góc vuông 90 độ. Trên vách đá dựng đứng, sớm bao trùm một tầng huyền băng thật dày, lươn lẹo. Cũng may thời điểm đan tăng đa cát đi xuống, ở trên tảng băng đập ra một chuỗi hốc nhỏ, có thể làm chỗ leo lên. Bỗng nhiên, tiêu phàm dường như ở dưới băng tuyết nhìn thấy gì, chỉ là tảng băng quá dày, nhìn không rõ lắm. Ngay sau đó, tiêu phàm hai mắt lục mang lóe ra, không chút do dự vận dụng thiên nhãn thần thông. Lần này, rốt cục đã xem rõ, dưới băng tuyết là một chỗ lõm trực tiếp mở ra từ trên vách đá, cùng loại với chỗ đan tăng đa cát vừa mới tạc ra để mượn lực tiêu phàm gần như lập tức đưa ra một phán đoán trước đây rất lâu có người lên xuống vách núi này hơn nữa không phải lâm thời mà là trực tiếp mở ra chỗ lõm ở trên vách đá là chỗ thường xuyên dùng để mượn lực lên xuống chỉ có điều thời gian trôi qua quá xa xưa rốt cục bị băng tuyết hoàn toàn bao trùm nếu không phải tiêu phàm tu luyện thiên nhãn thần thông cũng rất khó phát hiện một chuỗi chỗ lõm mở ra ở trên vách đá dựng đứng này không thể nghi ngờ đáy cốc từng có người ở càng ngày càng tiếp cận gần nơi muốn đến đã miêu tả trên bản đồ. Tuy nhiên, hơi thở của tuyết yêu ngàn năm cũng càng ngày càng mãnh liệt. Bất kể nói thế nào, trước hết giải quyết tuyết yêu ngàn năm, rồi sẽ đi tìm nơi mục tiêu đã miêu tả trên bản đồ. Xem xem rốt cuộc có thứ gì không tưởng được, thứ tự trước sau căn bản này, không thể lầm. Tốc độ đi xuống của tiêu phàm nhanh hơn so với đan tăng đa cắt nhiều, ước chừng hơn 10, sau, đã hạ chân xuống sương mù đáy cốc quả thực không thể nồng đạm hơn, ở ngoài 3 đến 5 mét, liền hoàn toàn nhìn không rõ đồ vật. Cho dù là các đại thượng sư và đan tăng đa cát đứng ở cách đó không xa, cũng chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh mơ hồ. Trong thung lũng cuồng phong gào thét, lại thổi không tan băng sương nồng đậm như thế, chỉ có một khả năng, sương mù dày đặc trong thung lũng, vốn là cuồng phong thổi đến. Tiêu phàm vận khởi, thiên nhãn thần thông, quét mắt nhìn bốn phía. Đây là một thung lũng tương đương nhỏ hẹp, Hai vách núi dính sát vào với nhau, chỉ rộng mấy thước. Nếu sương mù không phải nồng đậm như vậy, chính là thiên cảnh tiêu chuẩn nhất nội địa. Nhưng mà lại rất dài, cho dù vận khởi thiên nhãn cũng chỉ có thể nhìn ra xa hơn 10 mét, ở xa phía trước chính là một mảnh trắng xóa. Đây cũng là nguyên nhân bởi vì thiên nhãn thần thông của Tiêu Phàm chưa đại thành. Căn cứ vào công pháp mà sai vượng lúc trước ghi lại, thiên nhãn thần thông gần như là vĩnh viễn không có chừng mực. Chỉ cần không ngừng luyện tập Thị lực sẽ càng ngày càng mạnh. Luyện tập càng về sau, thậm chí không chỉ là nhìn xa đơn giản như vậy, rất nhiều người mắt căn bản không có công năng, cũng sẽ từng bước khai phát ra. Nói thí dụ như mắt thấu thị, mắt âm dương, đều bao hàm ở bên trong Thiên Nhãn Thần Thông. Càng như vậy, Tiêu Phàm đối với Thiên Nhãn Thần Thông lại càng có niềm tin, công pháp khó luyện mới là công pháp tốt. Thật giống như viêm linh chi đao, Tiêu Phàm liền có một loại cảm giác Bản mình còn xa lắm mới khai quật được tiềm lực của thanh đao này, tối đa cũng chỉ là hiểu được sơ sơ. Muốn thực sự vận dụng Viêm Linh chi đao một cách tự nhiên, còn có con đường rất dài phải đi. Trong đó một trong những con đường cần gấp nhất chính là tăng trưởng pháp lực. Luyện tập võ thuật này là cùng một đạo lý, lực công kích của cao thủ võ công như thế nào, ở ngay chính nội lực thâm hậu bao nhiêu. Một lần phóng nội lực ra, nội lực càng thâm hậu, nội lực thả ra càng nhiều, lực công kích kẻ địch liền càng mạnh. Mặc dù luân hồi tương còn mấy văn chương chưa tìm đủ, nhưng Tiêu Phàm tin tưởng, dựa theo văn chương đã có, muốn tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn cũng không phải quá khó khăn. Trên thực tế, hắn hiện tại cũng đã vô cùng tiếp cận cảnh giới đại viên mãn. Nếu không cần tiêu chuẩn quá nghiêm khắc đến cân nhắc, tu vi hiện tại của Tiêu Phàm đã hoàn toàn có thể xem là luân hồi cảnh đại viên mãn rồi. Cái này có liên quan phương pháp tu luyện Hạo nhiên chính khí mới mà Thanh Dương Tổ sư ở không gian tu di truyền cho hắn. Đại lượng nội lực chuyển hóa thành pháp lực, dường như cũng có trợ giúp Tiêu Phàm ở phương diện thuật pháp tu luyện nâng cao. Nếu bây giờ có thể tìm đủ được Phi Thăng Tam Tương, Tiêu Phàm hẳn là có thể không chút trở ngại nào mà bắt đầu tu luyện một tầng Thiên Nhân Tương, rất cao. Chỉ tiếc, cái này thật sự cần vận khí đặc biệt. Có lẽ, đợi một thời gian nữa, đợi pháp lực của hắn càng thêm dày đặc một chút nguyên thần có thể tự do ra vào không gian tu di, có thể ở trong tàng bảo các của thủy tổ có thu hoạch không tưởng tượng được. Tiêu phàm trong mắt lục mang chợt lóe lên, thu thiên nhãn thần thông vào, lập tức phóng thần niệm ra ngoài. Thần niệm lực ở trong này thật ra không có bị cái gì áp chế, xa xa thăm dò, dò xét bên trong khe sâu hơn trăm mét một lần. Ngoại trừ băng tuyết và cuồng phong, trong thung lũng này, chỉ có bọn họ mấy vật còn sống này thôi. Rất nhanh, cơ khinh xa, cam bốt và đan châu đều xuống đáy cốc. Dây thường liền cố định ở chỗ cũ, đợi gờ yêu ta ít chết tuyết yêu ngàn năm, có lẽ bọn họ còn phải dựa theo đường cũ trở về. Lúc này đây, tiêu phàm và cơ khinh xa đi ở phía trước, ba người sư huynh đệ đan tăng đa cát đi ở giữa, là các đại thượng sư đi phía sau. Sự thật chứng minh, lão hòa thượng thân thủ cực kỳ dũng mãnh, có lẽ không kém tiêu phàm, được coi là là đỉnh chiến lực của đội ngũ sáu người bọn họ. Nếu chẳng may có yêu vật gì đột nhiên đánh lén bọn họ, trước sau đều có cao thủ chấn thủ, cũng không cần lo lắng quá mức. Tuy rằng tiêu phàm và cơ khinh xa vẫn không ngừng dám thị động tính của tuyết yêu ngàn năm, tuyết yêu muốn mai phục đánh lén bọn họ, khả năng rất nhỏ. Chẳng qua, ở chỗ sâu trong núi đại tuyết, nếu tuyết yêu ngàn năm xuất hiện, ai biết còn có yêu vật khác xuất hiện hay không? Cũng không có ai quy định, ở cùng khu vực, yêu vật chỉ có thể có một con. May mà ở loại tình hình này vẫn chưa từng phát sinh. Tiêu phàm đoàn người đi về phía trước gần một giờ vẫn tiến vào trong thung lũng hai bên là vách núi vách đá dựng đứng trước sau cao thấp đều là băng xương dày đặc chỉ có thể dựa vào cảm giác phỏng đoán ước chừng đi về phía trước được hai ba cây số cơ khinh xa chợt dừng bước cúi đầu kêu một tiếng cô đã cảm nhận được hơi thở cực kỳ mãnh liệt dường như tuyết yêu ngàn năm kia đang ở ngay phía trước cách đó không xa kỳ thật không cần cô nhắc nhở tiêu phàm từ lâu đã cảm ứng được lúc này vận khí thiên nhãn thần thông, trong hai tròng mắt lục mang lóe ra, xuyên thấu qua tầng tầng sương mù dày đặc, thẳng tắp nhìn về phía trước. Chỉ thấy cách xa hơn 10 thước, loáng thoáng xuất hiện một cửa động đen tuyền. Cuồng phong lạnh thấu xương, chính là thổi ra từ trong cửa động này. Chư vị cẩn thận, tuyết yêu ngay ở phía trước. Cùng lúc đó, bên tai bốn người phía sau đồng loạt vang lên giọng nói trầm thấp của tiêu phàm. Để không kinh động tuyết yêu, tiêu phàm sử dụng thuật truyền âm. Vụt, Đan Tăng Đa cắt suốt trường đao đen nhánh ra. Cam giờ búa lên. Đan Châu lại mở cung như trăng tròn, một mũi tên lông vũ đen kịt định ngay trên dây cung. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy vẻ khẩn trương. Địa hình này thật sự đủ hiểm ác, một khe sâu như vậy, chiều rộng chỉ có 3 đến 4 mét, hai bên đều là vách núi dựng đứng thẳng tắp, băng tuyết che kín, trơn không dính tay. Nếu ở trong này giao thủ với tuyết yêu, ngoại trừ cứng đối cứng, tuyệt không có đường né tránh tuyết yêu ngàn năm da dày thịt béo, lực lớn vô cùng, trừ phi có thể một chiêu gờ yêu ta ít chết nó, nếu không đợi nó vào tới cần, trên cơ bản cũng chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Yêu vật này cố ý chọn địa hình hiểm trở như vậy để ẩn thân, khẳng định cũng là đã qua suy xét cân nhắc. Linh trí tuyết yêu đã mở, rất rảo hoạt. Tiêu phàm cổ tay vừa lật, trong tay nắm mấy miếng phù lục, lẳng lặng đứng yên tại chỗ một lát. Bỗng nhiên dưới chân vừa nhấc, giống như tên rời cung, kích bắn ra ngoài cửa động hơn 10 thước. Còn trong tai mọi người ở phía sau lại nghe được truyền âm của hắn. Trước tiên đợi ở chỗ này, không cần hành động thiếu suy nghĩ, tôi đi thăm dò một chút. Khoảng cách mười mấy thước, trong giây lát liền đến. Không có xuất hiện bất kỳ dị thường. Cửa động an tĩnh dị thường, đến gió lạnh đều chỉ đập ở cửa động, cũng không đi vào. Lúc trước cảm thấy cuồng phong từ cửa động trào ra, chỉ là một loại ảo giác thôi, cuồng phong trên thực tế là từ phía trên khe sâu thổi xuống. Trong sơn động không có cuồng phong, nhưng vẫn tràn ngập băng xương dày đặc. Tiêu phàm dùng thiên nhãn thần thông, thăm dò, ánh sáng trong sơn động cực kỳ ảm đạm, tầm nhìn so với trong thung lũng còn thấp hơn. Cho dù vận khởi thiên nhãn, cũng chỉ có thể nhìn được hơn 5 đến 6 mét. Thần niệm lực phòng ra, cũng điều tra không được quá xa. Chỉ có thể cảm giác được, đây là một sơn động không nhỏ, cửa động cố nhiên không lớn, bên trong lại hết sức rộng lớn. Xa hơn bên trong, thần niệm lực cũng điều tra không tới. Sau một lát, những người khác đều vào sơn động. Tiêu chân nhân, như thế nào rồi? Đan tăng đa cắt hạ thấp giọng hỏi, tựa hồ sở kinh động đến yêu vật kia. Đang ở bên trong, ta đã có thể cảm ứng được rất rõ ràng sự hiện hữu của nó rồi. chương 623, trận ảo thượng. Trong sơn động tầm nhìn rất ngắn, tràn ngập băng xương nồng đậm, đám người đan tăng đa cát đều bật đèn pin lên. Sinh tồn dã ngoại, đèn pin cường lực là công cụ chuẩn bị. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới một chỗ ngã ba, tuy nhiên lại không có khó khăn để lựa chọn. Nguyên nhân rất đơn giản, một chỗ rẽ trong đó quá nhỏ. Đương nhiên, đây là tương đối mà nói thôi, người thường muốn đi vào vẫn là không thành vấn đề, hơi nghiêng người là được. Nhưng bọn họ lúc này muốn tìm, là tuyết yêu cao tới ba thước. Thân thể cao lớn như vậy, bất kể như thế nào đều là rất khó từ chỗ rẽ nhỏ như vậy để chen vào dần dần xâm nhập vào trong động xương mù càng ngày càng là dày đặc băng xương dày đặc chẳng những trở ngại tầm mắt của người cũng làm cho cảm giác không an toàn trong lòng người tăng mãnh liệt con người chính là như vậy bất kể cảm quan nào xuất hiện chướng ngại trong đầu liền lập tức sẽ cảm thấy rất không được tự nhiên hơn nữa quan trọng là sẽ ảnh hưởng đến phối hợp chỉnh thể một cao thủ võ thuật ở trong hoàn cảnh mắt hoàn toàn không thể thấy, 10 phần võ công có thể phát huy một phần cũng đã là rất khó lường rồi. Huống chi, bọn họ phải đối mặt là một mãnh thú ngàn năm. Con mẹ nó, quái vật kia làm sao lại tìm một chỗ như thế để ẩn thân chứ? Suốt cục, Campos có chút chịu không nổi áp lực cường đại, miệng nói thầm ra tiếng. Cho dù bật đèn pin lên, bên ngoài mấy thước cũng là một mảnh mơ hồ, đánh như thế nào chứ? Đan tăng đa cát trầm giọng nói. Campos, không cần lo lắng, vật kia hình thể rất lớn. Những lời này lập tức khiến cho Campos chấn định lại. Quả thật, tuyết yêu ngàn năm hình thể cũng đủ lớn, quả thực chính là quái vật lớn. Cho dù ở trong bóng tối, đơn thuần dựa vào thính giác, cũng có thể làm ra phán đoán đại khái. Muốn vô thanh vô tức địa đánh lén bọn họ, trên cơ bản không có khả năng. Trái lại bọn họ người nhỏ, chân nhẹ, chỉ cần hành động nhanh chóng, có lẽ còn có thể chiếm chút tiện nghi, Ước chừng một mười lăm phút sau, tất cả mọi người dừng bước, nhìn vách núi sướng sờ ở phía trước mà ngẩn người ra. Không có đường rồi. Nơi này không có ngã ba, mọi nơi đều là vách núi chắc nịch, đã đến chỗ sâu nhất của sơn động này. Nhìn qua, thật ra là một huyệt động không nhỏ. Tiêu chân nhân. Đan tăng đa cát nghi hoặc hỏi. Từ lúc vào sơn động, đều là tiêu phàm ở phía trước dẫn đường. Tiêu phàm không có hé răng, vận khởi thiên nhãn thần thông, bắt đầu cẩn thận thăm dò, Huyền vũ giáp hiện thì tuyệt yêu ngàn năm đã gần trong gang tắc, gần như ở cùng một chỗ với bọn họ. Tiêu phàm tin chắc, huyền vũ giáp sẽ không sai. Là một trong tam bảo trấn giáo của vô cực môn, càn khôn đỉnh, thần diệu khó lường như thế, huyền vũ giáp hẳn là cũng không kém quá xa. Nơi này nhất định có vấn đề gì, là hắn vẫn chưa nhận ra được. Đây là ảo thuật. Bỗng nhiên, là các đại thượng sư vẫn giữ im lặng chậm rãi nói. Ảo thuật. Đan Tăng Đa Cát rất là kinh ngạc. Lý giải của gã đối với ảo thuật, cơ bản dừng lại ở tiêu chuẩn trình tự, thủ thuật che mắt, của nhà ảo thuật như vậy, chẳng qua chỉ là thủ thuật nhỏ để làm người ta cười mà thôi, với loại tình hình lúc này, dường như không có nửa phần can hệ. Chẳng lẽ ảo thuật còn có thể đem một sơn động lớn như vậy hoàn toàn che đậy sao? Đây đúng là ảo thuật, tất cả mọi người cẩn thận. Quái vật đang ở gần. Là các đại thượng sư trầm giọng nói, đem quải trượng gỗ chắc trong tay chậm rãi vùng ở trước ngực trên mặt toát ra vẻ mặt đề phòng. Đang ở gần, chúng ta tại sao không thấy? Nếu như là ảo thuật, không quá khó để phá giải. Chúng ta không cần quản nó, chỉ cần đi vào bên trong là được. Lúc này lên tiếng chính là Campos, lý giải của y đối với ảo thuật cũng giống như đan tăng đa cát. Chỉ cần xác định hết thảy trước mắt đều là ảo thuật, vậy thì không có gì phải sợ. Nói xong, Campos đi về phía trước vài bước, giơ tay sờ soạng trên vách núi đá một bên dừng tay. Là các đại thượng sư lập tức quát, giọng ép tới rất thấp, giọng điệu cũng rất nghiêm khắc. Cam cốt hoảng sợ, liền vội thu tay về, quay đầu nhìn về phía là các đại thượng sư, trong mắt rất có ý của trách. Mặc dù là các đại thượng sư là ẩn sĩ y rất tôn kính, nhưng dọa người như vậy cũng là không đúng. Ảo thuật nơi này rất lợi hại, không nên tùy tiện chạm đến. Nếu không một khi động vào cấm chế, liền sẽ bị ảo thuật vây ở bên trong. Cam không khỏi gãi đầu, vẻ mặt đều là không hiểu. Y thật sự rất khó lý giải, bị nhốt ở bên trong ảo thuật là một loại tình hình gì. Biết rõ là ảo thuật, trực tiếp xông lên phía trước là được, có cái phải sợ chứ. Chẳng lẽ bên trong ảo thuật này còn có cơ quan ám khí gợi yêu ta hết người? Tiêu phàm trầm giọng nói. Đại thượng sư, tuyệt yêu đến hiện tại vẫn không có phản ứng, phòng chừng hẳn là đang trong tình trạng chợp mắt ở một nơi nào đó. Thừa cơ hội này, chúng ta trước tiên hợp lực phá giải ảo thuật trước mắt bằng không tuyết yêu chiếm cứ địa lợi càng thêm khó đối phó ha ha tiểu tử lúc này mới nhớ tới phải phá giải ảo thuật không nghĩ đã quá muộn sao tiêu phàm còn chưa dứt lời trong sơn động bỗng nhiên vang lên tiếng cười nhạo ong ong rõ ràng là giọng của tuyết yêu ngàn năm yêu vật này không ngờ đã biết bọn họ đến đây yêu quái mau ra đây cam pot hai tay cầm thật chặt búa lớn tiếng kêu lên Ngươi con tép này, gào cái gì? Nếu muốn chết sớm một chút, tanh sẽ thành toàn cho ngươi. Bá, một bài tay lớn bỗng nhiên từ trên vách núi ở đỉnh đầu cam thò thỏ ra, móng vuốt sắc bén dài đến 7-8 tấc, hàn sáng lóng lánh, lập tức bổ xuống dưới. Ngay sau đó, thân thể cao lớn của tuyết yêu ngàn năm cũng từ trong vách núi đi nhanh ra, từ trên cao nhìn cam trong mắt nhỏ chớp động hào quang màu đỏ, cho dù là băng xương dày đặc, cũng khó có thể che lấp. Cam cẩn thận, đan tăng đa cắt kinh hãi trường đao trong tay rút ra khỏi vỏ phi thân đánh về bên này ánh đao đen nhánh chợt lóe đánh về phía móng vuốt sắc bén của tuyết yêu ngàn năm lớn đan châu hai vai trường cung màu đen trong nháy mắt rút ra không hỏi mọi việc một mũi tên vào tới tuyết yêu ngàn năm nhưng mà hết thảy đã muộn nửa khắc chỉ nghe một tiếng vang của kim loại giao kích cam chỉ cảm thấy hai tay tê dần chấn động mãnh liệt búa đắn cầm không được bay ra khỏi tay móng vuốt sắc bén lóng lánh hàn quang tử vong, gào thét xuống. Cũng may Campos cũng là chi sĩ dũng mãnh trải qua trăm trận chiến, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, trước thời khắc sống chết, lăn như con lật đật, nhanh chóng né sang bên cạnh. Một tiếng kêu đau đớn, da bào ở phía sau lưng Campos rách ra hai lỗ lớn, máu tươi trào ra, dĩ nhiên bị thương không nhẹ. Một chảo của tuyết yêu ngàn năm đã làm thương Campos, như không nhìn thấy trường đao của đan tăng đa cát và mũi tên lông vũ của đan châu, không ngừng lại, bay thẳng về phía trước, cười khúc khích. Thân thể cao lớn chui vào bên trong vách núi đối diện, dây lát liền không thấy bóng dáng, chỉ để lại một trận cười hô hố đắc ý. Campos, người thế nào rồi? Đan tăng đa cắt bất chấp cái khác, vội khom lưng đỡ Campos lên. Chỉ thấy sau lưng Campos hai rảnh máu dài, da thịt rách, nhìn vô cùng hãi. Đan tăng đa cắt lại khẽ thở vào một cái, chỉ là thương da thịt thôi, xương cốt không gãy chỉ cần kịp thời băng bó cầm máu, tính mạng là không nguy ngại. Tuy nhiên sức chiến đấu của Campos khẳng định sẽ giảm bớt đi nhiều. Cũng may y ban đầu vốn cũng không phải là chủ lực, cho dù hoàn toàn mất sức chiến đấu, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Tiểu tử, không ngờ các ngươi có thể tìm tới nơi này, rất ngoài dữ liệu của ta. Ô, ta hiểu được, là tiểu hòa thượng này làm trò quỷ. Tiểu hòa thượng, ngươi là tăng nhân chùa Gia Nguyên Ư giọng ong ong của tuyết yêu ngàn năm lại vang lên bên tai đoàn người. Tiểu hòa thượng Mấy người không kìm lòng nổi mà nhìn về gương mặt tung hoành khe rãnh của lạc cát đại thượng sư kia, đều có chút không nói gì. Chỉ có điều tuyết yêu này là lão yêu ngàn năm xuất thế, là các đại thượng sư gần trăm tuổi ở trong mắt nó, quả thật là tiểu hòa thượng, không thể giả được. Lạc cát đại thượng sư hừ một tiếng. Tiểu hòa thượng, rất nhiều năm trước, ta và chùa gia nguyên các người từng có hiệp nghị, mọi người nước giếng không phạm nước sông. Người hiện tại giúp bọn họ để đối phó ta, vậy thì hiệp nghị năm đó, chúng ta liền xóa bỏ. Tốt lắm, tốt lắm, chờ ta sau khi đều gờ yêu ta chết các ngươi, sẽ tới chùa gia nguyên san thành đất bằng, ăn hết đám tiểu con lừa, từ nay về sau, tuyết vực cao nguyên này, lấy ta vi tôn. Tuyết yêu ngàn năm lại bật cười ha hả. Mơ mộng hảo huyền, là các đại thượng sư biến sắc, lạnh lùng nói. Tuyết yêu, người chớ quá đắc ý, lúc trước chúng ta có thể đánh thương ngươi, hiện tại cũng có thể tiêu diệt ngươi. Nơi này chính là nơi táng thân của ngươi. Đan tăng đa cắt qua băng bó qua loa vết thương cho cam đứng dậy, giận dữ hết. Hừ hừ, ta thấy các ngươi mới là mơ mộng hão huyền. Lúc trước ta là quá khinh địch, mới bị các ngươi đánh lén đạt được. Các ngươi nghĩ rằng, ở trong này còn có vận khí tốt như vậy sao? Các ngươi hiện tại đã bị ta vây ở ảo trong trận, chỉ có ta đánh các ngươi, các ngươi đến nhìn cũng không nhìn ra ta. Đều chết chắc rồi." Tuyết Yêu ngàn năm cười lạnh nói. Lời vừa nói ra, đoàn người không kìm nổi ngơ ngác nhìn nhau. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng mọi người rất rõ ràng, Tuyết Yêu này nói không sai. Chỉ cần trận ảo không phá, bọn họ sẽ vĩnh viễn bị vây trong tình trạng bị động bị đánh, bị Tuyết Yêu ngàn năm lãnh tử kích phá từng người, là chuyện sớm hay muộn. Đại thượng sư, trận ảo này, ngài có thể phá giải được không? Trong tai là cát lão hòa thượng bỗng nhiên vang lên tiếng truyền âm của tiêu phàm. Lão hòa thượng cũng có thể nhìn ra trong sơn động này có ảo thuật, xem ra ở phương diện này rất có nghiên cứu. Ảo trận thiết lập vô cùng phức tạp, nhất định là xuất ra từ một vị đại năng, tuyết yêu này khẳng định không có năng lực như vậy. Cố lão tương truyền, tuyết yêu mặc dù có chút linh trí, nhưng ở bên trong yêu vật, xem như khá vụng về một con tuyết yêu này có thể ra vào tự nhiên ở trong trận ảo, đã vô cùng hiếm thấy, phỏng chừng nó cũng chỉ là hiểu chút ít mà thôi. Lập tức, trong tai của tiêu phàm cũng vang lên truyền âm của lạc cát đại thượng sư. Dọc theo đường đi, lão hòa thượng này liền hiển lộ ra không ít chỗ thần kỳ không tầm thường, ông ta biết thuật nhập mật truyền âm, tiêu phàm cũng không cảm thấy kỳ quái chút nào. Muốn hoàn toàn phá bỏ toàn bộ ảo trận, đó là không thực tế. Tuy nhiên chỉ là phá giải tầng ảo thuật này, cũng không phải hoàn toàn làm không được. Nhưng cũng cần không ít công phu, tuyết yêu này chưa chắc sẽ cho chúng ta nhiều thời gian như vậy để chậm rãi phá trận. Là các đại thượng sư tiếp tục nói, trong giọng nói có chút sầu lo. Nếu đại thượng sư chỉ là lo lắng cái này, tại hạ có thể hộ pháp cho đại thượng sư, hết sức cuốn lấy tuyết yêu kia một thời gian ngắn, không cho nó tới quấy rầy đại thượng sư tác pháp. Tiêu phàm lập tức nói, giọng điệu chắc chắc. Được, nếu tiêu chân nhân có yêu cầu này, lão tăng liền cố gắng thử một lần. Lạc Cát đại thượng sư có chút trầm ngâm, liền đáp ứng. Chương 624, trận ảo hạ. Lạc Cát giải thượng sư già thì già, nhưng tác phong làm việc cực kỳ gọn gàng. Một khi đã đáp ứng Tiêu Phàm, liền khoanh chân ngồi xuống trước vách núi. Một tay đưa ngang xuống phía dưới ngực, một tay nắm bí quyết hướng về phía trước. Tổ sư sáng lập ra môn phái hay ngộ ra đường lớn là lúc từng làm qua tư thế trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn trên trời dưới đất chỉ có một thôi, vốn là lúc Phật đà đến trái đất, đi bảy bước về bốn phía, nâng tay phải lên hát vịnh kệ câu. Tổ sư sáng lập ra môn phái Phật giáo cao nguyên, sau khi ngộ ra chân lý, liền thay đổi tư thế này của Phật đà. Nhưng vẫn tỏ vẻ ý bản thân mình thông hiểu thiện địa tạo hóa. Từ đó về sau, cao tăng đắc đạo của Phật giáo cao nguyên cũng đều trong thời điểm quan trọng hơn, bày ra tư thế như vậy. Là các đại thượng sư là nhà sư ở ẩn nổi tiếng nhất ở Phật giáo cao nguyên đại hòa thượng thủ lĩnh đều lấy sư lễ đối đãi tự nhiên có tư cách như vậy lập tức từng đợt tiếng động sướng lên vang lên trong sơn động tiêu phàm chỉ cảm thấy không khí bên người dường như là có nổi lên dao động nhỏ loại dao động này vô cùng mỏng manh nhưng quả thật đã xảy ra là các đại thượng sư quả thực rất cao siêu mới tác pháp đã có ngay phản ứng này muốn phá trận sao nằm mơ Tuyết Hiêu trong trận ảo ngay lập tức cũng cảm nhận được loại dao động nhỏ này, lập tức kinh sợ, một tiếng giống lớn. Cơ khinh xa con người gảy nhẹ, một con tiểu giáp trùng ánh vàng rực rỡ, chợt bay về phía vách núi rắn chắc. Vừa lúc này, một bàn tay màu trắng lớn lông lá sồm sàm, men theo vách núi giỏ xét đi ra. Cơ khinh xa thả tiểu giáp trùng ra quả thật rất nhỏ. So sánh với tuyết yêu ngàn năm mà nói, có thể hoàn toàn không đáng kể. Hơn nữa trong sơn động này, băng xương tràn ngập, tầm nhìn cực thấp, ngoại trừ cơ khinh xa và tiêu phàm bên cạnh cô, gần như không ai thấy rõ ràng đó là thứ gì. Ngay sau đó, thân hình lông xù của tuyết yêu nghìn năm cũng từ bên trong vách núi vọt ra. Bộ lông trên ngực vẫn mang theo màu đen bị bỏng nắng rất rõ ràng, có vẻ lộn xộn đấy. Xem ra 10 ngày tĩnh dưỡng này, không đủ để khiến nó bình phục hoàn toàn. Một tiếng, phanh, vang lên. Bỏ cánh cưng ánh vàng rực rỡ, lăng mạnh nổ tung lên, một cơn lốc màu vàng, chợt vung lên, khiến băng xương bốn phía đều bị đánh tan. Giữa không trung giống như thả một loạt đạn pháo hoa, vô số khói lửa màu vàng, bắn về phía tuyết yêu nghìn năm. Tất cả xảy ra quá đột ngột, tuyết yêu ngàn năm căn bản không kịp có phản ứng gì. Hơn một nửa khói lửa màu vàng dính trên người của nó. Thật giống như một tầng kim phấn, trên lông màu trắng lập lè kim quang. Tuyết yêu ngàn năm giật mình kinh hãi, bất chấp công kích bọn họ, quay người lùi lại. Bạo liệt trùng, lần này, ngay cả tiêu phàm cũng rất kinh ngạc. Bạo liệt trùng này là một trong thủ đoạn ẩn giấu của nhất định che giấu thủ đoạn đại hàng đầu sư Nam Dương. Ngay cả ma cưu đại quốc sư cũng bị tổn thương dưới bạo liệt trùng vương của Tô Nam. Tại sao cơ khinh xa lại cũng bồi dưỡng ra được? Cơ khinh xa tự nhiên cười hạ giọng nói. Giả đấy, chỉ là nhìn lên có điểm giống mà thôi. Bạo liệt trùng chân chính phải lấy người sống làm ký chủ. Tôi cũng không tàn nhẫn như vậy, tuy nhiên con sâu đó quả thật là bồi dưỡng giống như bồi dưỡng bạo liệt trùng. Thời gian bồi dưỡng không lâu, bây giờ vẫn không thể gỡ yêu ta ết địch. Tuy nhiên có thể khiến cho hơi thở của huyết hàng trên người tuyết yêu càng thêm rõ. Nếu nó muốn lặng yên không một tiếng động tiếp cận chúng ta, có thể trước tiếp phát hiện chỗ nó ẩn nấp. Bạo liệt trùng này thật đúng là lần trước cơ khinh xa thu hoạch trong hành trình Nam Dương. Đối với bạo liệt trùng chân chính mà nói, ấu trùng này cố nhiên không hề có uy lực đáng nói. Nhưng cũng không phải dễ dàng làm được như vậy. Tô Nam Đại Quốc Sư vì quan hệ tốt với tiêu phàm, tặng 12 ấu trùng cho cơ khinh sa, lại truyền lại phương pháp bồi dưỡng bạo liệt trùng chân chính cho cô. Nếu muốn bồi dưỡng ra bạo liệt trùng chân chính, yêu cầu thật sự rất cao, hạn chế cũng thật sự rất nhiều. Tô Nam Đại Quốc Sư cũng không lo lắng ở Hoa Hà Quốc xuất hiện một nữ đại hàng đầu sư có thể sánh vai với ông ta. Tuy nhiên Tô Nam Đại Quốc Sư cũng không tưởng được cơ khinh xa không ngờ lại phối hợp phương pháp bồi dưỡng bạo liệt trùng và truyền thừa thuật pháp hà lạc phái với nhau. Cộng thêm cải biến, thay đổi cách sử dụng khác, dựa vào sự sắc xảo thông minh của cơ khinh xa, cùng với sự thần diệu khó lường của truyền thừa phái hà lạc, đợi một thời gian nữa, cơ khinh xa không hẳn là không thể bồi dưỡng ra bạo liệt trùng lợi hại hơn bạo liệt trùng của hàng đầu thuật Nam Dương. Giống, trong chỗ sâu sơn động, một tiếng giống rất to truyền đến. Tuyết hiêu ngàn năm bị chọc giận. Mặc dù, lửa khói, màu vàng không thể gây ra tổn thương trực tiếp gì cho nó, nhưng khẳng định là không có chuyện gì tốt đẹp. Hơn nữa, tuyết yêu ngàn năm một quái vật lớn như vậy, lại liên tiếp bị thiếu nữ yếu đuối như cơ khinh xa trêu chọc, trong lòng nổi giận là có thể hiểu được. Tiếng động phản sướng gấp hơn. Vây quanh thân thể đại thượng sư, băng xương nồng đậm bắt đầu vặn vẹo. Giống như hoa văn vậy, mở ra từng vòng nhộn nhạo, dần dần mở rộng. Không lâu sau, một bên vách núi, thậm chí hơi hơi đung đưa, bắt đầu vặn vẹo biến hình. Tiểu hòa thượng, người muốn chết à? Tuyết yêu ngàn năm lại nổi giận, trong tiếng hô sen lẫn sự hoảng loạn khó có thể che giấu. Hiện giờ, trận ảo này là chỗ dựa lớn nhất của nó. Một khi trận ảo bị phá giải, nó sẽ đối mặt trực tiếp với kẻ thù. Đối mặt với một đám người mạnh như vậy, tuyết yêu ngàn năm vừa mới sống lại không lâu, cũng không thể nắm chắc phần thắng. Lại nói tiếp, tuyệt yêu này cũng là lưu niên bất lợi. Ngủ say hơn một nghìn năm, thật vất vả, hoàn cảnh bên ngoài thay đổi, thiên địa linh khí dần dần gia tăng, nó tỉnh lại, thần thông năm đó chưa kịp khôi phục nhiều, liền đụng phải tiêu phàm. Nếu lại cho nó thời gian tầm 10 năm, để nó khôi phục phân nửa thần thông năm đó. Mài người trước mắt đã là cái gì? Sẽ dễ dàng bị gợi yêu chết. Nhưng bây giờ, nó lại gặp phải nguy hiểm lớn. Suy, một tiếng vang nhỏ, tuyết yêu ngàn năm từ một chỗ khác trên vách núi nhô đầu ra. Mọi người sớm được cơ khinh xa nhắc nhở, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tuyết yêu vừa mới ló đầu ra, dây cung vang dội, một mũi tên lông vũ màu đen nhanh chóng bắn đến. Trước mắt hồng quang trói mắt, ba miếng phủ lục biến thành hỗn độn đồ, bắt đầu bao phủ xuống. Cơ khinh xa và đan tăng đa cát, một phải một trái, nhu thân mà lên. Một đao phong soàn soạt, một ngũ chảo như câu, chia ra tấn công vào hai bên sườn phải trái của tuyết yêu mặc dù không có diễn tập trước đó lại có thể phối hợp không có một chút sơ hở trong mắt tuyết yêu ngàn năm hồng quang nhỏ bắn ra bốn phía trên mặt lộ vẻ dữ tợn hai trưởng lớn múa may vung ra ngang bay ra hai bên bốn miệng mở rộng ra một quang trụ sáng trắng xóa bắn nhanh ra ngoài đạo quang trụ này vừa thô lại cực lớn vừa mới phun ra một cỗ giá lạnh có thể khiến máu người đông cứng lại liền đập vào mặt mũi tên lông vũ màu đen bị quan trụ đánh trúng, dường như đánh vào băng cứng phía trên. Một tiếng, lạc, nhỏ vang lên, mũi tên lông vũ lập tức bị đông trong quang trụ. Ba hỗn độn đồ đang chấn áp xuống cũng bị quang trụ đánh tán ra, trong giây lát không thành hình dáng. Tình thế nguy cấp tuyết yêu ngàn năm liều mạng, dùng toàn lực công kích, không ngờ ở phía trước phun ra quang trụ uy lực. Một tiếng động kim loại giao nhau, trường đao và cửa chảo của tuyết yêu tương giao. Đan Tăng Đa Cát chỉ cảm thấy một cỗ sức lực lớn không thể chống đỡ chợt dâng đến. Một tiếng kêu đau đớn, thân mình bay lên không trung, bay ra xa khoảng 7-8 mét. Chỉ cảm thất ngược đau đớn, một ngụm máu tươi tuôn ra bay lên. Tuyết vực đao vương cũng là con người rắn giỏi, dùng sức vừa phải đề khí, nuốt cổ máu tươi trở vào. Trường đao trong tay gã, cố nhiên đã nhận được sự gia trì của người đại năng thời kỳ thượng cổ, cũng chỉ có đánh chúng vào bộ vị yếu kém trên người tuyết yêu, mới có thể làm con vật kia bị thương. Móng vuốt tuyết yêu rất sắc bén, là bộ phận cứng rắn nhất trên người nó. Cũng là vũ khí công kích dũng mãnh nhất, lấy cứng trọi cứng, kẻ mạnh thắng, kẻ yếu bại, không có chút mưu lợi nào. Chiêu giao thủ này, lục phủ ngũ tạng của đan Tằng đa cát đều bị chấn thương. Cơ khinh xa sông lên từ bên phải tuyết yêu, mắt thấy móng vuốt sắc bén như cự linh quét ngang qua, không tránh không né, năm ngón tay nhỏ và dài, khóa trào thành trường, khẽ sờ một chút lên móng vuốt cực kỳ sắc bén của tuyết yêu, mềm mại, vô cùng. Mặc kệ vũ khí lợi hái cỡ nào, khẽ sờ một chút, nhất định là vô hại. Nhờ sức mạnh lớn của móng vuốt sắc bén chuyển đến, cơ khinh xa lộn mèo xinh đẹp trên không trung, bay người về phía tiêu phàm. Tất cả giao thủ đều tiến hành đồng thời. Trong miệng tuyết yêu ngàn năm phun ra một quang trụ, dễ dàng kích phá tiến công của hai người tiêu phàm và đan châu tuy nhiên quang trụ cũng bắt đầu chia nhỏ thành ba hùng hổ bắn về phía tê là các đại thượng sư đang ngồi xếp bằng không thể nghi ngờ tuyệt yêu ngàn năm rất rõ ràng uy hát yêu ta ép lớn đối với nó lúc này không phải tiêu phàm mà là cái tên tiểu hòa thượng kia bất kể như thế nào không thể để cho ông ta thuận lợi phá giả trận ảo là các đại thượng sư tiếp tục ngồi khoanh chân vẫn không nhúc nhích miệng không dứt sướng phạn chẳng quan tâm đến quang trụ dao màu đỏ sậm chợt lóe lên một thanh đao chợt hiện ra trong tay tiêu phàm. Viêm linh chi đao. Hai tay tiêu phàm nắm ở chuôi dao, một đao chém ra, trong phút chốc lưỡi dao đỏ sậm biến thành đỏ tươi. Trong sơn động kỳ hàn thấu xương, nháy mắt bị đuổi tản ra. Trong khoảnh khắc lưỡi dao đỏ tươi và quang trụ trắng xóa đụng vào nhau. Xuy suy tiếng nổ lớn. Giống như bàn ủi nung đỏ động lại cắm vào mỡ bò. Quang trụ trắng xóa trong dây lát hóa thành xương uy năng của viêm linh chi đao trong phút chốc tiêu hao hầu như không còn, biến trở thành màu đỏ thẫm vô quang ảm đạm, không hề linh khí. Tuyết yêu ngàn năm hung tợn nhìn thẳng trường đao trong tay tiêu phàm, trong mắt hiện lên thần sắc vừa giận vừa sợ, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, xoay người lui về bên trong vách núi, không thấy bóng dáng nữa. Trận ảo này tuy không phải do nó bố trí, nhưng nó lại đối với biến hóa của trận ảo này rõ như lòng bàn tay, tùy ý ra vào nếu không phải quen thuộc xâm nhập trận pháp, sẽ lập tức bị vây vào trong. Tiếng động phản sướng đột nhiên ngừng, là các đại thượng sư vốn nhắm mắt tác pháp, không nhúc nhích, bỗng mở choàng mắt, nhìn về phía vêm linh chi đao trong tay tiêu phàm, trên mặt đầy nếp nhăn tỏ vẻ kinh ngạc. Hỏa linh lực thật là mạnh. Tiêu chân nhân, đây là binh khí gì vậy? Chẳng lẽ là trấn giáo chi bảo của quý phái sao? Tiêu phàm cười cười nói. Đây là hỏa diệm đao, trấn giáo chi bảo còn chưa nói tới tuy nhiên thật là binh khí do thủy tổ khai phái bị phái truyền lại nghe nói là tạo ra ở trong ly hỏa phía nam là hỏa viêm chi đao thì ra là thế khó trách tuyết yêu kia thấy binh khí liền nhượng bộ lui binh tinh viêm chi hỏa vốn là khắc chế với hàn phách băng tuyết lạc các đại thượng sư gật gật đầu cảm thán nói trong đôi mắt hiện lên một chút ý cực kỳ hâm mộ thậm chí sen lẫn vẻ tham lam mơ hồ chỉ có điều trong động quá mờ không ai để ý chương 625, lập kế hoạch tiêu diệt. Tiêu chân nhân, sau khi là các đại thượng sư cảm thán vài câu, trong tai tiêu phàm lại vang lên tiếng động truyền âm của lão hòa thượng. Theo lão tăng xem ra, tuyết yêu ngàn năm kia đối với trận ảo này, chỉ quen thuộc mà thôi, lại cũng không thúc giục. Một khi đã như vậy, chúng ta có thể tiến hành từ đây. Xem ra có khả năng tập sát yêu vật này. Thần sắc tiêu phàm vừa động, truyền âm nói đại thượng sư muốn lập kế hoạch như thế nào? Trên thực tế, tầng cầm chế bên ngoài của trận ảo này, ta đã cơ bản sở thấu rồi. Sở dĩ không vội vã phá giải, chính là lo lắng yêu vật kia sẽ chạy ra nơi đó. Nếu chẳng may nó còn quen thuộc tầng thứ hai trận pháp, không khỏi lại thêm một phiền toái. Chỉ bằng chúng ta, môi lạc các đại thượng sư động liên tục, nói ra một câu. Liền nghe theo đại thượng sư. Tiêu phàm suy nghĩ một chút, liền đáp ứng. Trong sơn động, tiếng phản sướng trở lại, là các đại thượng sư cách vách núi đó không xa, bỗng nhiên phát ra một chuỗi dao động như hoa văn. Suy, một tiếng, vỡ ra một khe hở cao hơn đầu người, lộ ra một lối đi khác. Trong thông đạo, băng xương lượn lờ, tầm nhìn còn thấp hơn so với sơn động, gần như là không thấy được người đối diện. Ngay sau đó, lại là, suy, một tiếng, trên một bên khác của vách núi đá lại nứt một khe hở nhỏ giống như vậy. Là các đại thượng sư dừng phản sướng, trầm giọng nói. Tiêu chân nhân, đã phá giải một phần trận ảo, hai cái lối đi này, chắc chắn có một lối đi đến chỗ ẩn nấp của tuyết yêu ngàn năm. Tiêu phàm lập tức nói. Nếu như vậy, ta và đại thượng sư đi một đường, chỉ cần tìm được chỗ ẩn nấp của tuyết yêu, thì dễ rồi. Là các đại thượng sư lại chần chờ nói. Tiêu chân nhân, tuy tôi tạm thời mở ra hai lối đi, nhưng rất không ổn định, ta phải ở chỗ này tiếp tục phá giải trận ảo này đan tăng đa cát tay cầm đao vung lên cao giọng nói đại thượng sư sư huynh đệ chúng tôi và tiêu chân nhân chia nhau đi thăm dò lạc cát đại thượng sư do dự nói đa cát thuyết yêu kia vô cùng hung hãn nếu chúng ta hợp cùng một chỗ tự nhiên có thể cùng đấu với nó nếu chia binh thành hai đường tôi lo lắng sẽ bị nó đánh tan đan tăng đa cát nói đại thượng sư yên tâm ba huynh đệ chúng tôi có lẽ không phải là đối thủ của thuyết yêu nhưng rằng co với nó một chút thời gian thì có thể làm được chỉ cần đại thượng sư có thể nhanh chóng phá giải hoàn toàn trận này ảo mọi người đồng loạt ra tay tự nhiên có thể gỡ yêu ta ít chết yêu vật này lạc cát đại thượng sư lắc đầu nói đa cát không thể ham chiến chỉ cần vừa thấy yêu vật kia lập tức trở về đường cũ mọi người tụ họp trong này cùng đi đến chỗ nó ẩn nấp vâng tuân theo đại thượng sư chỉ bảo đan tăng đa cát khom người giọng nói cung kính Tiêu Phàm và Cơ Khinh Sa lập tức đi về bên trái. Ba huynh đệ đan tăng đa cát đi về bên phải, chia nhau đi vào hai lối đi. Cam Pốt tuy rằng bị thương, nhưng bây giờ tinh thần cũng đã chấn tĩnh lại, hai tay cầm búa thật chặt, đi ở giữa đan tăng đa cát và đan châu. Trong trận ảo, một đôi mắt nhỏ màu đỏ gắt gao nhìn hết thảy bên này. Dường như băng xương dày đặc không có ảnh hưởng nhiều, trên mặt lông xù lộ ra một tia cười lạnh. Chỉ bằng chút năng lực ấy của các ngươi, cũng muốn loại bỏ trận ảo này sao? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đám người tiêu phàm cơ khinh xa và đan tăng đa cát đều không có tin tức gì. Trong sơn động lớn như vậy chỉ còn lại có là cát lão hòa thượng ngồi khoanh chân, hai hàng lông mày buông xuống, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, yên tĩnh không một tiếng động. Suy, một tiếng, vách núi trước mặt bỗng nhiên nổi lên một trận sóng gợn, thân thể cao lớn của tuyết yêu ngàn năm hiện ra. Trên khuôn mặt ác nhiệt nhe răng cười độc ác, một bước liền tiến đến trước mặt là cát đại thượng sư. Trên cao nhìn xuống, hung tợn nhìn thẳng vào ông lão gần trăm tuổi này. Tiểu hòa thượng, tính sai rồi. Tuyết yêu ngàn năm ông ông nói, trong giọng nói, không nói ra được sự đắc ý. Sáu người bọn tiêu phàm, duy chỉ có là cát đại thượng sư hiểu được cách phá giải trận ảo. Bây giờ chỉ còn một mình ông, đúng là thời cơ tốt nhất. Chỉ cần gờ yêu ta ít chết, tiểu hòa thượng, này, mấy tên còn lại, đều dễ đối phó mượn lực từ trận ảo, tuyết yêu tin tưởng hoàn toàn có thể gợi yêu ta chết hết bọn họ. Buồn cười bọn người kia, bồn ba trong băng tuyết nhiều ngày như vậy, không ngờ chạy tới nơi này tìm cái chết. Lạc các đại thượng sư lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn, thấy khuôn mặt tuyết yêu sù lông kia, khóe miệng xé ra, lộ ra một nụ cười kỳ dị. Tuyết yêu ngàn năm vốn đã dơ cao móng vuốt, nhất định sẽ đánh xuống, chém tiểu hòa thượng, gần đất xa trời thành nhiều mảnh. Thấy nụ cười quái dị này, bỗng nhiên dừng lại, một tiếng kêu sợ hãi. Không phải, ngươi, tiết kêu chưa dứt, chỉ thấy là các đại thượng sư tay nắm bí quyết chỉ về phía trước, một tiếng tật vang lên. Định, dưới chân tuyết yêu ngàn năm xuất hiện một pháp trận hình ngũ giác rất mãnh liệt, hào quang bắn ra bốn phía. Chỉ cảm thấy không khí quanh thân thể tuyết yêu trở nên kiên du kim thiết, chợt khiến thân thể cao lớn của nó đông đặc ở đó, nửa phần cũng không thể di chuyển nổi rồi. Bị lừa rồi tuyết yêu ngàn năm này kinh hãi không phải nhỏ, linh quang thoáng hiện ra trong đầu, lúc này hét lên biên cuồn. Pháp lực cả người từ trong đan điền khí hải tuôn ra mãnh liệt, nháy mắt lan xuống tất cả xương cốt tứ chi. Mỗi một khớp xương khắp người đều rung động ken két, bộ lông tuyết trắng dựng đứng lên. Hai hàng lông mày là các đại thượng sư cũng dựng lên, pháp trận ông ta bày ra này, chính là truyền thừa thượng cổ, tinh diệu vô cùng. Bất kể là yêu ma quỷ quái gì, không kịp chuẩn bị mà mắc phải pháp trận này, thì khó có thể dẫy ra, chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Không ngờ tuyết yêu ngàn năm này trong nháy mắt phát ra hơi thở cuồng bạo hơn bao giờ hết, dùng lực toàn thân, cứng rắn phá bỏ pháp trận của ông. Lạc một tiếng, một cự trảo của tuyết yêu ngàn cuối cùng dơ lên, năm móng vuốt sắc bén lóng lánh hàn quang tử vong. Liền vào lúc này, một cỗ khí nóng cực kỳ nguy hiểm xuất hiện sau lưng tuyết yêu ngàn năm, dường như nhiệt độ cả sơn động trong nháy mắt cao lên gấp bội, từ vạn trượng băng nguyên chợt biến thành luyện ngục hỏa lò không xong rồi. Tuyết yêu ngàn năm không khỏi vong hồn đại mạo, miệng kêu to một tiếng, dốc hết toàn lực, muốn thoát khỏi pháp trận đã trói buộc nó. Nó tinh tường cảm ứng được, hơi thở sau lưng nguy hiểm vô cùng, đủ để kết liễu tính mạng của nó. Chỉ tiếc, tất cả đều không kịp nữa rồi. Viêm linh trảm, tiêu phàm bổ một đao xuống, vốn không lưu lại cho nó bất cứ đường chống đỡ gì. Nhất kích tất sát, giống, tuyết yêu ngàn năm kêu lên thảm thiết, đinh tai nhức óc viêm linh chi đao lửa cháy hừng hực, giống như khoái đao cắt đậu hủ vậy, không có bất kỳ trở ngại nào, tự nó bổ xuống cái đầu to. Tuyết yêu chỉ rú thảm nửa tiếng, liền đột nhiên dừng lại, thân thể cao lớn, một phân thành hai. Không có máu tươi chảy ra, cũng không có thịt nát bay tứ tung, thân thể tuyết yêu bị bổ tách ra, trong nháy mắt đã bị nhiệt độ cực nóng đốt thành cho bụi. Một cỗ hơi thở khét lẹt, tràn ngập khắp sơn động khiến người ta muốn ói. Oanh, hai mảnh thi thể tuyết yêu ngàn năm khẽ trao đảo lửa cháy lên hừng hực rất nhanh biến thành đống cho tàn không lưu lại cái gì viêm linh chi đao lập tức ảm đạm bỗng nhiên không thấy bóng dáng đâu thân mình tiêu phàm hơi nhoáng lên một cái cố gắng mới đứng vững được sắc mặt trở nên tái nhợt như băng tuyết xét thấy tuyết yêu ngàn năm rất mạnh nhát chém vừa rồi tiêu phàm không chút lưu thủ nào pháp lực gần như tiêu hao không còn chút sức lực nào cuối cùng không có thất bại đã gỡ yêu ta ếch chết một con quái vật lớn như vậy. Ba huynh đệ đan tăng đa cát mới vừa từ một lối đi khác chạy đến thấy một màn như vậy, trợn mắt há hốc mốm, cứng lưỡi, không ngờ chảm tiêu phàm chém ra lại kinh người như thế. Bọn họ đều đã giao đấu với tuyết yêu ngàn năm, yêu vật này đúng thật là rất mạnh mẽ, trong lòng ai cũng hiểu rõ. Ai ngờ dưới nhát chém của tiêu phàm, không nửa phần kháng cự, bị một đao bổ thành hai mảnh, thi thể thành cho bụi. Tiêu phàm trong phút chốc trở nên nho nhã, thậm chí gầy yếu. Trong mắt bọn họ, tựa như kim giáp ma thần vậy, uy mãnh không thể đỡ được. Lạc Cát đại thượng sư nhìn đống cho tàn trước mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, chuyển hướng Tiêu Phàm nói: "Tiêu chân nhân, cậu đừng lo." "Đừng lo." Tiêu Phàm lắc đầu, trên mặt trắng bệch khẽ hiện lên một tia huyết sắc. Uy lực của hỏa diệm đao này cũng không tránh khỏi hống hách quá mức. "Xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng, Tiêu chân nhân với thứ binh khí này" dường như vẫn không thể khống chế hoàn toàn trong tay. Lạc Cát Đại Thượng Sư chậm rãi nói, trong hai tròng mắt, ánh sáng lóe ra. Tiêu Phàm liếc ông một cái, trầm giọng nói. Đại Thượng Sư tuệ nhãn như đuốc, hỏa diệm đao này là thần binh thủy tổ bổn môn lưu lại. Muốn nắm hoàn toàn trong tay, thật không dễ dàng, khó có thể nắm chắc. Thì ra là thế, đáng tiếc. Cơ khinh xa không kìm nổi hỏi. Đại Thượng Sư đáng tiếc gì? ánh mắt của lạc cát đại thượng sư lại dừng lại ở đống cho tàn trước mắt, lắc đầu nói. Tuyết yêu này là yêu linh thuộc tính hàn hiếm thấy của tuyết vực, tu luyện hơn ngàn năm, lại càng hiếm thấy. Gần cốt nội đan, đều là đồ tốt, nếu như có thể bảo tồn đầy đủ, đối với những người tu luyện như chúng, có tác dụng rất lớn. Bây giờ một mồi lửa đốt thành cho như vậy, quả thật đáng tiếc. Cơ khinh xa giống như ngộ ra điều gì, khẽ vuốt cằm. Đan tăng đa cát có chút không cho là đúng, nói đại thượng sư yêu vật này hung tàn bạo ngược khát máu như vậy trên người có vật gì tốt chứ ta xem ra đốt thành cho như vậy là tốt nhất đỡ phải lưu lại hại người trên đời này lạc các đại thượng sư liếc nhìn gã một cái lạnh lùng nói ngươi thì hiểu cái gì chứ thừa dịp thời gian bọn họ nói chuyện ngắn ngủi tiêu phàm vận hơi thở ba vòng cảm thấy dễ chịu hơn nói bất kể nói thế nào tuyệt yêu xem như đã bị tiêu diệt hết rồi chẳng những là mong muốn của bộ lạc đa ba mà còn là của toàn bộ cao nguyên tuyết vực chính là như vậy tiêu chân nhân nói đúng đan tăng đa cát vội vàng nói đối với tiêu phàm y sớm đã phục sát đất dù sao thi thể tuyết yêu ngàn năm cũng đã thành cho vấn đề này có tranh luận tiếp cũng không có chút ý nghĩa nào nữa là cát đại thượng sư nói nơi này là sào huyệt của yêu vật chúng ta tìm đã rất khó khăn có lẽ sẽ thu hoạch được cái khác đề nghị này thật ra không ai phản đối đều đã đến nơi này, uy hát yêu ta ép lớn nhất cũng đã được loại trừ, đương nhiên phải nên tìm kiếm một phen, có thể tìm được chút vật vô chủ, cũng là tốt rồi. Một yêu vật tu hành ngàn năm, thế nào cũng phải có chút thân gia chứ. chương 626, Băng Tủy Sau nửa canh giờ, một tiếng ầm ầm trầm đục ngày càng vang lên trong sơn động. Băng xương và không khí của cả sơn động giống như từng đợt sóng biển, từng đợt rồi lại từng đợt vặn vẹo cuồn cuộn. Suốt khục một tiếng vang suy thật lớn giống như vật gì đó bị cường lực xé rách chỉ cảm thấy một cỗ lực lớn đánh tới mọi người gần như đứng không vững ngay sau đó cảnh tượng trước mắt liền biến đổi một cái sơn động thật lớn hiện ra trước mắt mọi người lớn hơn hẳn so với cái sơn động mà họ vừa đứng nghiêm chỉnh mà nói họ vốn bị bao vây trong chính sơn động lớn này chỉ có điều sơn động bị che giấu bởi trận ảo nhìn qua rất nhỏ mà thôi bây giờ ảo trận bị phá rồi hình dáng hoàn chỉnh của sơn động liền hiện ra. Lạc Cát Đại Thượng Sư ngồi khoanh chân, mở hai mắt ra, khẽ mỉm cười nói. Tiêu chân nhân, không ngờ cậu cũng vô cùng tinh thông ảo thuật chi đạo. Tuyết yêu ngàn năm bị gờ yêu ta ép chết, lại không có gì có thể uy hát yêu ta ép được bọn họ. Tiêu phàm và Lạc Cát Đại Thượng Sư cùng nhau tác pháp. Ảo trận này cố nhiên thật là lợi hại, dưới sự hợp lực của hai người, cuối cùng cũng bị phá hủy rồi tiêu phàm khoanh chân ngồi đối diện đại thượng sư cũng đang chậm rãi thu công, nghe vậy cười cười nói. Không dám nhận là tinh thông, chỉ là biết đại khái mà thôi. Hơn nữa, chúng ta bây giờ cũng chưa nói tới đã phá giải hoàn toàn trận ảo này, chỉ là phá hết tầng thứ nhất mà thôi. Điểm này, là các đại thượng sư cũng thừa nhận. Lúc này bọn họ dường như có thể cảm nhận được rõ ràng lực cấm chế ở nơi đây. Cho dù bây giờ đang nhìn thấy đấy, cũng không chắc là hình dáng của sơn động tuy nhiên đã khai phá tầng thứ nhất của trận ảo rồi, vậy trước tiên tìm xem xem. Tuy nhiên kết quả tìm kiếm lại làm bọn họ thất vọng. Sơn động to như vậy về cơ bản không có gì đặc biệt. Tuyết yêu ngàn năm này, không ngờ là con quỷ nghèo. Cơ khinh xa lắc đầu, hạ giọng nói. Tuyết yêu này có thể là mới thức tỉnh không lâu trong sơn động sau giấc ngủ say, căn bản là chưa kịp đi vơ vét bảo vật gì. Nó chưa kịp bắt đầu, gây dựng sự nghiệp, đã bị các ngươi không chút khách khí gợi yêu ta hết chết, làm gì có tài sản chứ? Đó là không nhất định. Trong mắt tiêu phàm lục mang lóe sáng, nhìn thẳng vào một góc trong sơn động. Trong sơn động, băng xương vẫn dày đặc như trước, tầm nhìn cực thấp, ở ngoài mấy bước, liền không nhìn rõ bóng người. Tơ khinh xa gắt gao ngồi bên cạnh tiêu phàm, tự nhiên cũng nhìn theo ánh mắt của hắn về cái góc kia. Ngoại trừ một mảnh xương mù, cái gì cũng đều cảm thấy không rõ lắm tiêu phàm chậm rãi đi đến bên kia, băng xương trắng xóa, nhưng đã trở nên loãng dần dần. Một tảng đá lớn màu trắng hiện ra trước mắt mọi người, nhìn qua như là một chiếc giường đá, sáng trong suốt, vô cùng tinh xảo, mặt ngoài tảng đá, tản ra từng đợt từng đợt băng xương nhẹ nhẹ. Một cỗ hơi thở lạnh hơn so với những chỗ khác đập vào mặt. Đây là cái gì? Cơ khinh xa hơi giật mình hỏi, hai mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm vào tảng đá đó. Tiêu phàm không nói, trong mắt hắn lục mang càng trở nên rực rỡ, vận chuyển thiên nhãn thần thông tới cực hạn. Chỉ thấy ở trung tâm tảng đá, một đống trứng gà lớn màu trắng ngà. Lẳng lặng lơ lửng ở đó, từng đợt từng đợt khí màu trắng từ bốn phương tám hướng chui vào trong tinh thể màu trắng, dường như trăm sông đổ về biển. Mặt ngoài tảng đá nhẹ nhẹ từng đợt băng xương, kỳ thật cũng không phải từ tảng đá phát ra, mà là băng xương ở bên ngoài bị tảng đá hấp thu vào. Khó trách gần tảng đá này, so với chỗ khác lạnh hơn nhiều lắm, nhiệt độ giống như chợt hạ xuống hơn 10 độ, lạnh giống như vùng địa cực vậy. Đây là băng tủy. Bỗng nhiên, bên người vang lên giọng nói của Lạc Cát đại thượng sư, lại là vừa kích động vừa kinh ngạc. Lục Mang trong mắt Tiêu Phàm chợt không thấy nữa, hai hàng lông mày khẽ dương lên, nói: "Băng tủy, đây chính là kỳ vật thiên địa hiếm thấy ở thời kỳ thượng cổ, cực phẩm trong băng." "Đại thượng sư, ông có thể xác định được sao?" cái gọi là băng tủy tiêu phàm từng ngẫu nhiên xem trong một quyển điển tịch quyển điển tịch kia ghi lạ đều là kỳ văn dị sự và thiên địa linh vật của thời thượng cổ tương tự như sơn hải kinh chỉ có điều không có tiếng tăm gì tiêu phàm cũng chỉ ngẫu nhiên lật xem sau khi xem thì hoàn toàn trở thành truyền thuyết thần thoại cười trừ không thèm để ý chút nào dù sao hắn cũng sống trong một xã hội văn minh hiện đại khoa học kỹ thuật vô cùng phát triển sách cổ như vậy đương nhiên giống như là thần thoại thượng cổ rồi. Căn cứ bản cổ tịch kia ghi lại, băng tủy cho dù không phải vật lạnh nhất, trong hàn vật thiên hạ cũng là xếp hạng top 3 gì đấy. Chính là cực phẩm trong băng, cho dù luyện đan hay là luyện khí, đều là vật liệu hiếm thấy. Là các đại thượng sư bước nhanh về phía trước, vươn cánh tay đầy nếp nhăn lên, khẽ vuốt tảng đá, thì thào nói. Không sai đâu, tảng đá này chính là trung tâm, nhất định ẩn chứa băng tủy khó trách tuyết yêu ngàn năm kia lại chọn nơi này làm xào huyệt của nó băng tủy này đối với hết thảy công pháp thuộc tính băng hàn đều có hiệu quả vô cùng yêu linh thuộc tính băng hàn còn có thể dùng trí hàn chi khí của băng tủy đến chữa thương miệng chật chật tán thưởng không ngừng tuy tất cả mọi người đứng ở phía sau ông cũng không ai phát hiện giờ khắc này trong đôi mắt lão hòa thượng này không ngừng bắn ra một tia sáng tham lam cùng với vẻ hung ác đó là cái gì bỗng nhiên âm thanh kinh ngạc của đan tăng đa cát vang lên. Mọi người nhìn theo ánh mắt của y, chỉ thấy ở giữa vách núi cách giường băng không xa, có một điểm sáng nóng lánh. Điểm sáng đó cực kỳ nhỏ, vừa rồi tâm tư của mọi người đều để đặt trên tảng đá, băng thủy, không ai để ý cổ quái ở giữa vách núi. Bây giờ nhìn kỹ, không ngờ có huyền cơ. Điểm sáng này không ngừng lóng lánh, mơ hồ cấu thành một đồ án phức tạp, chỉ có điểm sáng lóe ra không ngừng. Đám người đan tăng đa cát chỉ nhìn mấy lần, lập tức đầu váng hoa mắt. Cam Pốt lại là trước mắt bầu trời quay cuồng, một phát ngã xuống. Tuy rằng gã chỉ bị tổn thương da thịt, nhưng mất máu không ít, tinh thần so với những người khác kém hơn nhiều. Đây là một cánh cửa. Là các đại thượng sư khẳng định nói, lực chú ý cuối cùng từ phía trên, băng tủy, vòng lại, người chậm rãi đứng lên, hai mắt híp lại, nhìn thẳng vào điểm sáng lóe lên đó. Một cánh cửa. Đan tăng đa các kinh ngạc hỏi ngược lại, thoáng nghiêng đầu, không dám nhìn thẳng điểm sáng này. Tiêu Phàm biết Y không hiểu, liền giải thích nói: đây là một loại cấm chế pháp thuật tương tự như ảo thuật, nhưng bản chất lại không giống nhau. Loại cấm chế này là có thực thể, không hoàn toàn là ảo thuật. Nếu như có thể phá giải cấm chế này, có thể mở ra lối đi, thông ra chỗ khác. Đan Tăng đa cắt nghe như hiểu như không. Y là chiến sĩ thuần túy, đối với các loại pháp thuật rốt đặc cán mai, loại cấm chế này y quả thật rất khó lý giải. Lạc cát đại thượng sư tựa hồ như không đủ kiên nhẫn như vậy, không nói hai lời, giờ quải trượng gỗ chắc trong tay lên, đi về phía quang trận trên vách núi. Một cổ kinh lực vô hình bắn nhanh ra, ngay sau đó, ánh sáng lúc ẩn lúc hiện trên vách núi đã đột nhiên đại phóng, lập tức hợp thành một cột sáng hình cánh tay nhỏ, giống như thiểm điện bắn về phía lạc cát đại thượng sư. Lạc cát đại thượng sư kinh hãi, trượt chân, né sang bên cạnh quang trụ này tốc độ thực sự quá nhanh, là các đại thượng sư vừa động người, quang trụ liền bắn tới trước mặt. Là các đại thượng sư khẽ quát một tiếng, tay trái đánh ra một trường, đụng vào quang trụ. Chỉ nghe thấy một tiếng, hư, là các đại thượng sư như bị sét đánh, đang đang liền lùi mấy bước. Trên gương mặt, một chút hắc khí chợt lóe lên, thật vất vả mới đứng vững được. Lực cấm chế này không ngờ cao như vậy, chỉ là một lần phản kích bị động, khiến cho là các đại thượng sư chịu thiệt đủ thấy người bố trí cấm chế lúc trước thuật pháp cao minh cỡ nào là các đại thượng sư khẽ hừ một tiếng gắt gao nhìn thẳng lên trên vách núi đá không thể vì tiện ra tay chuyển hướng sang tiêu phàm nói tiêu chân nhân cấm chế này dường như có chỗ tương thông với truyền thừa thuật pháp của trung nguyên các cậu có thể mời tiêu chân nhân ra tay phá giải cấm chế này không được tôi tới thử xem tiêu phàm không có từ chối lập tức gật đầu đáp ứng trong thời khắc quang trụ phản kích lạc các đại thượng sư càn khôn đỉnh bỗng nhiên có phản ứng loại phản ứng này người ngoài đương nhiên không thể nhận ra tiêu phàm lại có thể cảm ứng được rất rành mạch càn khôn đỉnh dường như gặp phải vật cực kỳ quen thuộc đang khẩn cấp muốn ra nhận nhau lạc các đại thượng sư nói cấm chế này chỗ tương thông với truyền thừa thuật pháp của trung nguyên nói cực kỳ chính xác kiến thức của lão hòa thượng này thật sự không bình thường cấm chế này rất lợi hại tất cả mọi người lùi lại một chút, tránh bị thương. Tiêu phàm chậm rãi đi tới phía trước vách núi, đối diện quang trận, trầm giọng nói. Kỳ thật không cần hắn nhắc nhở, kiến thức của mọi người về quang trận đều lợi hại, đã sớm thối lui sang một bên. Bây giờ nghe xong lời của hắn, lại lui lại vài bước, đến là các đại thượng sư cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều hai tay cầm chặt trượng gỗ, hai mắt nhìn chằm chằm quang trận và tiêu phàm. Từ đốt ngón tay trắng bạch của ông ta có thể thấy được, ở sâu trong nội tâm ông ta giờ phút này đang rất khẩn trương. Băng tủy, linh vật thiên địa như vậy đều đặt ở bên ngoài, vậy thì bên trong cấm chế này lại cất giấu đồ vật gì? Không hỏi cũng biết, nhất định là càng quý báu hơn so với băng tủy. Thật sự là làm cho người khác mong chờ. Tiêu phàm đứng đối mặt với vách đá, dưới chân bất đinh bất bát, tay trái nắm bí quyết, miệng lầm bẩm tay phải nhẹ nhàng dương lên. Một tiểu đỉnh màu đỏ bắn ra, dừng ở trước ngực tiêu phàm, không ngừng quay tròn, chỗ miệng đỉnh xuất hiện một hỗn độn đồ màu đỏ lập lè lè phát sáng. Nhìn thấy tiểu đỉnh này, đồng tử ở hai mắt lạc các đại thượng sư bỗng dưng có rút lại. Dường như nhìn thấy cái gì làm ông cây ếch yêu ta sợ, khó có thể tin được, đến hít thở bình thường, trong nháy mắt liền trở nên nặng nề. Những biến hóa này của lạc các đại thượng sư, tiêu phàm đương nhiên không biết. Lúc này tâm trí của hắn đều đang tác pháp, năm ngón tay phải luân phiên, từng đạo pháp lực đánh vào bên trong càn khôn đỉnh. Tiểu đỉnh xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, hỗn độn đồ xuất hiện ở miệng đỉnh cũng càng thêm quang hoa lè lè, trói mắt rực rỡ. Tật, miệng tiêu phàm quát khẽ một tiếng, ngón giữa tay phải chỉ về phía trước. Hỗn độn trói mắt rực rỡ dần dần mở rộng, bay chậm rãi về phía vách núi. Quang trận vừa rồi tự chủ phản kích là các đại thượng sư lúc này không hề có động tính gì, đối với hỗn độn đồ, chẳng quan tâm. Rất nhanh, hỗn độn đồ liền bao phủ xuống. Quang trận bỗng nhiên lại một lần nữa phát ra ánh sáng rực rỡ, cũng bắn ra một hỗn độn đồ màu trắng bạc, chống lên hỗn độn đồ của càn khôn đỉnh. Ngay sau đó, hai hỗn độn đồ liền hòa làm một. Suy, một tiếng. Vách núi lập tức mở ra, một đạo ánh sáng thoáng hiện ra. mươi 627, thiên nhân tương bên trong cánh cổng ánh sáng, là một điện phủ. Hoặc là nói, là lại một thạch động, chỉ có điều, so sánh với thạch động bên ngoài, khí tức có vẻ không tự nhiên mấy phần, dấu vết do con người bố trí nặng chút. Đoàn người nối đuôi nhau mà vào. Đây là một không gian lớn hơn so với thạch động bên ngoài một chút. Trong động có bàn đá ghế đá, còn phủ lên da thú lông xù, đều là da lông mãnh thú, vừa thấy liền biết cực kỳ quý báu. Tuy nhiên vật quý báu của thế tục như vậy, một chút cũng không khiến đám người tiêu phàm coi trọng. Ánh mắt của tiêu phàm, rơi thẳng vào mấy án kỵ ở một góc trong thạch động nói thật tiêu phàm lúc này tâm tình là khá kích động nơi này cần càn khôn đỉnh mới có thể mở ra đủ để chứng minh chủ nhân ban đầu của nơi đây và vô cực môn có nguồn gốc sâu xa hơn nữa nơi này hẳn là nơi đã miêu tả trên bản đồ bản đồ mà tổ sư sáng lập ra môn phái phật giáo cao nguyên đã cất giấu trong cuốn chân kinh tự viết và vô cực môn có chút cội nguồn chỉ cần suy nghĩ một chút đều khiến người ta cảm thấy hết sức tò mò trong lòng tiêu phàm có chút chờ mong chỉ có điều đại điện mặc dù rộng, cũng là nhìn không thấy một cái gì, những thứ đập vào mắt có thể lấy được, cũng không phải là đồ làm cho người ta hai mắt sáng ngời. Ngoại trừ cái bàn đá kia, trên bàn đá, đặt một cuộn tranh màu vàng, rất giống với quyển chân kinh thượng do tổ sư sáng lập ra môn phái tự viết mà tiêu phàm đã nhìn thấy. Gia Cát Ánh Huy nói, không có quyển chân kinh hạ, cho dù là đại hòa thượng thủ lĩnh và là các đại thượng sư, đều chưa từng nhìn thấy quyển chân kinh hạ của tổ sư sáng lập ra môn phái tự viết ra. Chẳng lẽ chính là cuộn tranh này? Chẳng lẽ nơi này chính là nơi năm đó Tổ sư sáng lập ra môn phái Đại Ngộ Chi Đạo? Chỉ có điều, cấm chế bày ra ở nơi Tổ sư sáng lập ra môn phái Phật giáo Cao Nguyên Ngộ Đạo, vì sao lại cùng với Càn Khôn Đình dẫn phát cộng hưởng? Rất nhiều chỗ không thể lý giải. Tiêu Phàm phiêu nhiên ở trước, đoạt cuốn tranh về trong tay. Lại không giống với nhiều cảnh diễn trong phim bảo tàng, vừa cầm lấy bảo vật, lập tức kích khởi cơ quan cảm bẫy trong động có vô số mũi tên nhọn cực lớn phóng về phía bọn họ. Trong sơn động vẫn là yên tĩnh, không có động tính. Chỉ có băng xương vốn bị cấm chế chắn ở bên ngoài, thông qua cánh cổng ánh sáng bắt đầu đại lượng tiến vào bên trong thạch động, phỏng chừng không bao lâu nữa, thạch động này cũng sẽ hoàn toàn tràn ngập băng xương. Cuốn tranh vào tay mềm nhẹ, với bản đồ mà ra cắt ánh huy giao cho bọn họ, là cùng một loại chất liệu, không biết là thuộc ra của loài thú nào chế thành. Tiêu phàm từ từ mở cuốn tranh ra, văn tự dậm rạp đập vào mắt lại là văn trung đình tiêu phàm vào trước là chủ trực tiếp coi cuốn tranh này là kinh văn do thủy tổ sáng lập ra môn phái phật giáo cao nguyên tự viết vốn tưởng rằng chính là phản văn hoặc là văn thư thuyết vực không ngờ cũng là văn trung đình khiến tiêu phàm có chút ngơ ngẩn tuy nhiên sự ngơ ngẩn này cũng không kéo dài quá lâu tiêu phàm liền bắt đầu đọc nội dung trên cuốn tranh nhìn qua thấy trên cuốn tranh này ít nhất cũng có hơn một ngàn chữ văn trung đỉnh là văn tự hàm nghĩa thâm ảo nhất một chữ đều bao hàm rất nhiều nội dung văn trung đỉnh hơn ngàn chữ không biết phải thuật bao nhiêu nội dung nếu dịch ra văn tự hiện đại ít nhất cũng nên có nội dung hơn chục ngàn chữ chuyên gia văn học từng một lần nhận định văn trung đỉnh có thể tra chỉ có mấy trăm chữ đương nhiên tiêu phàm biết bọn họ lầm rồi bởi vì văn trung đỉnh ghi chép lại trong biển tịch vô cực thuật tàng không chỉ có mấy trăm chữ chẳng qua bản thân tiêu phàm cũng không phải chuyên gia văn học. Cho nên mới không có công khai phát biểu trên truyền thông, đi đập bát cơm của người ta. Chỉ lướt qua mấy cái, hai hàng lông mày của tiêu phàm liền dương mạnh lên. Trên mặt lộ ra thần sắc cây ếch ta ép sợ cực độ. Càng về sau, vẻ cây ếch ta ép sợ càng nồng đậm. Khi ánh mắt của tiêu phàm đảo qua văn trung đỉnh cuối cùng trên cuộn tranh, cả người liền ngơ ngác đứng ở đó, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Trên chán, bất kể như thế nào cũng khó kìm chế được vẻ mừng như điên. Tiêu phàm, đây là cái gì? Cơ khinh xa ở một bên nhẹ giọng hỏi. Đối với văn trung đỉnh, cô tuy rằng cũng biết một chút, nhưng chưa từng nghiên cứu gì. Đoạn văn tự dài như vậy, muốn hoàn toàn hiểu rõ, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là làm không được. Nhưng nhìn thần sắc của tiêu phàm, cơ khinh xa cũng có thể nghĩ rằng, nhất định là có phát hiện cực kỳ trọng đại. Thiên nhân tương. Một lát, tiêu phàm mới thì thào nói, vừa giống như là trả lời câu hỏi của cơ khinh xa, vừa giống như là lầm bầm lầu bầu trong lúc cây ếch yêu ta ép sợ cực độ. Cái gì? Cơ khinh xa cũng ngây ngẩn cả người. Cô tuy rằng không phải đệ tử của vô cực môn, nhưng cũng biết, thiên nhân tương, ở trong suy nghĩ của truyền nhân vô cực ý vị như thế nào. Hơn nữa sau khi vào trong không gian tu di của, càn khôn đỉnh, tiêu phàm lại càng hiểu rõ tầm quan trọng của thiên nhân tương. Thiên nhân tương, khởi điểm của, phi thăng tam tương, vô cực môn, từ ý nghĩa nào đó mà nói, bước vào thiên nhân cảnh, chẳng khác nào bước lên đường lớn vĩnh hằng. Cảnh giới này và tương pháp khác của vô cực môn là hoàn toàn bất đồng, có thể nói là cách biệt một trời một vực. Hơn một nghìn năm nay, vô cực môn qua nhiều thế hệ tổ sư, qua nhiều thế hệ cao nhân, đều siêng năng chăm chỉ tìm lại, phi thăng tam tương, bị thất lạc, mong được giống như các tổ sư tiền bối, bước lên con đường của trường sinh. Chỉ tiếc, không có một người nào thành công. Rốt cuộc không nghĩ tới, tiêu phàm hôm nay ở trong này đã tìm được thiên nhân tương. Đây, có thật không vậy? Tiêu phàm, anh xác định. Chố mắt một lúc lâu, cơ khinh xa mới một phát bắt lấy cánh tay của tiêu phàm, mừng như điên kêu lên. Thiên thượng bạch ngọc kinh, thập nhị lâu ngũ thành, tiên nhân phủ ngã đỉnh, kết phát thủ trường sinh. Tiêu phàm đã từng nói, nhất định sẽ cùng cô chia sẻ đạo trường sinh. Đúng vậy, đây là thiên nhân tương, nguyên văn, chính là còn thiếu pháp tướng tu luyện. Tiêu Phàm liên tục gật đầu, cũng kích động không thôi. Liền vào lúc này, dị biến nảy sinh. Đại Thượng Sư, ông làm cái gì vậy? Tiêu chân Nhân, cẩn thận. Đám người đan tăng đa cát bỗng nhiên đều hét lớn, giọng nói hoảng loạn. Đồng thời theo thanh âm, vụt vụt, đan tăng đa cát rút đao ra khỏi vỏ. Đợi Tiêu Phàm giật mình khác thường, quải trượng gỗ chắc dài của lạc cát Đại Thượng Sư đã đâm tới phía sau Tiêu Phàm. Thế tới vô cùng nhanh, nhanh như thiểm điện, căn bản L không có bất kỳ báo động trước. Phải nói, thời gian là các đại thượng sư lựa chọn để đánh lén này, thật sự là rất xảo quyệt. Tiêu phàm hoàn toàn đắm chìm trong vui sướng vừa mới phát hiện ra, thiên nhân tương, đối với ngoại giới căn bản không có chút phòng bị nào. Tuyết yêu ngàn năm đã gỡ yêu ta ít chết, còn có kẻ thù gì chứ? Rốt cuộc không nghĩ tới, thay đổi nảy sinh trong giây lát. Tiếng quát của đám người đan tăng đa cát còn chưa dứt, vụt một tiếng, Mỗi nhọn quải trượng gỗ chắc bắn ra một lưỡi dao sáng như tuyết, lưu quang uyển chuyển, hàn khí kinh người. Dù là Tiêu Phàm thần công cái thế, trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cũng chỉ kịp xoay mình giống người cá. Người ở bên ngoài nhìn ra, Tiêu Phàm giờ phút này, thân thể chợt vặn vẹo thành một góc độ hoàn toàn không tưởng được. Cho dù là diễn viên tạp kỹ chuyên nghiệp, dưới tình hình không lực tá trợ nào đó, cũng rất khó vặn vẹo thân thể thành hình dạng như vậy. Suy dưới đường trang trắng của tiêu phàm lộ ra một đám vết máu. Ngay sau đó, tiêu phàm dưới chân phát lực, một tay ôm chiếc eo non mềm nhỏ nhắn cơ khinh xa, bay sang phía bên trái. Đan tăng đa cát và cam cốt sống giận, múa may trường đao và búa, mãnh liệt nhào lên. Biến hóa thật sự quá nhanh, đan châu lại chỉ tới kịp gỡ trường cung từ trên lưng xuống, thậm chí ngay cả mũi tên lông vũ đều còn không có thời gian rút ra. Mọi người ba người sư huynh đệ đan tăng đa cát đều là người cao nguyên, là các đại thượng sư là ẩn sĩ được người tôn kính nhất cao nguyên, tồn tại giống thần thoại vậy. Nhưng trong lúc này, ba người lại không hẹn mà cùng đứng ở một bên tiêu phàm. Cùng lúc, là các đại thượng sư đánh lén sau lưng quá mức vô sỉ, hoàn toàn không giống hành vi của cao tăng đắc đạo, khiến ba người khinh bỉ trong lòng. Về phương diện khác, tiêu phàm là ân nhân cứu mạng của đám người đan tăng đa cát và cam là ân nhân cứu mạng của cả bộ lạc đa ba. Trong lúc nguy cấp, những người đàn ông cao nguyên thật thà chất phác này, đương nhiên biết nên lựa chọn như thế nào. Tín điều cả đời của bọn họ rất đơn giản, kẻ nào hại bằng hữu của ta, ta sẽ liều mạng với kẻ đó. Các ngươi những con kiến này. Mắt thấy đan tăng đa cát và cam pot sông lên, là các đại thượng sư khóe miệng hiện lên một nụ cười chế nhạo, khinh thường nói. Hai tay nắm lấy quải trưởng, không tránh không né, giáp mặt đón đánh. Trong phút chốc, trong sơn động vang lên tiếng binh khí giao kích lanh lành là các đại thượng sư hoàn toàn không giống như là lão già gần chăn tuổi, hai tay múa may quải trường, tựa như súng trường, phong thanh uy vũ, kiểu như du long, thế đi rất mở mịt, lấy công đối công. Không ngờ trong khoảnh khắc liền L chiếm thượng phong, hoàn toàn chấn áp hai vị cao thủ đan tăng đa cát và cam pot về thế hạ phong, chỉ có chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Đan châu sớm kéo trường cung ra, định mũi tên lông vũ lên, lại chậm chạp không dám ra tay. Đối diện với ba người đã hợp làm một đoàn, tài bắn cung của y có cao tới đâu, cũng rất khó trong hỗn chiến này hoàn toàn nắm chắc, không lầm làm thương người nhà. Tiêu phàm, anh thế nào rồi? Một bên sơn động, cơ khinh xa đỡ lấy tiêu phàm, vội hỏi, trên mặt kiều mị tràn đầy lo âu. Đừng lo, bị thương ngoài ra, không phải là bộ vị yếu hại. Tiêu phàm lắc đầu, ngón giữa tay phải liên tục rung động, đã đóng kín huyệt đạo xung quanh miệng vết thương, cầm máu, hai mắt cắt gao nhìn thẳng là các đại thượng sư đang cùng đám người đan tăng đa cắt gợi yêu ta cùng một chỗ. Lão hòa thượng này có vấn đề, ông ta ngay từ đầu đã giáp tâm bất lương. Cơ khinh xa cũng nhìn tới, trong đôi mắt đẹp như dục phun ra lửa, cắn răng nói. Chỉ sợ là như vậy, xem chừng ông ta chính là muốn mượn tay chúng ta, gợi yêu ta chết tuyết yêu kia, xem xem có thể ở trong huyệt động này tìm được cái gì hay không. Một người xuất gia, tuổi cao như vậy, Rõ ràng vẫn là âm hiểm độc ác. Tiêu phàm hai hàng lông mày nhíu lại, nói, dường như có chút không thể lý giải. Hành vi của lạc các đại thượng sư thật sự là khiến tiêu phàm rất bất ngờ. Lão già gần trăm tuổi, còn là lãnh tụ ẩn sĩ, người tu hành nổi danh nhất cao nguyên tuyết vực. Theo lý nói, hết thầy trên thế gian này đều đã sớm nhìn thấu. Làm sao lại làm ra hành vi làm người ta khinh thường đến như vậy? Kỳ thật ông ta không làm như vậy, với tính cách của tiêu phàm tất cả những thứ tìm được ở trong này, đều muốn chia sẻ với ông ta. Dù sao gờ yêu ta ít chết tuyệt yêu, ông ta cũng nổi lên tác dụng rất lớn, giành được thù lao nhất định, chính là đương nhiên. Chớ nói chi là vô cực môn vốn chính là lòng dạ hải nạp bách xuyên biển chứa cả trăm con sông. Tuy nhiên người chính là như vậy, luôn sẽ suy bụng ta ra bụng người. Bản thân mình là hạng người gì, trong mắt họ, tất cả những người khác đều là giống như mình là các đại thượng sư nếu đã có chủ ý gởi yêu ta ít người đoạt bảo, lại làm sao có thể có thể tin tưởng, tiêu phàm sẽ cùng ông ta chia sẻ chỗ tốt ở nơi này chứ. chương 628, Kim Cánh Đại Bàng Vương Chuyển Thế Kim Thân Ở bên này, tiêu phàm vừa mới xử lý xong vết thương của chính mình thì ở bên kia lại kêu to, a một tiếng, cam pốt ngã nhào văng ra ngoài, hai tay ôm sát cổ họng, máu tươi chảy ồ xuống mặt đất. Không ngờ Campos lại bị một đao sắc bén đả thương một vết thương chí mạng ở cổ. Campos, Đan Tăng Đa Cát kêu to, nhưng không quay đầu liếc mắt nhìn Campos được một lần, chỉ có thể đen trường đao múa thành một vệt sáng đen nhánh, lấy toàn thân mình bảo vệ cho Campos. Trên thực tế, Đan Tăng Đa Cát và Campos giao thủ, trên võ thuật giới đã là một trận thế cực kỳ hiếm thấy, dù có cao thủ mạnh hơn thì trong thời gian ngắn cũng khó lòng đánh bại họ. Mấu chốt là binh khí không tiện Đan tăng đa Cát quen dùng trường đao thì không nói, cam thì do đang dùng đao chuyển sang dùng búa liền có chút không quen, mười thành công phu có thể phát huy tới năm phần đã gọi là tốt lắm rồi. Hơn nữa, là các đại thượng sư cũng dũng mãnh thái quá, quải trượng trong tay y mơ hồ vạn đoan, khó có thể nắm bắt được. Phút, mũi tên lông vũ của đan châu rốt cuộc cũng nghênh diện bắn thẳng tới. Nhìn thôi cũng biết đan tăng đa cát không thể chống cự được bao lâu nữa. Đan Châu cũng không thể do dự thêm, bắn trước rồi nói sau. Lạc các đại thượng sư đối với mũi tên lông vũ đang bắn về phía mình không thèm liếc mắt lấy một cái. Trước khi mũi tên lông vũ tới y mới hơi tránh đầu, mũi tên bay ngay tới sát tai y. Áp lực trên tay Đan Tăng Đa Cát không giảm chút nào. Choang, tựa như cầu vồng, một trường đao đen nhánh phóng lên cao, Đan Tăng Đa Cát đau đớn kêu một tiếng. Sắc mặt Đan Tăng Đa Cát xanh mét tay phải đầm đìa máu tươi, trong tay trống không. Đan tăng đa cát không kịp bay lui về phía sau, con kiến nhà ngươi, chịu chết đi. Là cát đại thượng sư không dung tình chút nào, trong mắt lóe lên hàn quang, súng trường trong tay đâm tới ngực của đan tăng đa cát. Nét mặt già nua vặn vẹo như vỏ quýt sấy khô, biến thành một loại hình dạng âm độc cực kỳ lạnh lẽo. Nét điềm đạm, trầm ổn, từ bi trong đạo cao tăng đã sớm biến mất không còn bóng dáng. Phút phút phút, ngay lúc ấy, phía sau là các đại thượng sư vang lên tiếng xé gió liên tục. Trong lòng là các đại thượng sư biết có chuyện không ổn, không cố đuổi gờ yêu ết đan tăng đa cắt nữa, uốn éo thân mình vòng lại. Chỉ thấy ba thanh phi đao hình lá liễu, xếp thành hình tam giác đang lao tới phía ngực của mình. Bóng người trời lóe làn gió thơm lướt tới, trước mắt bóng xuất hiện một chảo ảnh thật mạnh, cơ khinh xa che mặt, từ một bên gờ yêu ta ết tới. Thiên thủ quan âm thiên biến thủ, biến hóa vạn đoan là các đại thượng sư đối với phi đao trước mặt làm như không thấy, hoàn toàn bỏ qua nó, múa quải trượng gỗ trong tay thành súng trường đâm thẳng về phía cơ khinh xa. Y đối với thiên biến thủ cũng cơ khinh xa cũng không quan tâm. Nhưng không ngờ y lại lựa chọn liều mạng đả pháp lưỡng bại câu thương. Loại hình trước mắt này mà nói, nếu là các đại thượng sư chưa tới được sơn cùng thủy tận, thì hiện tại sẽ không cần liều mạng như vậy. Nhưng mà loại đấu pháp vô đạo lý này, lão hòa thượng vẫn cố ý dùng tới. Cơ khinh xa hoàn toàn không định liệu được điều đó. Chiêu thức chưa tới một nửa liền không thể không lập tức biến chiêu. Do so công mà thủ, bàn tay dài trắng nõn múa may, hướng một chảo tới súng trường của lạc cát đại thượng sư. Tay bất chợt trầm xuống, không ngờ đã bắt được quải trưởng gỗ của y. Cùng lúc đó, ba âm thanh, phút phút phút, ba phi đao lá liễu như mưa chút đánh trúng ngực đại thượng sư. Lão hòa thượng cả người chấn động, dường như đã trúng phải đòn nghiêm trọng, thân hình còm nhom bị phi đao lá liễu mang theo lực đạo khổng lồ đánh bay lên rồi văng xa ra ngoài. Mặc dù chỉ là ba thanh phi đao lá liễu, nhưng lại chưa kinh lực toàn thân của tiêu phàm. Không cần nói lão hòa thượng còm nhom chín mươi mấy tuổi, cho dù quái vật tuyết yêu ngàn năm bị dính phải cũng phải phun máu tươi ngay tại chỗ. Một cỗ lực khổng lồ đánh tới, thậm chí cơ khinh sa đang bắt lấy quải trượng của lão hòa thượng cũng suýt nữa bay lên theo, không thể không buông quải trượng ngay lập tức. Bịch, một tiếng, thân hình nhỏ gầy của lão hòa thượng văng một cái thật mạnh lên vách đá một ngụm máu tươi lập tức phun ra chậm rãi ngã xuống đất một đao đỏ sậm chợt lóe viêm linh chi nhận lộ ra tiêu phàm cầm chuôi đao chậm rãi bước tới vẻ mặt đề phòng như trước tuy lão hòa thượng bị trúng ba miếng phi đao không còn lực chiến đấu nữa sinh mạng bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi thân thể y nhưng mọi thứ đều rất không hợp với lẽ thường tiêu phàm không thể không cẩn thận một chút theo lý thì là các đại thượng sư không địch lại nổi liên kết của bọn họ, trung quy chỉ có thể chạy trốn. Lúc trước, tại lúc chưa phân thắng bại, y không tránh né phi đao, quả thực đã như tự sát. Nếu y đã sớm nghĩ tới tự sát, vậy thì cần gì phải đánh lén tiêu phàm, sát thương cam và đan tăng đa cát làm gì? Không thể giải thích nổi. Sự tình vô cùng khác thường. Bởi vậy tiêu phàm không chút do sự rút viêm linh chi đao ra. Lúc gờ yêu ta chết tuyệt yêu ngàn năm, hắn đã sử dụng qua viêm linh chi đao, pháp lực của hắn đã tiêu hao rất nhiều. Trong thời gian ngắn như vậy, phải sử dụng viêm linh chi đao tới hai lần thực sự quá sức với hắn. Uy lực của viêm linh chi đao cũng không thể phát huy hoàn toàn. Nhưng lúc này, tiêu phàm không thể đắn đo nhiều thứ như vậy được. Đối mặt với kẻ thù không thông thuộc như này, tâm lý gặp may nửa phần thôi cũng không có. Nếu quả thực cần thiết, tiêu phàm sẽ lập tức dùng tới viêm linh chi đao, cho dù có bị đại thương nguyên khí cũng phải chấp nhận tiêu phàm chậm rãi bước gần tới lão đại hòa thượng đứng cách y vài bước tiêu phàm chậm rãi hỏi đại thượng sư vì sao ba thanh phi đào tạo thành ba lỗ lớn trên ngực và bụng của lão hòa thượng khóe miệng cũng trào ra một cỗ máu tươi mới nhìn qua tình hình hiện tại của lạc cát lão hòa thượng thôi cũng khiến người ta giật mình kinh hãi mặc kệ y đang hấp hối y vẫn nở một nụ cười đắc ý ánh mắt y nhìn tiêu phàm đầy châm chọc và khinh thường tiêu chân nhân, đa tạ ngươi đã chiếu cố giúp ta nhiều như vậy. Máu tươi nơi khóe miệng là các đại thượng sư không ngừng trào ra, thanh âm yếu ớt nhưng đọc nhấn từng chữ vô cùng rõ ràng. Ta thật không nghĩ tới kim cánh đại bàng vương có thể chuyển thế kim thân động phủ, lại sắp xếp ở đây. Nếu như để tự ta tìm, một trăm năm cũng không thể thấy. Lão già này thật là quá giảo hoạt, không ngờ để kim thân chuyển thế của y học phương pháp tu luyện của vô cực môn. Xem ra y muốn đi lối tắt khác, ha ha, chỉ sợ y có nghĩ cũng không ra, sau khi chuyển thế, thiên địa kịch biến. Nơi quỷ quái này không còn thích hợp để tu luyện nữa. Bao nhiêu khổ tâm dốc vào, cuối cùng tất cả đều bỏ phí, ha ha ha. Là cát cười lớn, miệng một lão già sắp chết phát ra tiếng cười vang dội như vậy, trong thời gian ngắn đan tăng đa cát và đan châu đang giúp cam cốt cầm máu cũng không nhịn được ngoảnh đầu lại. Trong mắt hai người đều phun ra lửa giận, hận không thể lao tới bổ sung một nhát đao lên người lão hòa thượng lạc cát, đưa y lên Tây Thiên luôn. Kim cánh đại bàng vương ư. Hai hàng lông mày tiêu phàm nhíu lại, hỏi. Ha ha, tiêu chân nhân, người đây là không hiểu rồi. Thủy tổ sáng lập ra môn phái tên tông già đại sư mà những kiến này cung phục, thực ra là kim thân chuyển thế của kim cánh đại bàng vương. Ta với y trời sinh đối đầu nhau, y trăm phương nghìn kế phòng bị ta, quyết không cho ta tìm thấy được động phủ tông già tu luyện lần này hết thảy là nhờ ngươi, ha ha, cảm ơn, tiêu chân nhân. Là các đại thượng sư tràn đầy đắc ý, không quan tâm tới thương thế nghiêm trọng của mình. Cơ khinh xa không kìm nổi, châm chọc nói. Đại thượng sư à, cho dù là như vậy, nhưng hiện tại người biến thành cái dạng này thì còn làm gì được nữa chứ? Chẳng lẽ ngươi còn có thể cái tử hồi sinh sao? Bất luận trong động phủ có vật gì thì có quan hệ gì với một người đã chết chứ? Đúng vậy a, à, cho nên, Ta càng phải thêm cảm ơn các người, khối thể xác của nhân loại các người thật sự không được ổn cho lắm. Tiểu hòa thượng là cát này cũng coi như là vô cùng kiệt xuất rồi, có thể nói là nhân tài bất thế suốt của nhân loại. Cho dù như vậy, khối thể xác này vẫn là hạn chế rất nhiều, năng lực thật sự của ta, ba phần công lực thôi cũng không thể phát huy ra ngoài. Rốt cuộc cũng có thể vứt bỏ trói buộc này, cùng các ngươi chơi đùa một chút. Ha 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 ha. Là cát đại thượng sư càng thêm cuồng tiếu tiếng cười chấn động cả động phủ. Tiêu phàm và cơ khinh xa liếc nhau một cái, mặt hơi biến sắc. Lời nói của lạc các đại thượng sư nghe vào rất cổ quái, nhưng bọn họ vẫn đoán được một chút manh mối. Giống như trước mắt họ, người này không phải là lạc các đại thượng sư thật sự, hay có thể nói, khối thân xác này là của lạc các đại thượng sư, chiếm cứ lấy thân xác ấy là một người hoàn toàn khác. Hẳn là một kẻ rất rất già, ít nhất có thể đánh đồng với tông già đại sư, người sáng lập ra môn phái Phật giáo cao nguyên, thậm chí còn trước cả tông giả đại sư. Bởi vì y đề cập tới một người khác kim cánh đại bàng vương. Kim cánh đại bàng vương trong truyền thuyết có hai người. Người thứ nhất là lão nương cứu của Phật tổ thích ca mâu ni, con của phượng hoàng điều chi vương, đệ đệ của khổng tước, dũng mãnh bất khả chiến bại, chỉ có đức Phật mới có thể thu phục được. Người thứ hai là một trong thiên long bát bộ Phật giáo, già la hầu vương, giáo chủ Ấn Độ giáo chủ thần tỏa kỵ của Siva bất cứ người nào trong truyền thuyết kim cánh đại bàng vương đều là một trong những thủy tổ thần của loài chim gần với phượng hoàng và khổng tước truyền thuyết xa xưa kể lại chúng không gì sánh kịp hơn nữa sức chiến đấu rất mạnh thức ăn là cự long vô cùng hung hãn lạc cát nói kim cánh đại bàng vương chưa từng dự liệu được lúc nó chuyển thế kim thân xuất thế chính là lúc thiên địa kịch biến thế giới trung thổ không còn là nơi thích hợp để tu luyện nói cách khác yêu vật chiếm cứ thể xác của lạc cát này có thể biết trước được trung thổ thế giới thiên địa kịch biến có dạng gì. Nếu nói như vậy, y rất có thể giống với tuyết yêu ngàn năm, hơn nghìn năm trước ẩn nấp dưới đám yêu vật kia. Bởi vì linh khí thiên địa của trung thổ thế giới dần khôi phục, trở nên thích hợp để tu luyện, nên những yêu vật này mới dần thức tỉnh. Giải thích này tuy rằng trong chốc lát khiến người khác khó có thể tiếp nhận, nhưng cũng là giải thích hợp lý duy nhất. Cuối cùng, tiêu chân nhân, ta còn muốn cảm tạ người, Ngươi cung cấp cho ta một thể xác trẻ tuổi. Tiểu Hòa thượng là cắt vi rằng là thiên tài bất thế xuất, nhưng so với ngươi còn kém xa lắm. Ta đã nhìn thấy ngươi rồi, là người tu chân thiên phú tốt nhất. Đáng tiếc lại sinh tại cuối thế, nếu không ngươi tuyệt đối có thể có cơ hội bất tử mãi mãi. Tuy nhiên không sao cả, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện này. Chúng ta hợp nhất làm một, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, không phân biệt lẫn nhau ta thiên phú của phong vô tà thêm kế thừa vô cực môn nữa nhất định có thể tạo ra kỳ tích. So với kim cánh đại bàng vương chuyển thế còn uy phong hơn, được chúng sinh cúng bái, hưởng hương khói huyết thực mãi mãi. Ha ha ha, chương 629, phong độn thuật. Tiếng cười càng lúc càng vang dội, âm hưởng chấn động sơn động. Tuy nhiên tiếng cười rất nhanh chìm xuống, cùng lúc đó thân thể của lạc các đại thượng sư đang dựa trên vách đá, bằng mắt thường cũng có thể thấy nó đang khô quắt lại dường như trong nháy mắt hồn phách bị rút đi, tất cả máu của cơ thể bị hấp thụ sạch sẽ, không còn một chút dấu vết nào. Vị cao tăng ẩn sĩ nổi tiếng núi Đại Tuyết không biết bị yêu vật cổ quái nào chiếm mất thể xác, cứ vậy mà chết thảm chỗ này. Trong lúc đó, tiêu phàm bất chấp thương tâm cái chết bất hạnh của Đại Thượng Sư, lập tức nhẹ nhàng lui về phía sau, tay nhẹ nhàng khấu mấy miếng phù lục, môi mím chặt như lâm vào đại địch. Loại yêu vật có thể chiếm cứ thể xác, tiêu phàm không phải chưa từng thấy, rất nhiều yêu quái có thể làm như vậy. Nhưng mà tất cả những yêu quái mà tiêu phàm đã thấy trước đó với con yêu quái tự xưng là phong vô tà này khác nhau về bản chất. Yêu quái sau khi chiếm cứ cơ thể người, rất nhanh sẽ lộ ra sơ hở. Người bị chiếm thể xác điên điên khùng khùng, làm việc cổ quái, không có kết cấu. Mà phong vô tà này chiếm cứ thể xác là các đại thượng sư gần như không có nửa phần sơ hở, làm người, làm việc như người bình thường, thậm chí còn nhiễm nhiên hữu đạo cao tăng, được sự ngưỡng mộ tôn kính của chúng sinh, ngay cả đại hòa thượng thủ lĩnh cũng ở trước mặt y chấp đệ tử lễ. Trước đó, Tiêu Phàm cũng không phát hiện ra điều gì không ổn, ngay của Huyền Vũ Giáp cũng không cảm thấy yêu khí trên người y. Sau khi chiếm cứ là Các đại thượng sư, phong Vô Tà hoàn toàn thành một người, tuy hai mà một. Đây tuyệt đối là một thuật chiếm thể xác không giống bình thường, so với những yêu quái mà Tiêu Phàm thấy qua trước đó có khác biệt rất lớn. Nhưng điều khiến Tiêu Phàm lo lắng nhất lúc này chính là yêu quái này chiếm được thể xác thần kỳ như vậy, chỉ sợ thuật chiếm thể cao hơn so với yêu vật bình thường, làm người ta khó lòng phòng bị. Tiêu Phàm một tay thủ sẵn mấy tấm phù lục, tay trái vừa lật, Huyền Vũ giáp trắng như tuyết hiện lên. Pháp lực cuồn cuộn lập tức rót vào trong Huyền Vũ giáp, ngoài thượng cổ mai rùa màu trắng lóng lánh phát ra một tầng ánh sáng dịu dàng. A, à, khí tức rùa thần Huyền Vũ thượng cổ. Tiêu Phàm chưa kịp kết nối với Huyền Vũ giáp, bên tai bỗng vang lên một giọng nói hơi ngạc nhiên, khẩu âm giống là các đại thượng sư như đúc. Không ngờ tên phong vô tà kia không biết lúc nào đã tới bên người tiêu phàm. Tiêu phàm đối với việc này hoàn toàn không hay biết gì cả. Nhưng ngay sau đó, tiêu phàm giơ tay phải lên, hai tấm phù lục bắn ra, nghênh phong nhiên thiêu, hai hỗn độn đổ hóa thành hai mảnh đỏ tươi trên không trung, bay về hướng phong vô tà. Chỉ thấy trong hư không trống không chợt hiện ra một bóng đen, có đầy đủ ngũ quan, ánh mắt nhìn về phía tiêu phàm tràn đầy trào phúng. Thân hình giống như người thường, nhưng lại vặn vẹo thành một hình dạng kỳ quái, nhìn qua như người bị bẹp vậy. Trông nó như một cỗ xương mù màu đen phiêu động trong gió. Trước khi màu đỏ của hỗn độn đồ bao phủ, bóng đen vằn một trận như nước, lập tức biến mất không thấy bóng dáng, màu đỏ hỗn độn đồ chụp phải hư không. Trên không trung chấp động vài cái, uy năng hao hết, tan biến vô hình. Tiêu phàm lập tức thả thần niệm lực kết nối cùng huyền vũ giáp, không có bất cứ cảm ứng dị thường nào. Trước mặt yêu vật này, không ngờ huyền vũ giáp cũng mất linh rồi. Vô dụng thôi. Trong hư vô, lại truyền tới tiếng cười hì hì của phong vô tà. Ta biết ổ rùa thần huyền vũ thượng cổ là thần thánh chi vật mà tu sĩ bói toán các ngươi tôn sùng nhất, ứng nghiệm như thần. Nhưng ta là phong trung chi linh, bản mệnh thần thông dấu hình theo gió. Mai rùa của huyền vũ thần quy không thể phát hiện được đâu. Tiêu chân nhân, Ngươi không cần phải hao tốn khí lực làm gì. Ngoan ngoãn buông thần thức, hợp thể cùng ta, lấy Thiên Phú thần thông của ta gộp thêm tu luyện vô cực môn của ngươi, ta tin, không bao lâu chúng ta có thể tung hoành toàn bộ thế giới trung thổ, không ai có thể là đối thủ của chúng ta. Chúng ta có thể tự lập ra vương quốc, kế thừa đạo nho chính thống, để trên thế giới này vĩnh viễn là địa bàn bá chủ của ta. Thiên thu vạn tái, thống nhất càn khôn, chẳng lẽ tương lai như vậy không đủ hấp dẫn ngươi sao? hà tiêu chân nhân, phong vô tà không vội vàng, giọng nói nhẹ nhàng nghe vào rất có lực hấp dẫn. Tiêu phàm cười lạnh một tiếng, nói, ngươi là yêu ma thượng cổ, vậy thì nên biết tôn chỉ kế thừa của vô cực môn, phàm là đệ tử vô cực môn không thể đội trời chung với yêu ma quỷ quái. Vậy sao, tiêu chân nhân, ngươi lầm rồi, vô cực môn khi mới xuất hiện là phản đồ đấy, hơn nữa không chỉ là một người. Ta và vô cực môn các ngươi cũng không phải lần đầu giao đấu, những người đó hẳn là tổ sư của các ngươi đi tiêu phàm ngươi nên biết thế giới này không có gì không thể trao đổi mấu chốt là điều kiện ngươi đưa ra có thích hợp hay không ta cam đoan với ngươi sau khi hợp thể ta không cắn nuốt linh hồn ngươi chúng ta dung hợp lẫn nhau không phân biệt ai là chính ai là phụ trí nhớ hiện tại của ngươi vẫn có thể duy trì đầy đủ sau khi hợp thể ngươi vẫn là ngươi vẫn là trưởng giáo chân nhân vô cực môn ngươi chỉ không có năng lực của ta nhưng chỉ cần luyện tập, người cũng có thể giống ta bây giờ, hoàn toàn có thể nắm được phong chi linh lực, cùng phong linh hòa làm một thể. Ngẫm lại xem, có năng lực cao như vậy, ngươi lại là kế thừa vô cực môn, trên thế giới này còn ai có thể là đối thủ của ngươi nữa. Ngươi chính là vô địch thiên hạ, vì hấp dẫn được tiêu phàm, phong vô tà thậm chí, chúng ta cũng không nói nữa, nói thẳng ra là, ngươi. Dường như sau khi chiếm được thể xác là tiêu phàm nuốt y, chứ không phải là y cắn nuốt linh hồn tiêu phàm. Y hoàn toàn kính dâng tất cả, tất cả suy nghĩ vì Tiêu Phàm. Chỉ có điều quỷ kế nho nhỏ đó làm sao có thể mê hoặc được Tiêu Phàm chứ? Vậy ngươi có thể giải thích một chút, vị là Các đại thượng sư ở trước mặt này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giọng nói của Tiêu Phàm mang theo ý châm chọc. Tiêu Phàm, ngươi thật cố chấp, xem ra ta không thể không cho ngươi nhìn một chút lợi hại của ta. Ngươi thực không biết tốt xấu gì cả. Giọng nói của Phong Vô Tà thay đổi, cười lạnh nói: yêu quái. Chết đi. Không đợi tiêu phàm đáp lại, đan tăng đa cát mạnh mẽ đứng dậy, đoạt cung tiến từ tay đan châu, bắn ra hàng loạt mũi tên, phút phút phút, ba tiếng, ba mũi tên lông vũ liên kết một mạch bắn về hướng phong vô tà. Cam bị thương ở cổ nằm ở đó, sắc mặt tái nhợt, không có động tĩnh gì. Đan tăng đa cát thương sư đệ, giận dữ không kiềm được. Trong hư không vốn không có vật gì, đám xương bỗng dao động như nước, một bóng đen chợt lướt qua đa cát thượng sư, cẩn thận. Tiêu phàm kinh hãi, nhảy dựng lên, bay về phía đan tăng đa cát. Hai tay liên dương, bốn năm tấm phủ lục bay nhanh ra, trên không trung hóa thành hỗn độn đồ đỏ rực, bao phủ quanh người đan tăng đa cát. a à, ngay lúc ấy, đan châu ở bên cạnh kêu thảm một tiếng, hai tay cầm chặt cổ họng, mặt hắc khí lượn lờ, hai mắt trắng dã ngã xuống đất. Cả người run rẩy dần dần yếu đi, không ngừng co giật. Đan châu Đan tăng đa cát kêu to, sắc mặt trắng bệch. Mau, dựa vào vách tường. Tiêu phàm hét lớn một tiếng, cổ tay vừa lật, viêm linh chi đao đỏ rực được rút ra. Hắn hơi rót pháp lực vào, hỏa linh chi binh lập tức phát sáng lập lè. Tiêu phàm của viêm linh chi đao, trước người hạ một đạo lưới lửa, che chở cho cơ khinh xa và đan tăng đa cát, cấp tốc lui tới một bên sơn động. Ít nhất thì ở vị trí này phong vô tà không thể tập kích từ phía sau được. Phương hướng cần phòng ngự giảm đi được một bên tương đối mà nói, thì có thể tiết kiệm được không ít pháp lực. Tiêu phàm mặc dù là người khiêm tốn, nhưng kinh nghiệm tranh đấu cực kỳ phong phú. Trong phút chốc, liên hạ quyết định chính xác nhất. Dù là như vậy, vì liên tiếp dùng viêm linh chi đao, nên sau một lát, sắc mặt của tiêu phàm trở nên trắng bệch. Pháp lực của hắn cạn quá nhiều, chuôi hỏa linh chi binh này uy lực cực lớn, cho dù không phải là cảnh giới của hắn bây giờ để có thể dùng một cách tự nhiên, mỗi lần sử dụng đều phải hao phí một lượng lớn pháp lực lúc này không phải là thi triển toàn bộ, nhưng cũng quá nhiều với hắn rồi. Một thanh viêm linh chi đao tốt đấy, chật chật, tiêu chân nhân, không thể tưởng tượng ngươi tuổi đời còn trẻ mà trên người có nhiều thứ tốt đến vậy ha. Nhưng càng như vậy, ta càng không bỏ qua cho ngươi. Ngươi chính là đối tượng chiếm thể thích hợp nhất với ta. Trong hư không, lại vang lên tiếng cười của phong vô tà. Phi, một đóa kim hoa chợt theo ánh đao của viêm linh chi đao bắn ra, bùng nổ trong không trung, kim phấn bay lả tả. Chính là cơ khinh xa thừa dịp yêu vật còn chưa chuẩn bị, liền bắn ra bạo liệt trùng. Kim phấn hòa mỹ thổi tới, trong hư không vẫn rỗng tuếch, không nhìn thấy bất cứ cái gì. Yêu linh trong gió này, như chính lời y nói, có thể giấu hình theo gió. Phong độn thuật chính là bổn mạng thần thông của y, đạt tới trình độ theo ý muốn của mình. Hi hi, bạo liệt trùng, thứ này sau khi luyện thành rất lợi hại, là đại sát khí của Nam Dương đáng tiếc vẫn là ấu trùng, còn đem ra khoe khoang. Thật là đem nhau ra đùa mà, cười đến rụng răng mất. Tiểu cô nương, sau này có cơ hội, ta giới thiệu lão quỷ trong động kia cho cô quen. Y luyện bạo liệt trùng so với người mạnh hơn nhiều, tuy nhiên thứ lão bất tử kia thích là sắc trung ngạ quỷ. Ngươi là cô nương xinh đẹp như vậy, nếu bị y thấy thì thực không ổn a. À. Mặt cơ khinh xa biến sắc. Lạp chát đắc lý. Nghe ngữ khí của tên yêu linh này thì thủy tổ hàng đầu sư Nam Dương trong truyền thuyết, Đại Thiên Vương, Lạp Chát Đắc Lý vẫn sống, lại còn có rất quen với y nữa. Xem ra theo lời tiêu phàm nói, thì các yêu ma đều thức tỉnh, thế giới trung thổ sắp đại loạn như lời tiên đoán thật sự sắp trở thành sự thật. Sắc mặt của tiêu phàm ngày càng trắng, sắc sáng trên hỏa linh thần binh càng lúc càng ảm đảm, rốt cuộc biến mất không còn gì nữa. Tiêu phàm dừng động tác vùng đao, hoành đao làm ngực, hai mắt lóe ra ánh lục. Hắn vận dụng, thiên nhãn thần thông, tới mức cao nhất, cực lực truy ra tung ảnh của phong vô tà trong hư không. Thiên nhãn, thiên nhĩ, mấy loại thần thông là vốn là ẩn nạc thuật và khắc tinh của độn thuật, chỉ tiếc rằng, thiên nhãn của tiêu phàm mới ở trình độ nhập môn, đối mặt với lão yêu ngàn năm, phong độn thuật xuất thần nhập hóa, hai bên cơ bản không cùng một cấp bậc. Bỗng nhiên, tiêu phàm nhận thấy một tia đặc biệt khác thường, như có như không, thậm chí nhận không ra đó là điểm khác thường hay ảo giác của mình, tiêu phàm vẫn mạnh mẽ vùng viêm linh chi đao trong tay lên. Chỉ có điều vẫn muộn một bước, hắn chỉ cảm thấy một trận đau đớn ở cổ, một vệt máu hiện lên. Nếu không phải hắn theo bản năng vùng viêm linh chi đao lên, lần đánh lén này chỉ e không chỉ là một vệt máu đơn giản như vậy. Tiểu tử, coi như người còn tỉnh táo, chỉ e lần sau ngươi không còn vận khí tốt như vậy nữa đâu. Trong hư không, lại vang lên tiếng cười đắc ý của phong vô tà chương 630, tuyết liên ngàn năm tiêu phàm, cứ tiếp tục như vậy không ổn. Nhìn vệt máu chảy trên tay tiêu phàm cộng thêm sắc mặt hắn càng lúc càng tái lại, cơ khinh xa không nhịn nổi nói một câu. Đây đã là lần tập kích thứ hai trong vòng 15 phút, và đã đạt được kết quả. Tuy phản ứng của tiêu phàm nhanh nhẹn, bị tập kích sát người trong nháy mắt, hắn rất nhanh nhẹn né tránh, nhưng cánh tay trái vẫn bị thương. Giống như lời phong vô tà nói, Lần này tránh được nhưng lần sau sẽ không có vận khí tốt như vậy nữa. Hai hàng lông mày tiêu phàm nhíu chặt, hạ giọng nói. Theo tôi, lưng dựa vào vách núi, trầm trầm di động theo sườn bên trái. Tơ khinh xa và đan tăng đa cắt nhìn nhau một cái không biết ý của tiêu phàm là gì. Nếu muốn đoạt cửa mà đi, dường như không nên đi hướng này thì phải, từ sườn bên trái này cách quang môn kia còn xa hơn. Có điều tiêu phàm phân phó như vậy, hai người cũng không nhiều lời bước theo đan tăng đa cát không nhịn được quơ trường đao đen nhánh trong tay cơ khinh xa cũng thủ sẵn hai con bạo liệt trùng toàn bộ đều là tinh thần đề phòng muốn chạy đi đâu vậy hi hi vô dụng thôi các ngươi chạy không thoát đâu trong hư không phong vô tà nhẹ nhàng cười nói tiêu phàm không quan tâm thân hình không ngừng chậm chậm tiến tới bên trái vách động động vốn không có gì khác thường bỗng nhiên lóe lên tinh quang cùng với quang môn mở ra giống nhau tiểu tử muốn chạy ư phong vô tà tự nhiên cũng phát hiện chỗ khác thường của động lập tức hét ầm lên vô cùng bực tức chỗ vách động này rõ ràng còn cất giấu một quang môn thật không ngờ tới điều ấy phong vô tà tận mắt thấy càn khôn đỉnh mở ra quang môn một cách nhanh chóng hơn nữa điểm quan trọng chính là không biết quang môn thông tới nơi nào tuy nơi này là sâu bên trong núi đại tuyết vẫn như trong trận ảo vậy nếu thật là chạy tới ảo trận tầng tiếp theo thì sẽ gặp rắc rối lớn rồi bất luận thế nào y muốn ngăn cản bọn họ đừng có chạy đi mất. Trong hư không, một trận giao động rất nhỏ mắt thường khó có thể thấy được, phong vô tả vô thanh vô tức tới gần. Bỗng nhiên, tiêu phàm hét lớn một tiếng, viêm linh chi đao hiện ra, nháy mắt quang hoa bắn ra tứ phía, lửa cháy hừng hực, một chiêu, hỗn chiến bát phương. Ánh đao xoèn xoẹt hướng tứ phía tám phương mà chém đi. Chi tê tê tê, một tiếng thét chói tai như chuột kêu vang lên trong sơn động. Trong ánh đao, một bóng đen mơ hồ nhảy lên cao, cấp tốc bay lui lại phía xa. Đúng lúc phong yêu linh định đánh lén tiêu phàm, thì bị viêm linh chi đao chém chúng, lập tức bị thương. Một đao chém thương phong vô tà, tiêu phàm không chút do dự bắn ra, càn khôn đỉnh, chuyển động quay tròn trên không trung, oa, lên một tiếng kêu. Tiêu phàm phun một ngụm máu tươi, hóa thành một làn xương máu nhẹ nhẹ, nháy mắt đã bị, càn khôn đỉnh, hấp thu không còn một giọt. Ngay sau đó, càn khôn đỉnh, tỏa hào quang lấp lánh. Trên vách động quang hoa cũng lóe ra, rất nhanh luyện thành một mảnh, hình thành một quầng sáng trắng cùng hỗn độn đồ hợp thành một chỗ. Thành động kẹt kẹt rung động, một cánh quang môn mở ra. Tiêu phàm biết rõ, vừa rồi một đao kia không phải đặc biệt đánh vào phong vô tà, chỉ có điều may mà chém phải. Phong vô tà có khả năng không bị thương nặng lắm, thời gian để hắn giữ cánh quang môn này thực sự không thể kéo dài, chứ không phải do hắn chậm rãi mở càn khôn đình. Hơn nữa, lại một lần sử dụng viêm linh chi đao, pháp lực trong cơ thể tiêu phàm dường như hao tổn không còn, không thể cưỡng ép vận chân nguyên bản mạng thúc dục bảo đỉnh được nữa. Tất cả những thứ này nói ra thì đều vô cùng phức tạp, kỳ thực lại bình thường như nước chảy mây trôi, liên tục không dứt. Phong vô tà bất chợt bị thương, hoảng sợ tránh đi. Đợi y phục hồi lại tinh thần, quang môn trên vách đá đã hoàn toàn mở ra. Lý nào lại vậy? Phong vô tà nổi giận đùng đùng hét lớn, tiếng hét vọng lại không ngừng trong hư không thân là lão yêu ngàn năm, lại bị tên trẻ tuổi kia, đánh lén, nhiều lần trong này, phong vô tà thực sự lửa giận mút trời. Bên kia mái hiên, đan tăng đa cát và cơ khinh xa đã tiến vào quang môn, tiêu phàm đối mặt với sơn động, phiêu nhiên lùi vào. Hai tay liên dương, bắn ra hơn 10 tấm phù lục, hồng quang lập lè hóa thành một hỗn độn đồ đỏ tươi thật lớn, đem chọn cái quang môn kia che kín lại. Hư, tài hèn sức mọn. Phong vô tà gầm lên một tiếng phẫn nộ trong sơn động dần dần nồng nặc băng xương, từng đợt dao động, phút chốc giống như nộ hải cuồng đào, nhất tề sông tới đánh vào hỗn độn đồ đang che quang môn. Âm, um, băng xương dữ dội đụng mạnh vào hỗn độn đồ đỏ rực, toàn bộ hỗn độn đồ mạnh mẽ rung động một hồi, hào quang trở nên ảm đạm vài phần. Xem ra hỗn độn đồ này không thể duy trì được lâu. Dù sao thì lực của phù lục không bằng bản tôn trực tiếp ra tay, có thể có được một nửa uy lực đã là khó lường rồi. Dựa theo cảnh giới mà nói, tiêu phàm mới bắt đầu tu luyện, thiên nhân tương, điều này không thể so với lão yêu ngàn năm phong vô tà kia được. Cứ cho phong vô tà thức tỉnh chưa lâu, hoàn cảnh trước đó cũng không thích hợp cho y tu luyện, 10 thành công lực có thể phát huy vài phần đã coi như là không tệ rồi. Nhưng bản lĩnh ngàn năm của y vẫn còn đó, không thể chỉ bằng vài tháng tu luyện của tiêu phàm có thể san bằng được. Phá! Phong vô tà lại hét lớn một tiếng, trong phút chốc, cuồng phong gào thét trong động, ba đợt băng xương tụ tập một chỗ, hung hăng đánh vào hỗn độn đồ đỏ rực kia. Hỗn độn đồ khẽ rung lên, màu sắc vốn tươi đẹp chợt ảm đạm, lập tức vỡ tan để lộ ra quang môn đang mở rộng. Phong vô tà đắc ý cười hô hố mấy cái, dao động trong không trung, theo gió đi vào. Một tiếng ầm ầm vang lên, quang môn vốn đang mở rộng, đột nhiên hợp lại, liền biến trở lại thành vách núi, không chút khách khí đẩy phong vô tà và băng xương của y ra bên ngoài. Quang điểm lóe ra không ngừng, dường như có vô số ánh mắt châm chọc đang cười nhạo tên lão yêu ngàn năm này. Các ngươi cho rằng như vậy có thể cản chân ta được sao? Nằm mơ đi. Trong hư không, truyền tới giọng nói nghiến răng nghiến lợi của phong vô tà. Lão yêu ngàn năm ở bên ngoài nổi giận lôi đình, tiêu phàm, cơ khinh xa, đan tăng đa cát ở trong quang môn tâm tình cũng không thoải mái. Trong quang môn là một không gian không quá lớn, ngoài dự đoán của mọi người chính là không ngờ dưới chân lại có rãnh như bờ ruộng, Dường như là một vườn ươm, nhưng lại sớm hoang phế, không còn bất cứ vật gì còn lưu lại. Cơ khinh sa kinh ngạc hỏi. Đây là nơi nào? Tiêu phàm nhíu nghi, nói. Hẳn là nơi chủ cũ của sơn động này dùng để trồng dược liệu. Trong điển tịch đạo gia ghi lại không ít. Đạo gia coi trọng luyện chế đan dược, luyện đan đại sư thường tự gieo trồng một số linh dược hiếm. Điều này là lẽ đương nhiên. Vậy, nơi này hẳn không có đường ra khác. Tơ khinh xa lập tức nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng. Bình thường mà nói, vườn ươm dược viên phụ thuộc vào không gian, cùng với động phủ tu luyện ở cùng một chỗ. Có rất ít đường đơn độc thông ra ngoài, bọn họ thế này chẳng khác gì bị nhốt ở bên trong không gian nhỏ này, đây không phải là kế lâu dài. Lão yêu ngàn năm kia thủ tại bên ngoài, chẳng lẽ bọn họ lại phải ở trong dược viên hoang phế này cả đời ư? Đói thì cũng chết đói luôn. Cuống hồ cánh quang môn kia giờ đã khép lại, Khó có thể cam đoan Phong Vô Tà không có cách nào giải phá cấm chế, lại mở ra được quang môn. Lão yêu ngàn năm này mới thức tỉnh từ trong cơn ngủ say, pháp lực càng lúc càng mạnh. Như vậy tiêu hao dần chính là bọn họ, chứ không phải là Phong Vô Tà. Tiêu Phàm đi về phía trước, tìm hiểu tình hình của huyệt động, nói: Cho dù có đường thông ra ngoài, chúng ta đi ra ngoài cũng không an toàn. Nơi này là chỗ sâu trong núi Đại Tuyết, đừng nhìn bên trong sơn động vô cùng yên bình đi ra ngoài chính là băng tuyết ngập trời. Muốn tìm được một một bộ lạc, ít nhất phải rong rủi 10 ngày. Thời gian dài như vậy, cũng đủ để cho phong vô tà tập kích bọn họ vô số lần. Chỉ cần một lần phòng bị không tốt, đối với bọn họ chính là tai họa ngập đầu. Hai hàng lông mày của cơ khinh xa nhíu càng chặt, trong mắt lộ ra vẻ lo âu. Tình hình hiện tại này thực sự chứng tỏ bọn họ đã lâm vào ngõ cụt. Đánh không lại, chạy cũng không thoát. Chỉ có thể trơ mắt khoanh tay chịu chết tuyết liên hoa bỗng nhiên vang lên tiếng của đan tăng đa cát đan tăng đa cát là người đầu tiên bước vào tiểu sơn động này y phụ trách điều tra tình huống của sơn động ở phía trước tiêu phàm và cơ khinh xa bỗng nhiên kinh hô một tiếng dường như phát hiện ra cái gì khó lường tiêu phàm và cơ khinh xa ngạc nhiên vòng qua trước mắt lập tức sáng ngời chỉ thấy cách đó không xa một khối băng thô to cao vút trong động khối băng này ước chừng hai ôm cao hơn một người to lớn trên đỉnh khối băng là một đóa tuyết liên đang nở rộ, nhụy vàng rung rinh trong gió rét. Phía trên là ánh mặt trời chiếu thẳng xuống, chiếu đúng vào nhụy đóa tuyết liên. Đóa tuyết liên này ước chừng to bằng cái bát tô, mùi hương thơm ngát lượn lờ bốn phía, làm người phía dưới mới ngửi thôi cũng vui vẻ thoải mái. Tiêu Tiên Sinh, đây là tuyết liên ngài cần tìm, tuyết liên hoa này lớn như vậy, dược hiệu ít nhất cũng phải 6, 700 năm trở lên, nói không chừng còn là ngàn năm. Đan Tăng Đa Cát nhìn đóa tuyết liên đang nở rộ, giọng nói rung rẩy hết sức kích động. Mặc dù y xuất thân từ người hái thuốc, nhưng đóa tuyết liên khổng lồ như vậy mới lần đầu y thấy được. Tiêu phàm là y thuật gia, thần thông dược lý, liếc mắt một cái có thể nhìn ra được, đàn tăng đa cát phán đoán rất chính xác. Đóa tuyết liên này ít nhất có 6-700 năm dược tính. Dựa theo cách nói của Phong Vô Tà, nơi này vô cùng có khả năng là động phủ tu luyện của kim thân kim cánh đại bàng vương chuyển thế, cũng chính là nơi thủy tổ sáng lập ra môn phái Phật giáo cao nguyên ngộ đạo căn cứ theo thời gian để suy đoán, lúc tông già đại sư mộ đạo là sau 700 năm trước. Gốc tuyết liên hoa này được gieo vào thời điểm đó là vô cùng hợp lý. Thậm chí còn trước cả khi tông già đại sư lấy nơi này làm nơi tu luyện, gốc tuyết liên hoa này đã tồn tại rồi. Chỉ có điều khi đó dược lý chưa đủ, tông già đại sư mới không hái xuống. Tiêu phàm, bất luận thế nào thì chúng ta hái đóa tuyết liên này xuống trước đã. Cơ khinh xa lập tức quyết định. Bất kể là có thể hay giữ được tính mạng khỏi tay phong vô tà hay không, ít nhất thì cũng không thể cho lão yêu kia chiếm tiện nghi được. Trong lúc nguy cấp, thì hủy đoá tuyết liên này luôn cũng không tiếc. Được. Tiêu phàm gật đầu, ngón tay bắn ra một đạo hàn quang, là một phi đao lá liễu, nhẹ nhàng vòng quanh gốc tuyết liên một vòng. Đoá tuyết liên run lên bần bật, lập tức từ đỉnh băng trụ rơi xuống. Tiêu phàm khẽ giơ tay đỡ lấy đoá hoa tuyết liên, đoá tuyết liên quay tròn một vòng rồi nằm gọn trong tay hắn. Đúng lúc ấy, một tiếng ầm bỗng nhiên vang lên thật lớn. Dường như toàn bộ vách núi đều đang chấn động. Không được rồi, y đang công kích vào đây. Cơ khinh xa hết một tiếng kinh hãi, sắc mặt đại biến. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 630.